Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, Hoàng Hy Bình. Tập 18. Lạc Thiên nói, Lạc Thổ, lùi lại, ngươi không phải đối thủ của chúng đâu. Lạc Diệp nằm trong lòng Hy Bình kêu lớn, buông ta ra. Hy Bình cười, ngươi con mẹ nó không công kích ai, lại muốn nhảy vào lòng ta để ôm. Nhìn xem ngươi có ý gì với ta vậy hả? Ta không có, ngươi buông ta ra. Ngươi cầu xin ta à? Hoàng Hy Bình, ngươi muốn chết rất khó coi phải không? Lạc Thổ nghiến răng ken két nói. Hy Bình đáp, Lạc Thổ, căn cứ vào phản ứng của ngươi mà nói, đây nhất định là nữ nhân của ngươi. Ngươi từng muốn cướp thi nhi của ta nhưng không thành, ta cũng rất muốn cướp Lạc Diệp của ngươi. Ta nghĩ, ta sẽ không thất bại giống ngươi. Lạc Thổ, không phải ngươi nói quyền đầu của ngươi rất cứng sao? Cứ việc tới đây cướp nữ nhân của ngươi về. Nếu không ta sẽ đợi cơ hội đem nàng ta lên giường của ta đấy. Rồi trong vòng vây của chúng nhân ở đại đình, tay trái của hắn vẫn ôm chặt Lạc Diệp, tay phải đột nhiên duỗi ra đưa lên ngực nàng xoa bóp. Lạc Diệp kinh hãi kêu, á, đừng bóp chỗ đó, cứu ta với. Lạc Thổ thấy vậy điên cuồng thổ huyết, phi thân bay tới, quyền đầu cự đại biến thành màu đen, mang theo hắc sắc kình khí trầm trọng vô bị kích thẳng vào mặt Hy Bình, tay phải của Hy Bình đang trên ngực Lạc Diệp mãnh nhiên xuất ra. Nắm quyền nghênh tiếp tuyệt địa chân nghĩa quyền của Lạc Thổ. Đột nhiên, tiếng sấm ầm ĩ, oanh một tiếng, hai quyền chạm nhau, thân ảnh của Lạc Thổ bắn trở lại. Hắn rơi xuống đất, đứng chấn tĩnh lại, trong mắt phát ra sự sợ hãi vô bỉ hướng về phía Hy Bình, há mồm muốn nói, nhưng lại phun ra một ngụm máu, quyền đầu tay phải của hắn cũng rũ xuống, khẽ run lên. Trong nhãn thần Hy Bình lóe lên ánh tà mị, một loại nhãn thần không biết gọi là gì xuất hiện trong mắt hắn, Lạc Thổ. Ta đã từng nói sẽ cho quyền đầu của ngươi cơ hội phô trương, ngươi chưa quên chứ? Của ngươi đây. Hắn đẩy Lạc Diệp ở trong lòng ra, Lạc Diệp kêu lên kinh hãi, đâm sầm vào Lạc Thổ, hai người lùi lại phía sau hai bước. Lạc Diệp quay người lại rồi từ từ đi tới trước mặt Hy Bình, thanh âm run run nói, ngươi. Ngươi xem ta là cái gì vậy? Thủy Khiết Thu cũng thoá mạ, Hoàng Hy Bình, ngươi làm chuyện quá đáng như vậy sao? Hy Bình không để ý đến nàng. Cũng không để ý đến Lạc Diệp, chỉ chuyển sắc mặt nói, từ Phiêu Nhiên, rút cục ngươi muốn ở Bắc Lăng Trang đến khi nào? Ta thích ở bao lâu thì sẽ ở bấy lâu? Ngươi nếu không phải họ Từ, chắc vẫn đi theo Đại Địa Minh. Ta nghĩ, Từ Thanh Vân cũng sẽ không nhận phụ thân như ngươi đâu. Sắc mặt Từ Thanh Vân đại biến, nhưng cũng không thể nói câu nào. Hy Bình nói, Đại Hải, xuất lệnh bài ra. Hoàng Đại Hải móc từ trong bụng ra một tấm kim bài lớn gần bằng bàn tay, trên bề mặt không ngờ lại viết một chữ lớn thiên. Bên cạnh chữ thiên có bốn chữ nhỏ lóe sáng, hoa đỗ từ triệu. Hoàng Đại Hải buông từng chữ một, Từ Phiêu Nhiên nghe lệnh. Từ Phiêu Nhiên nhìn lên bề mặt lệnh bài, âm thanh có run lên một thoáng, là. Từ Phiêu Nhiên, về chữ thiên. Hy Bình nhìn Mộng Hương, rồi lại nhìn Nguyên Chân Lục Nữ, sau đó quay người. Vừa đi vừa nói, ở Đại Địa Minh, ta không nghe lệnh ai cả, đi đến đây cũng vậy, thích làm cái gì thì làm cái đó, không ai quản nổi. Mẹ nó, là cẩu hùng nghĩ ta dễ khi phụ lắm à, ta đã từng nói chúng ta sẽ tự mình thống lĩnh, hơn nữa đều nghe lệnh ta, có thể kêu thêm ba tên gia hỏa nữa đối đầu với ta. Hoàng Hy Bình, người mau đứng lại cho ta. Thân ảnh của Thủy Khiết Thu đột nhiên ngăn cản trước mặt Hy Bình, khiến toàn thể quần nhân cùng dừng bước. Tại chàng lại bắt đầu yên lặng. Đỗ Quyên và Thủy Tiên nhìn tiểu thư của bọn họ, mặc dù trên gương mặt tuyệt mỹ nhân gian của nàng vẫn phát tán ra phong tao thiên nhiên làm mê hoặc nhân thế, nhưng, nàng đã tiểu tụy rất nhiều, bọn họ đồng thanh, tiểu thư. Hy Bình nhìn nàng, có chút bất nhẫn nói, ta không ngăn cản nàng, nàng cũng không nên ngăn cản ta chứ. Ngươi rốt cuộc cũng thẳng thắn nhìn ta sao? Thủy Khiết Thu cắn chặt môi, thanh âm run run. Nhìn hay không nhìn cũng có tác dụng gì. Thủy Khiết Thu chăm chú nhìn hắn, lệ quang trong mắt không nén được trào ra, từ từ lăn trên gò má. Đừng khóc, thấy nàng khóc, con tim ta đau nhói. Hy Bình giơ tay muốn lau nước mắt cho nàng, nàng lại ngăn cánh tay của hắn lại, nghẹn ngào, không cần ngươi giả bộ hảo tâm, ngươi nhìn ai cũng không nhìn người ta. Hy Bình đột nhiên một tay ôm lấy nàng, một tay lau nước mắt cho nàng, khẽ mấp máy môi, đừng loạn động. Ta đã nói muốn giúp nàng lau nước mắt, nàng lại không nghe. Thủy Khiết Thu rằng có một lúc, sau đó hai tay ôm chặt lấy eo lưng hắn, mặt gục lên vai hắn nhìn Lạc Thiên với nhãn tình hung ác. Trong lòng nàng chấn động,
đây là lần đầu tiên nàng nhìn Lạc Thiên với nhãn thần khủng bố như vậy. Hy Bình cảm thấy thân thể nàng run rẩy, liền khe khẽ nói bên tai nàng, đừng sợ, mọi việc đã có ta, khi nào đồng ý đi cùng ta hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ đưa nàng đi. Hắn buông Thủy Khiết Thu ra, quay đầu nói, ta không quản các ngươi cũng không thể quản ta. Hôm nay dừng lại ở đây, đi thôi. Hắn bắt đầu đi trước dẹp đường, Triệu Tử Hào nói với Từ Phiêu Nhiên, Từ Thúc Thúc, chúng ta đã chuẩn bị cho người gian phòng dự bị. Sau đó đám người đi ra ngoài, Từ Phiêu Nhiên thở dài một tiếng, cũng cúi đầu đi theo bọn họ. Quyền Hành đột nhiên nói, Lạc Thiếu Minh Chủ, xem ra an bài của cha người đã thất sách rồi. Trong lòng Lạc Thiên lửa giận bùng cháy, sắc mặt lại không hề biến đổi, lúc nghe thấy lời của Quyền Hành, chỉ nói có bọn chúng hay không kỳ thực đều như vậy, để cho bọn chúng tự mình làm loạn đi, ta không cần để ý đến chúng. Mộng Hương tiểu thư, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Mộng Hương giống như vừa tỉnh giấc mộng, kinh ngạc hỏi, à, ngươi nói gì thế? Nàng vừa mới nhìn, Võ Lâm tứ đại thế gia đã đi mất. Thiếu chủ, cái tên Hoàng Hy Bình đó quả thực là quá ư kiêu căng hung dữ. Lạc Kim cả giận. Lúc này hội nghị đã tan, chỉ còn lại đám người của Đại Địa Minh đang tụ tập ở tầm thất của Lạc Thiên, tựa hồ có chuyện gì đó cần phải tiếp tục thương lượng. Lạc Thiên ôn tồn đáp, không có gì, hắn vốn là cái loại thần kinh, có thói quen làm chuyện gì cũng tưởng như là hay lắm. Lạc Mộc e dè, thiếu chủ, những điều trước đây Tam Ca từng nói, ta nghĩ đúng là sự thật. Lạc Thiên nghe vậy bèn quay sang, Lạc Thổ, khi ngươi đấu quyền với hắn, sao lại để xảy ra tình huống như vậy? Phải a, Lạc Thổ với tuyệt kỹ chân nghĩa quyền cơ hồ ở trong chốn võ lâm thực sự là đệ nhất mãnh quyền, có đại địa cùng chân nghĩa hòa hợp lực lượng. Nhưng lúc đó Hoàng Hy Bình giữa tiếng sấm khi một quyền đụng độ trực tiếp với quyền của Lạc Thổ, kẻ bị đánh bại lại chính là họ Lạc. Hoàng Hy Bình ngoại trừ lôi kiếp thần đao kia, bỗng đâu lại đẻ ra thêm một loại lô ơ quyền. Không hề lên tiếng giải thích, chỉ thấy Lạc Thổ gật đầu, quyền của hắn không những phát ra lửa rất nóng mà còn bao gồm cả điện làm người ta tê liệt. Nếu cùng quyền đó va chạm, sẽ cảm thấy trong đó có chứa một lực lượng cường hãn không gì có thể so sánh được. Ý ngươi muốn nói là lúc đó ngươi thật sự bị đánh bại. Lạc Thổ thở dài, ta xác thực là bại tướng. Lạc Hỏa lên tiếng, chúng ta phạm phải một sai lầm là đánh giá sai kẻ địch, nên mới sinh ra ý coi thường địch thủ, dù vậy nếu không có thực lực, hắn đã khó mà sống được đến hiện tại, bây giờ chúng ta sẽ phải tìm ra kế sách khác. Lạc Thảo nói, hắn lần trước khi đả bại Tam Sư Huynh thì hai mắt cũng giống cảnh tượng vừa rồi như đúc, dường như trong mắt hắn phát ra một loại thần mang gì đó. Khiến người ta có cảm giác hắn hầu như không thể bị đánh bại. Lạc Thiên cười lạnh, ai nói là hắn không thể đánh bại. Lạc Thảo bỗng tỏ vẻ mất tự nhiên, ấp úng ta. Ta chỉ là bỗng nhiên có cái loại cảm giác này. Lạc Diệp, người vì sao đột nhiên lại bị hắn ôm ở trong lòng. Lạc Diệp kỳ thật nãy giờ im lặng không lên tiếng, lúc này nghe Lạc Thiên hỏi liền đáp, thiếu chủ, ta cũng không rõ lắm, lúc đó ta dùng đao chém hắn từ phía sau. Đột nhiên chỉ thấy đao như va phải một lực rất mạnh trượt qua một bên, rồi bỗng hắn duỗi một tay ra, rồi ôm ta. Hay lắm, không cần nói nữa, xem ra ngay cả chính bản thân mình bị người khác chế trụ như thế nào mà ngươi cũng không minh bạch. Lạc Diệp đột nhiên rơi nước mắt. Lạc Thiên cũng trầm mặc, qua chừng nửa ngày bỗng bất ngờ nhãn xạ thần mang, hạ lệnh tìm cơ hội loại trừ Hoàng Hy Bình. Ca, huynh gặp chuyện gì mà áo lại bị rách vậy? Đỗ Quyên ở trong lòng y ngạc nhiên hỏi. Hy Bình đưa tay vuốt má Thủy Tiên rồi đáp, hôm nay ta gặp nữ quỷ Dạ Xoa, dọa người ta muốn nhảy sông mà. Chàng mà bị nữ nhân dọa sao? Độc Cô Thi có vẻ không tin. Thủy Tiên nói, cô ấy nhất định là rất ghê gớm. Không phải thế, là họ tưởng ta định cưỡng gian họ. Huynh dám cưỡng gian bọn họ sao? Giọng Đỗ Quyên nhẹ vang lên thoáng chút oán giận. Độc Cô Thi hỏi, chàng đã đi đâu? Ta tới quả phụ ốc. Rồi chàng có vào không? Không có, ta trèo lên nóc nhà, thấy phía sau nhà có năm mỹ nữ mặc y phục năm màu khác nhau. Sau khi không thấy gì thì lắc đầu hạ xuống đất rồi bỏ đi, sau đó thì bị họ đổ oan là muốn cưỡng gian họ mà. Hy Bình tỏ vẻ sợ sệt kể lại. Nhìn chàng kia, thật không ngờ chàng lại thành ra dạng thế này. Khi Đỗ Quyên đặt một bộ quần áo khác xuống bên cạnh hắn, lập tức bị hắn ôm vào lòng. Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, hiển nhiên đồng ý để cho hắn ôm. Sau khi hôn Đỗ Quyên, hắn lại quay sang hôn Thủy Tiên và Độc Cô Thi một lượt,
rồi mới đứng dậy đi ra cửa. Chàng định đi đâu? Ta muốn tìm hai tình nhân cũ của ta. Đến khi Hy Bình xác định được Thiên Phong Song Kiều ở gian nào thì lúc này bên ngoài hoàng hôn đã dần buông xuống, vừa gõ cửa phòng Thiên Phong Song Kiều, chính Từ Hồng Hà ra mở cửa, hai người bọn họ đều không thể được ra ngoài, cũng không thể ngủ được, đến lúc này Hy Bình mới cảm nhận thấy có một thứ tình cảm toát ra ngoài, nhãn thần hai người thăm thẳm chất đầy nỗi nhớ nhung, Từ Hồng Hà ánh mắt ôn nhu chứa chan tình cảm, Từ Bạch lộ lệ thấm ướt hoen mi. Ta đến thăm các nàng đây. Hy Bình vừa nói vừa tiến vào trong phòng. Từ Hồng Hà úp mặt vào cửa, Từ Bạch Lộ tiến lại nói, muội muội, đóng cửa lại. A, Từ Hồng Hà kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Từ Bạch Lộ, sau đó xoay người lại đóng cửa. Từ Bạch Lộ dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra khoảng xa xăm bên ngoài, chàng đến đây làm gì? Hy Bình bước tới sau nàng, đưa tay về phía trước nhẹ nhàng xoay người nàng lại đối diện với mình, ôm eo nàng nói, ta sợ gì mà không đến. Ta có thể quên các nàng. Từ Bạch Lộ cố tỏ vẻ lạnh lùng, còn ta lại chẳng có một tí gì nhớ về chàng. Nàng vừa gội đầu à, ta ngửi thấy có một mùi hương nhẹ nhẹ, ta biết đó là mùi mặt lị, nàng đang nói dối phải không? Cái gì? Hy Bình giải thích, nói về mặt lị, đóa hoa không lớn lắm thường nở hoa vào canh một, hoa toát ra một hương thơm như cỏ thơm. Nhiều người khen rằng chúng rất đẹp, tại sao nàng lại từ chối sự thật? Nàng sợ sẽ không có nơi nương tựa, hay sợ bị bỏ rơi. Nó chính là tín vật của ái tình, bởi mặt lị chỉ có một hình dạng, sao nàng cứ phải giấu tình cảm vào sâu tận đáy lòng. Nàng sợ ta sẽ thay đổi hay bỏ rơi nàng. Chàng đừng có thừa cơ hội, đừng có mà tự đại, tưởng ta không biết gì về chàng ư. Ta không biết, hiện tại ta chỉ biết là ta đang ôm nàng, còn nàng đến một điểm kháng cự cũng cô có. Từ Bạch Lộ nghe thế thì hơi trở mình muốn thoát ra. Hy Bình lập tức ôm chặt nàng hơn, kề miệng sát bên tai, ngậm vành tai ngọc của ả nàng nói, dù nàng không muốn thì ta vẫn là ca ca của nàng, ca ca nàng tình nguyện sẽ mãi là nơi nương tựa của nàng, chỉ không biết khi nào nàng mới chấp nhận tình yêu ta. Từ Bạch Lộ không nói. Hy Bình quay đầu, khuôn mặt trở thành ngây ngốc bởi Từ Hồng Hà đang mỉm cười, hỏi, nàng không đến sao? Từ Hồng Hà chần chừ như không muốn, cuối cùng cũng đến bên trái của Hy Bình. Hữu thủ Hy Bình nắm lấy ngọc thủ của Từ Bạch Lộ, sau đó giơ tả thủ ra ôm Từ Hồng Hà, nàng ta không phản kháng, chỉ là quay mặt đi thì bất chợt thấy tỷ tỷ nàng đang rơi lệ. Hy Bình nói, ta muốn bàn bạc hôn sự với phụ thân các nàng, ta muốn lấy cả hai. Chàng không thể bàn bạc với phụ thân bọn ta về vụ hôn sự được. Từ Bạch Lộ lên tiếng cảnh báo. Từ Hồng Hà cũng nói thêm, phụ thân bọn ta ghét ngươi, ngươi không cảm thấy bọn ta rất khó xử hay sao? Có lẽ có, nhưng, ta chỉ nói riêng một vài điều mà thôi, ta thích vài lời mà thật ra lại rất dễ nghe, ta hứa với bọn nàng sẽ không để Từ Phiên Nhiên phải khó xử. Hy Bình nói giọng uy hiếp. Từ Hồng Hà lại hỏi, những lời nào? Bọn nàng cũng nên biết rõ rằng ta thích lắng nghe những lời của bọn nàng. Ta không hiểu. Từ Hồng Hà chưa kịp nói thì Từ Bạch Lộ đã cướp lời, từ khi chúng ta không thể quên được chàng, thì cũng là lúc chúng ta cũng có chút hận chàng. Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như thế? Từ Hồng Hà khuôn mặt nhanh chóng đỏ dần. Hy Bình mỉm cười, hai tay bắt đầu hoạt động để ứng trụ với hai tỷ muội mỹ lệ này, nói, điều này chính là lý do việc bọn nàng không đáp ứng lấy Lạc Thiên sao? Ừ, lưỡng nữ chỉ có thể nói với giọng điệu này. Quay người lại đi, Hy Bình kêu lên. Từ Hồng Hà thật ngoan ngoãn quay người lại, còn Từ Bạch Lộ dĩ nhiên chẳng chuyển mình. Hy Bình hỏi, không vui khi đối mặt với ta sao? Từ Bạch Lộ cuối cùng cũng chậm chậm quay mặt lại. Hy Bình nhìn thấy nàng ta bật khóc, hữu thủ rời mái tóc vuốt ve khuôn mặt nàng, xóa đi những giọt lệ trên đó, sau đó nắm tay nàng rồi hỏi tại sao lại khóc. Chàng không nói đạo lý. Từ Bạch Lộ đáp lại, chỉ là khi phụ người, khi phụ chúng ta còn không đủ hay sao, lại còn phải vô lễ với phụ thân của chúng ta nữa. Hy Bình than thở, kỳ thật việc ấy hoàn toàn không phải lỗi của ta, là ông ta khiến ta phải làm những chuyện ngu ngốc. Không phải tại chàng, Từ Bạch Lộ phản bác. Hy Bình nói, hảo, hảo, đúng là ta là tên ngu ngốc của nàng, tổng hành à. Lúc đó trong tâm hắn đang nhủ thầm, kỳ thật ta là thiên tài mà. Thiên tài và ngu dốt, thật không khác nhau sao? Từ Hồng Hà đột nhiên mỉm cười, trong nhãn thần Từ Bạch Lộ cũng có chút tiêu ý, nói, chàng có thể lưu lại trong phòng của chúng ta bao lâu? Nha nha, đáng lý nàng nên khóa cửa,
không muốn giữ ta lại qua đêm sao? Hai tỷ muội không biết nên khóc hay cười nữa, Từ Bạch Lộ thì giận dữ, đừng có vọng tưởng, vừa khi nãy thiếp chỉ muốn chàng đến gặp mặt, để biết chàng đến và làm gì, vì thế đã khóa cửa lại, nếu không người khác đi qua sẽ thấy. Điều đó thật không hay. Cái này thật sự không hay sao? Nhưng ta đích thực hy vọng có nhiều người trông thấy, hai tỷ muội nàng từ lâu đã để ta trong tâm của bọn nàng rồi, hơn nữa chắc chắn hy vọng trở thành nữ nhân của ta. Trong tâm ai có chàng? Hy Bình cẩn thận quan sát những điểm tương đồng của hai người bọn họ, nét kinh diễm và thống khoái đang lan tỏa trong tâm hắn, hắn cúi đầu xuống, hôn lên dòng lệ trên má Từ Bạch Lộ, sau đó hôn vào đôi môi đỏ thắm của Từ Hồng Hà, lưỡng nữ đều tiếp nhận đôi môi của hắn. Hắn nói tiếp, như quả trong tâm không phải ta, thì có rất nhiều vấn đề làm ta vô pháp lý giải, chỉ sau khi bọn nàng muốn trở thành người yêu ta, và có rất nhiều việc sáng tỏ, ta vô cùng cao hứng. Phụ thân các nàng thật cố chấp, giữa ta và với ông ta có rất nhiều điều, làm cho ông ta không thể quên được cái chết của Từ Thanh Vân. Thi Trúc Sinh cũng đã chết rồi, hơn nữa Thi Nhu Vân chỉ còn lại một mình, nàng ấy cũng là một nữ hài mỹ lệ thiện lương vô trợ. Dĩ nhiên trong tâm nàng ấy cũng thật thống khổ so với bọn nàng hãy tha cho nàng ấy. Nàng ấy thuần túy chỉ là một nữ hài đáng thương. Nói xong, mở cửa, quay đầu lại nhìn lưỡng nữ cười cười, vẻ tuấn mỹ vô bỉ hiện lên trong mắt làm hai người có cảm như đang trong cơn sóng. Tỷ, sao ta lại muốn khóc to nhỉ? Không phải tỷ đã để chàng ôm sao, sao còn để chàng đi? Từ Bạch Lộ thở dài, muội, biết thế. Nhưng ta chưa biết tình cảm Lạc Thiên dành cho ta như thế nào, làm sao ta có thể có tình cảm với người khác. Ngày trước tại địa ngục môn, toàn bộ đều do tên Hoàng Hy Bình hỗn đản đó. Từ Hồng Hà thổn thức, muội phải làm sao? Muội sẽ vâng theo sự sắp xếp của hai bên, muội sẽ khuất phục mất thôi, trước nay muội vốn không phải là một nữ nhân mạnh mẽ mà. Muội muốn khóc thật to, vì muội không thể quên được cảm giác lúc chàng ôm chặt thân thể mình. Trong trái tim của muội đã có hình bóng của chàng rồi, trong lúc được chàng ôm không biết vì sao muội lại thích được khóc. Từ Hồng Hà nhẹ giọng nói, quả thật, khi mở cửa nhìn thấy chàng, muội chỉ muốn bật khóc. Từ Bạch Lộ thở dài, sau này sẽ có cơ hội gặp lại tại Đại Địa Minh, lúc ấy chắc là sẽ rất hạnh phúc. Tỷ, muội vừa gặp đã cảm thấy rất thích tính hạ lưu của chàng. A, à, Từ Bạch Lộ nghe Từ Hồng Hà nói xong, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó hai tỷ muội cùng cười, trông thật nhu hòa và đáng yêu. Tiểu Ách Ba, mở cửa ra. Thi Bình đứng ngoài phòng Thi Nhu Vân la hét nhưng không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Hắn gào lên, nếu nàng lại không mở cửa, ta sẽ đá cửa xông vào. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Thi Nhu Vân ai oán chừng mắt nhìn hắn. Hắn liền mỉm cười vui vẻ, ôm nàng bước vào, một cước đạp về phía sau khép cửa lại. Cửa còn chưa đóng, Thi Nhu Vân vội nói. Thi Bình quay đầu nhìn. Cửa quả nhiên vẫn hé mở, không những thế lại còn dùng lực đẩy mạnh, khiến cánh cửa lại càng mở ra rộng hơn, không cần phải đóng, ai mà chẳng biết Tiểu Ách Ba thích bị đại cừu nhân của nàng ta ôm. Không, ta nhất định phải đóng. Thi Nhu Vân cúi xuống tránh sang một bên, chạy tới khép cửa lại. Vừa quay đầu ra đã thấy Hy Bình ngồi bên mép giường, khiến nàng đứng bất động sau cửa. Hy Bình trêu chọc, không chuẩn bị lại đây sao? Có muốn ta ôm nàng không? Thi Nhu Vân cúi đầu xuống đi đến trước mặt Hy Bình. Hy Bình ôm nàng vào lòng, nói, nàng thực sự có một số vấn đề, hôm nay ta thấy nàng trầm tư nghĩ về chuyện gì đó, nhưng ta biết rằng đầu óc nàng không thực sự thích hợp để suy tư cho lắm. Thi Nhu Vân hai mắt đỏ lên, ta nghĩ đến Vân Tuyết tỷ tỷ. À, nói tiếp tục đi. Nàng ấy mỗi lần nhìn vào đôi mắt ta, luôn luôn làm ta nhớ tới ánh mắt của đại ca, hơn nữa. Chiều cao của nàng ta cũng gần bằng chiều cao đại ca, còn nữa, nếu nàng cải trang thành nam nhân, ta nghĩ nàng rất giống đại ca. Đừng nên loạn tưởng, trên đời thiếu gì người giống nhau, hơn nữa, mặc dù anh nàng bán nam bán nữ, nhưng không phải là nữ nhân, còn Vân Tuyết, nàng ta hoàn toàn là một nữ nhân, nhưng nếu nàng nghĩ nàng ấy giống anh trai mình, thì nàng và nàng ấy nên kết thành tỉ muội với nhau là tốt nhất, chẳng lẽ nàng ấy không thích nàng ư? Thi Nhu Vân vui mừng đáp. Nàng rất thích ta, nhưng cũng cho ta gọi nàng là tỷ tỷ. Thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Có thời gian rảnh nàng hãy tìm nàng ta cùng du ngoạn, ta nghĩ nàng ta sẽ không gây thương tổn gì cho nàng. Ta biết rõ nàng ta sẽ không thương tổn tới mình, nàng còn nói Nhu Vân từ bỏ không cần hận ngươi, không cần coi ngươi là cửu nhân đương thời. Hy Bình cao hứng hô to, Tiểu Ách Ba,
nàng ta nói điều này rất đúng, ta căn bản không phải là cừu nhân mà là tình nhân của nàng, kiêm thiên tài và thần bảo vệ. Ta như thế nào lại nhìn không ra? Hy Bình đầu to ra, nói, nàng không phải nói làm là không làm đấy chứ. Nàng cứ nói một lời, trong khi người chết thì vẫn sống. Người chết sẽ không thể nói chuyện, người không có chết mà. Ba một tiếng, Mông Thi Nhu Vân đã bị Hy Bình đánh mạnh một cái, hắn ôm nàng bước ra ngoài. Chúng ta đi ăn tối, ta sẽ dùng rau cải đóng cái miệng nhỏ của nàng lại. Tỷ phu, nhanh lên. Cái tên này, mới sáng sớm đã rối rít ồn ào, cơ hồ hắn đã trở thành quen thói vậy, Hy Bình nhẹ nhàng đẩy Độc Cô Thi đang nằm ở trên ngực xuống. Nàng bừng tỉnh, mở choàng mắt cười nói, đại ca, kỳ thật bây giờ đã không còn là sáng sớm nữa. Đỗ Quyên và Thủy Tiên đã ra ngoài từ sớm rồi, chỉ còn ta lưu lại ở chỗ này, sợ rằng huynh tỉnh dậy không có ai hầu hạ. Ái chà, các nàng đối với ta tốt quá. Tiểu Ba, có chuyện gì? Độc Cô Thi xuất ngôn hỏi. Hoa Tiểu Ba đứng bên ngoài bậc cửa, ngửa mặt cười nói, Thi Nhi, chắc không muốn cho tỷ phu ra khỏi giường, hắn và ba tên hỗn đản vốn đã quen theo sau đít mỹ nhân, tỷ có muốn ngăn cũng không ngăn được mà. Có việc gì vậy? Hy Bình chậm chậm hỏi nhỏ, đây quả là một việc tốt đối với Triệu Tử Huy, ngươi và ba tên hỗn đản cùng chung một ý hay chỉ là ý của một mình Tử Huy? Ta nghĩ đã ra ngoài thì nhất thiết phải chọn lựa cho kỹ. Hắn ngồi xuống, kéo Độc Cô Thi đang hoàn toàn lõa thể nửa thân trên lại, ma chảo tại những nơi khả ái không ngừng chuyển động, Độc Cô Thi có vẻ hơi giận, chàng, không được làm thế, Thi Nhi nhột lắm, chàng nhanh bỏ tay xuống, người ta không thể giúp chàng lúc này được, người ta còn phải mặc quần áo. Bên ngoài Hoa Tiểu Ba hình như cũng nghe thấy, chỉ biết thốt lên một câu phóng túng đoạn lại réo lên, tỷ phu với Thi Nhi đã xong chưa? Đệ chờ. Ngươi im đi, Hoa Tiểu Ba, ta mà còn nghe thấy một âm thanh nhỏ nữa, ta sẽ ra ngoài đạp nát cái đầu của ngươi. Hy Bình giống lên, bước xuống đứng bên cạnh giường. Độc Cô Thi cũng theo sau bước xuống giường, dưới ánh sáng lộ ra thân hình mỹ diệu, từng bước tiến lại chỗ y phục, nhanh chóng cúi xuống mặc quần áo vào. Hy Bình kéo nàng lại phủ lên môi nàng một trận mưa hôn, sau đó bế nàng đi lại phía giường, đặt nàng xuống rồi nói, nàng hãy nằm đây chờ họ, ta phải đi đây. Hy Bình nói đoạn mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy vẻ khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa Tiểu Ba, hắn liền hỏi, có việc gì mà cần gặp ta gấp vậy? Ta nói, tỷ phu, vừa rồi có năm nữ hài tử rất là khả ái, đệ lập tức nhớ đến tỷ phu, liền quay lại gọi, có mỹ nhân. Làm sao có thể thiếu tài năng của tỷ phu? Thật chứ? Hoa Tiểu Ba gãi gãi đầu, cười cười, kỳ thật là vì năm mỹ nữ kia đối với bọn đệ không cảm thấy hứng thú lắm, bọn đệ từ sáng đến tận bây giờ đều đi theo ba canh giờ rồi mà vẫn không tìm được cơ hội nào, cho nên bọn đệ đồng thời nghĩ ngay đến tỷ phu, bọn họ vội đuổi đệ trở về, đem huynh qua đó. Tứ cẩu ra mặt tuy dày nhưng không có tỷ phu lãnh đạo, cũng không có ma lực của tỷ phu, lại không có tỷ phu nói giúp vài lời. Cho nên chỉ có nước mời người ra mặt dày lại có mị lực. Dừng, Hoa Tiểu Ba, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thể thể diễn tả vắn tắt được sao? Nhưng nếu như lược bỏ bớt, đệ đâu cần cay đắng vất vả hết lực hết sức chạy trở về đây tìm tỷ phu. Hy Bình tựa như muốn trêu chọc bèn nói, ta không đi, ta hôm nay phải đi tìm Nguyên Chân. Tỷ phu, trong số năm nàng, chỉ có một là đặc biệt hấp dẫn. Hy Bình cảm thấy thích thú. Kêu lên, hấp dẫn ư. Nữ nhân đó cùng Mộng Hương, Thủy Khiết Thu là tương đương đấy, nói như vậy ổn chứ? Ngươi không nói sớm, Hy Bình dụng lực gõ vào đầu Hoa Tiểu Ba, ai dè hắn nhanh chân lẹ mắt, nghiêng qua một bên tránh, Hy Bình cũng không buồn để ý tới, vừa đi vừa nói, Tiểu Ba, dẫn đường nhanh lên, ta muốn xem thử, ba cái tên đó, một tên thì đần độn không biết cách tỏ tình, một tên thì tỏ tình nhiều hành động lại ít, một tên thì tự đại không có đầu óc. Làm sao khiến mỹ nữ vui lòng? Chỉ có tài năng của tình thánh ta là lợi hại. Tỷ phu, bọn họ đang ở Vạn Hoa Lâu, ở đó mỹ nữ cũng rất nhiều, mấy ngày hôm nay chúng ta đều đến đó để hái hoa. Hoa Tiểu Ba hướng về phía trước rồi chạy thật nhanh. Hy Bình cũng dùng hết tốc lực chạy theo hắn. Vạn Hoa Lâu được xem là tửu lâu lớn nhất tại Gia Lăng Trấn, chia làm 3 tầng lầu, theo như lệ thường, tầng đỉnh là nơi chỉ những người có tiền có thế mới có thể đến. Đối diện với Vạn Hoa Lâu chính là sông Mê Giang, Phu Sơn, nên những người ngồi ở tầng đỉnh có thể hân thưởng cảnh sắc tuyệt vời của hai thắng cảnh này. Bởi vậy,
rất nhiều người đều muốn đến tầng đỉnh uống rượu, thu chọn non sông tươi đẹp vào trong tầm mắt. Có câu túy ông chi ý bất tại tửu câu danh ngôn, ý của túy ông không phải ở rượu có lẽ cũng giống như thế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn Hoa Lâu tuy không phải kỹ viện, nhưng nữ nhân đến đây cũng rất nhiều, ít nhiều gì thì so với cái danh tự tửu lâu cũng có liên quan, rất nhiều nữ nhân ỷ mình có chút thân phận có chút nhan sắc, đều thích chạy đến đây, tự cảm thấy bản thân mình là đóa hoa mê người nhất trong cả rừng hoa, dần dần hình thành một loại tập tục, nữ nhân đến đây đều là thích đến để làm dáng một lần, đến tửu lâu mà lại không phải vì rượu túy ông chi ý bất tại tửu mà. Các nàng đến đây, chẳng qua là so xem ai phô trương nhất, hoặc so đo ai có gương mặt xinh đẹp nhất. Mặt không xinh đẹp thì so dáng vẻ, nếu cả sắc mặt và dáng vẻ đều không hấp dẫn, các nàng lại so xem đồ trang điểm của ai tốt hơn, hoặc là xem ai đeo đồ trang sức quý giá, hấp dẫn hơn. Người không thể so sánh được thì so vật phẩm cũng được. Bởi vậy Vạn Hoa Lâu kỳ thật là nơi các nữ nhân tập họp so bì với nhau, cũng là bãi đất lớn cho các nam nhân săn bắt người đẹp. Xanh ý cao, tự nhiên càng hưng thịnh. Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh ba người từ sáng sớm đã mò vào Gia Lăng trấn, mặc dù đi đến khắp nơi trong trấn nhưng không hề có lấy một điểm là đi vãng cảnh. Qua một thời gian đi trên đường, tại nơi đây, bọn họ đi săn những người phụ nữ tịch mịch hay có oán giận trong lòng, bọn hắn là chuyên gia theo đàn bà lên giường, trước hết an ủi những buồn bực trong lòng họ, sau đó mới đụng chạm đến thân thể. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn theo yêu cầu của Triệu Tử Huy ra ngoài, Triệu Tử Huy trong lòng luôn nghĩ sẽ gặp được Mộng Hương, nhưng hôm nay Mộng Hương còn có việc bận, hắn tưởng tượng ra cảnh nàng đang ở cạnh Lạc Thiên, tựa hồ khiến hắn cực độ khó chịu đối với vị Lạc đại anh hùng này, Triệu Nhị công tử mới chỉ nghĩ đến vậy thôi thực đã muốn nhổ cho một bãi, thành thử, cũng bởi cái nguyên nhân vi diệu này, thành ra nếu một ngày nào đó trong khi nhìn thấy Lạc thiếu gia, hắn không nhịn được mà nhổ một bãi thật, thì quả là có thứ để coi rồi. Bốn người đi đến Vạn Hoa Lâu, trước tiên chiêm ngưỡng tầng thứ nhất, bỗng đầu bất ngờ từ phía sau xuất hiện một nữ nhân đang tiến vào bên trong, khiến cho đôi mắt của bốn con sói đói lập tức đều tập trung về phía nàng. Độc Cô Minh cùng Triệu Tử Huy tức thì lấy lại phong độ bên ngoài của mình. Đây quả là một nơi thú vị mà, tại sao mãi tận bây giờ các người mới dẫn ta đến đây? Triệu Tử Huy ngồi ở đó mới chưa đến nửa canh giờ, đã bắt đầu oán trách rằng tại sao họ không dẫn hắn tới đây từ sớm. Tứ Cẩu đáp, người cả ngày đều nhớ tới Mộng Hương, ta cứ nghĩ rằng ngươi đã chẳng còn quan tâm tới các nữ nhân khác. Con mẹ ngươi lúc nào cũng nghĩ đến rất nhiều nữ nhân khác, chẳng lẽ ta nghĩ thì không được hay sao? Độc Cô Minh nói, ngươi không chỉ nghĩ đến một. Sao không, phàm là những thứ quyến rũ, Triệu Tử Huy ta đều muốn tiếp nhận, sao? Độc Cô Minh giơ ngón cái ra, nói, ngươi giỏi. Hoa Tiểu Ba không nhẫn nại được nữa. Phiền hà kêu, đừng cãi nhau, bình tĩnh mà ngắm nữ nhân không tốt sao. Ánh mắt ba người trừng trừng nhìn hắn, hắn lập tức đổi giọng, coi như ta không nói gì. Hoa Tiểu Ba không cam lòng quay sang một bên, ánh mắt bỗng lóe lên tựa như vừa thấy một điều gì đó, bóng ảnh đẹp đẽ chứa đựng một nét tức giận vô hình đang bước vào, khiến đôi nhãn châu của hắn như chết lặng. Ba người đại kinh, cùng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy năm thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Dẫn đầu là nữ thủ lĩnh mặc trường bào màu trắng, tứ nữ còn lại đều bận y bào bốn màu khác nhau, trong năm nữ nhân này, bạch y thiếu nữ là tuyệt mỹ nhất, ngó ai ra bốn người còn lại cũng đều rất xinh đẹp. Họ tiến lại, bước đến cầu thang, đại khái là muốn lên lầu. Ánh mắt của tất cả nam nhân tại Vạn Hoa Lâu đều tập trung hết về phía họ, trong khi ánh mắt còn đang dõi theo những chuyển động, thì ánh mắt của những nữ nhân ở đây cũng thể hiện sự đố kỵ mãnh liệt. Ngũ nữ tiến lên lầu trên. Do Hoa Tiểu Ba nghiêng mình với góc độ quá lớn, làm cho cái ghế đã mất đi sự thăng bằng, phanh một tiếng, đổ rầm xuống đất, chính sự việc đó đã thức tỉnh tất cả mọi người. Triệu Tử Huy lên tiếng đầu tiên, tiểu tử ngươi thật chuyện tâm, ngắm mỹ nữ thì lo mà ngắm đi, đừng có mà làm những trò hề, đây đâu phải là gánh xiếc đâu. Hoa Tiểu Ba từ dưới đất bò dậy, nói, Huy ca, để cũng ngắm những mỹ nữ đó, chính vì thế mới quên mất địa tâm hấp lực. Ô! Ngươi cũng hiểu cái gì là địa tâm hấp lực sao? Tứ Cẩu vô cùng cao hứng hỏi, đây thật là một cụm từ mới, tại sao hắn chưa từng nghe thấy trước đó nhỉ? Hoa Tiểu Ba tỏ vẻ đứng đắn giảng giải, nó tựa như việc mỹ nữ đối với chúng ta có một lực hấp dẫn tương tự, bất cứ cái gì cũng đều có lực hấp dẫn, ta té ngã trên mặt đất, đương nhiên là do lực hấp dẫn trên mặt đất hút ta đi xuống,
chứ chẳng lẽ ta còn làm chính mình ngã không thành hay sao? Cần gì phải nói với người khác, hãy theo ta, Triệu Tử Huy lên tiếng. Hoa Tiểu Ba đứng thẳng dậy, phủi phủi y phục, làm cho thân mình sạch sẽ chính là việc làm phù hợp sau cú ngã vừa rồi. Hắn lấy lại khuôn phép rồi nói, Huy ca, chúng ta lên lầu trên sao? Triệu Tử Huy giống lên, chính hợp ý ta. Trưởng quầy đột nhiên xuất hiện ngăn cản, bốn người các ngươi không được lên. Phía sau đột nhiên có nhiều người la lớn, bốn vị, các người không thể lên lầu. Cái gì, không thể lên, có người dám gào lên với họ là không thể lên. Bốn người lập tức quay lại, chỉ thấy một tiểu nhị chạy tới, nói với họ, lầu trên chỉ dành để tiếp đãi những nhân tài và người nổi tiếng mà thôi, đây là quy định của bổn quán. Tứ cẩu hét lên, mẹ ngươi đúng là cái đồ con lợn nhìn người mà. Chúng ta chẳng lẽ không có uy danh hay sao? Ngươi ngẩng đầu mà nhìn chúng ta xem, không chỉ nổi tiếng và tài năng mà còn rất cao to uy mãnh, miệng nữ nhân lúc nào cũng phải khen không ngớt, còn mẹ ngươi đúng là toàn phóng ra dám lợn. Tiểu nhị hình như có chút khiếp sợ, âm thanh run rẩy, ngươi. Ngươi nói không phải, vậy có điểm nào là có tài và nổi tiếng chứ? Sao ta lại không có? Mẹ chứ, nghĩ rằng tứ cẩu hắn là người Đông Dương nói tiếng Trung Nguyên hay sao? Còn mẹ hắn có điểm nào là không phù hợp chứ? À, ngươi đúng là dùng mắt chó nhìn người. Không phải mắt lợn nhìn người, thì cũng là. Không phải dám lợn, là dám chó. Ta làm nãi nãi, bà ngươi. Tứ cẩu bị chọc giận đang định một cước định đạp xuống, thì Độc Cô Minh ngăn cản kéo lại phía sau, liền tức giận quát, ngươi đúng là chuyên môn xen vào chuyện của ta, ngươi muốn đối địch với tứ cẩu ta ư. Độc Cô Minh đáp, những lời đó toàn là ngươi tự mình nói bừa mà ra, ai muốn đối địch với ngươi, ngươi cứ đá loạn người khác, thì chúng ta sẽ bị tống cổ ra ngoài. Ai dám đuổi chúng ta ra ngoài, tứ cẩu gầm lên. Triệu Tử Huy trừng mắt nhìn tiểu nhị, quát, ngươi còn không định cút đi hay sao? Cái gì, tiểu nhị cô hiểu liền hỏi lại. Triệu Tử Huy quát lớn, chúng ta phải lên, ngươi định cản trở à? Tiểu nhị cảm thấy sợ hãi, nhưng vì bổn phận, hắn đành phải nói, đúng vậy. Ngươi quả thật muốn bị ngã mà, cút mau. Triệu Tử Huy vừa dứt lời, tức thì xuất ra một cước, đá tiểu nhị đang ngơ ngác ra tít xa, sau đó quay đầu lại nhìn ba người nói, xong rồi, bọn ta lên lầu thôi, đáng đời cho kẻ không biết thân thế của Triệu Tử Huy ta, còn dám làm ồn bắt ta phải đi xuống. Hoa Tiểu Ba nịnh bợ, Uy ca, thân thế của Uy ca thật oai phong, chúng thật may mắn vì hôm nay có Uy ca đi cùng. Tứ cẩu tức giận quát, hắn có gì mà oai phong, nếu như vừa rồi không có Độc Cô Minh ngăn lại, ta đã cho tên đó biến khỏi đây lâu rồi. Không phải nói nhiều, chúng ta lên thôi. Tứ cẩu quát, Độc Cô Minh, ngươi không có lời nào khác để nói à? Độc Cô Minh không thèm trả lời hắn, bước lên lầu, tứ cẩu theo sau, Hoa Tiểu Ba đi sau cùng la lên. Độc Cô lão huynh, đợi đến khi gặp hãy phát huy hết tài năng ăn nói đặc biệt của mình, chúng ta đều trông cậy cả vào huynh. Bốn người bước lên trên, trông trước ngó sau cuối cùng đã tìm được, ngồi trách về bên phải lâu chính là năm vị mỹ nhân vừa gặp, bọn hắn vừa lên, bọn họ nhìn bọn hắn dường như cũng muốn biết bốn kẻ vừa cậy tài làm náo động dưới lâu là ai, chỉ là cả tứ nữ đều chỉ nhìn bọn hắn bằng một con mắt rồi ngay lập tức quay mặt về hướng dòng mê giang. Chỉ có vị bạch y thiếu nữ mỹ tuyệt nhân gian kia là chẳng thèm đưa mắt nhìn bọn hắn một lần nào. À, chẳng phải là bọn hắn cũng rất đẹp trai hay sao? Bị người ta coi thường như thế quả là điều không thể chịu nổi. Vạn Hoa Lâu có cấu tạo hình tháp nhọn, trên đỉnh không lớn lắm, tối đa cũng chỉ chứa được khoảng 30 người, có 7 cái bàn, mỗi bàn có 8 ghế, 5 mỹ nhân ngồi sát nhau bên một chiếc bàn. Bốn người đến bên chiếc bàn cạnh bọn họ rồi ngồi xuồng. Lúc trước các cô nương đã nhìn bọn hắn, giờ đến lượt bọn hắn nhìn lại, tứ cẩu, Hoa Tiểu Ba cùng Triệu Tử Huy không ước định mà cùng nhìn vào Độc Cô Minh, như có cùng một ý, Độc Cô Minh, ngươi trước đi. Độc Cô Minh trên mặt lộ vẻ khó khăn, tại sao? Không nói được. Triệu Tử Huy nhỏ giọng, nhất định phải nói ư, cái tên bạch si này. Độc Cô Minh đáp, Triệu Tử Huy, ta là đại cứu tử của ngươi, không phải là bạch si. Hoa Tiểu Ba nhìn thái độ của hai người rồi nói, hay nhỉ, hai ngươi lầm rầm cái gì thế, nếu không có biện pháp nào, hãy nhường tứ cẩu sư phụ xuất mã. Ta, ngươi đừng có nói đùa, tứ cẩu ta mặc dù quả thật rất có mị lực đối với người khác, nhưng họ đến một mắt cũng chẳng buồn nhìn đến ta, ta ra mặt dù có dày, nhưng bọn họ chẳng thèm đáp lời thì biết làm sao. Cũng phải nói lại, bọn họ rất có thể đã nghe thấy những gì chúng ta nói,
ta thấy quả thật chẳng có một tí hy vọng nào. Vì sự tôn nghiêm của bản thân, tứ cậu thấy khó mà tìm cách đánh bài chuồn. Để ta, Tiệu Tử Uy hùng dũng tuyên bố, lập tức đứng dậy, tuy nhiên mới bước được hai bước thì đã lại lắc đầu quay về chỗ ngồi, thở dài một hơi rồi nói, ta không biết danh tự của bọn họ thì biết xưng hô như thế nào. Cả ba người kia đều đã không dám thứ rồi, còn tưởng rằng hắn thực sự uy phong, ngờ đâu lại không phải là như thế. Ta thấy, Hoa Tiểu Ba vừa nói vừa giơ ngón tay ra. Ngươi thấy cái gì? Cả ba người cùng đồng thanh. Hoa Tiểu Ba ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hay là chúng ta mời tỷ phu đến đây? Cái gì? Tam nhân cùng giống lên. Triệu Tử Uy nói, hắn mà đến, bọn ta còn có thể hí sướng hay sao? Như quả hắn không tới, cứ chiếu theo tình huống như hiện tại, chúng ta cũng đã không thể làm được gì rồi. Độc Cô Minh cũng đồng tình, Tiểu Ba nói rất đúng, ở đây có 5 người, khi hắn tới, chúng ta cũng có 5, vậy là vừa vặn để đối phó, bất quá mỹ nữ đẹp nhất thì có thể không tới lượt chúng ta. Hoa Tiểu Ba trả lời, nhưng 4 người kia cũng rất đẹp đấy chứ, vậy chúng ta có nên? Tứ Cẩu đột nhiên vỗ bàn nói, quyết định vậy đi, đi gọi Hy Bình đến, cứ so đo mãi cũng không hay. Triệu Tử Uy, người thì sao? Độc Cô Minh quay sang hỏi. Triệu Tử Uy mở miệng nói, ta chọn Hoàng Y đằng kia, nàng mặc áo vàng. Hoa Tiểu Ba lên tiếng, ta thì y phục màu xanh, nàng mặc áo xanh lá cây. Ta thì bị mê hoặc bởi Lam Y, nàng mặc áo xanh dương. Độc Cô Minh đã chọn đối tượng để tiến công của mình. Tứ Cẩu chốt lại, ta nhường nữ nhân đẹp nhất cho Hy Bình. Tử Y, nàng mặc áo tím, để cho Tứ Cẩu ta hưởng. Ai sẽ quay về báo cho tỷ phu? Hoa Tiểu Ba nghĩ đến vấn đề này, liền lên tiếng hỏi. Tam nhân lập tức cùng nhìn về phía hắn, đồng thanh nói, ngươi. Rượu và thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, dành riêng cho Tứ Cẩu cái bàn này, người của Vạn Hoa lâu thực không nguyện ý cho lắm, nhưng ba người này, mặc dù không phải là kẻ có danh có tiếng trong Gia Lăng Trấn, nhưng bởi vì tại Gia Lăng Trấn đột nhiên xuất hiện thổ phỉ, khiến cho rất nhiều người phải sợ chúng, đến một điểm cũng không dám đắc tội với chúng. Nên vừa uống rượu vừa nghĩ thầm trong bụng, có thật là bọn họ có thể ăn thịt phách vương được không? Nhưng, cứ theo như tình cảnh của hai ngày nay, họ cũng đã phải trả một cái giá đắt. Những thứ mà ngũ nữ đó muốn chỉ là trà và đồ điểm tâm, trên bàn của Tứ Cẩu thì là thịt đại ngư, vừa hát lại vừa uống rượu, rượu thấm vào ruột rồi, gan bắt đầu nở ra, tiếng nói cũng lớn hơn. Triệu Tử Uy, người thấy cái tên Tiểu Ba đó thể nào là không lôi kéo được Hy Bình hay không? Triệu Tử Uy đáp, có mỹ nữ, chẳng lẽ cái tên tiểu tử đó lại không đến? Hơn nữa Tiểu Ba cũng là cái loại có thể lường gạt tất cả mọi người, ta tin rằng lừa hắn ta đến đây dễ như ăn bánh. Độc Cô Minh nói, cũng không nhất thiết là như vậy, Hy Bình hiện tại đang say đắm mộng hương. Độc Cô Minh, ngươi không phải là muốn cùng ta làm một trận đấy chứ? Ta nói rằng Hy Bình đang say đắm mộng hương, có vấn đề gì với ngươi sao? Ngươi nói như vậy. Con mẹ nó, lão tử đây cảm thấy không thoải mái. Độc Cô Minh ngắm qua một lượt khuôn mặt của những thiếu nữ này, rồi nói, Triệu Tử Uy, ngươi tại đây cứ ầm ĩ lên rằng vì mộng hương mà liều mạng, nhưng vì sao hiện vẫn chưa lột cái sa diện của mộng hương xuống được. Triệu Tử Uy nhìn bóng lừng của bạch y mỹ nữ nọ, vội nuốt nước miếng, không tự nhiên nói, ta Triệu Tử Uy chỉ có chuyên tình đối với mộng hương. Ta phi, ngươi con mẹ nó nói thật là thối, uống rượu. Ngươi mà cũng chuyên tình đối với mộng hương sao? Vậy thì Tứ Cẩu ta cũng đối với Tiểu Hồng mà chuyên tình đấy. Triệu Tử Uy cũng muốn chửi lại, nhưng rốt cuộc nghĩ lại dù sao chuyện đó nên kết thúc, tay cầm bình rượu, nâng lên định uống, bất chợt bắt gặp ánh mắt long lanh xinh đẹp của Hoàng Y thiếu nữ ngồi đối diện đang nhìn hắn, thì cổ họng của hắn lập tức bị nghẹn bởi rượu. Kỳ thật thì ngũ nữ kia đều nghe rõ từng từ của 4 người bọn họ, cũng hiểu rằng 4 người bọn họ có ý đồ gì đó với mình. Nhưng chỉ là đối thoại của bọn họ, đã làm cho năm thiếu nữ nghĩ rằng họ chỉ là trò cười cho đám nam nhân buồn chán kia. Hơn nữa, đám nam nhân này, ngoài vẻ nhàm chán ấy, có lẽ có vài điểm tốt, đủ để mê hoặc những thiếu nữ vô tri. Bọn chúng dù rất muốn nói vài lời ngọt ngào với họ, nhưng chỉ có điều là không ai dám qua, cuối cùng quyết định để cho một người tên là Hoa Tiểu Ba trở về, gọi một nam nhân khác tên là Hy Bình đến gặp. Điều này khiến bọn họ đối với nam nhân chưa xuất hiện này đều cảm thấy có một chút hứng thú. Các nàng vốn chưa từng đến Vạn Hoa Lầu, tất cả đều bởi vì ngày hôm qua bị Hy Bình quấy rối, nên muốn tìm Hy Bình tại Gia Lăng Trấn,
thì vị trí tuyệt vời nhất để quan sát không đâu bằng đi lên tầng cao nhất của Vạn Hoa Lầu. Tại đây các nàng có thể vừa uống trà vừa ngắm cảnh, lại còn có thể chú tâm nhìn người qua đường đi lại, để có thể tìm được cái tên, dâm tặc, ngày hôm qua đã dám nhìn lén các nàng lõa thể. Đối với cái tên dâm tặc đó, các nàng hận đến mức ngứa răng chỉ muốn cắn. Nhưng trong lòng dường như lại có phần mong ngóng để được tái ngộ với hắn. Ngoại trừ Bạch Y thiếu nữ, còn lại bốn nữ nhân có thể phân biệt theo y phục mà gọi tên, Tử Ngọc, Hoàng Ngọc, Lục Ngọc, Lam Ngọc. Hoàng Ngọc đương nhiên nghe thấy câu nói kia của Triệu Tử Huy, hơn nữa hắn lại ngồi ngay ở giữa đối diện, chờ hắn uống rượu được một khắc, cứ nghĩ là hắn sẽ không để ý đến nàng, nàng liền mượn cơ hội trộm nhìn hắn, ai ngờ bị hắn bắt gặp được ánh mắt, khiến nàng cảm thấy khuôn mặt mình như uống phải rượu mạnh mà nóng bừng lên. Lập tức quay đi tỏ vẻ chăm chú nhìn dòng mê giang cùng với đám sương mù dày đặc bao quanh đỉnh Vu Sơn. Xem ra Uy Ca thật sự bị sét đánh trúng rồi, ha ha. Tứ Cẩu thấy Uy Ca ca giống như là bị người ta dùng định thân thuật, liền giơ tay đặt ngang lên yết hầu hắn rồi hô, Uy, tỉnh dậy, ngươi có phải là choáng váng rồi không? Triệu Tử Uy bị Tứ Cẩu đùa như vậy, lập tức trở về hiện thực, yết hầu vừa động. Ực ực một tiếng, lại nâng ly rượu dốc mạnh vào trong bụng. Sau đó giận dữ quát, Tứ Cẩu, buông cái tay chó của ngươi ra, đừng sờ loạn đầu ta, nếu không ta chém cái tay chó của ngươi ra mà nhắm rượu. Tứ Cẩu cười, ngươi thiếu chút nữa bị rượu làm cho nghẹt thở, ta đã cứu ngươi, lẽ ra ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Ta cảm tạ ngươi đến lắc đầu ta chắc, Triệu Tử Uy nghiến răng nói. Ha ha, Tứ Cẩu cười như nắc nẻ, Độc Cô Minh cũng bỏ lăn ra mà cười, chỉ riêng có Triệu Tử Uy là không cười. Đặng, tiếng bước chân lên cầu thang. Có người đến, Độc Cô Minh lên tiếng. Triệu Tử Uy đáp, nhìn xem là ai đến. Tứ Cẩu lên tiếng, nếu không thuận mắt, ngươi cứ đuổi hắn xuống. Triệu Tử Uy giống lên, ta có phải là phường vô lại đâu. Độc Cô Minh than, ta trông cũng không thấy sai biệt lắm. Độc Cô Minh Triệu Tử Uy đột nhiên giống lên như bị đánh, bởi vì họ thấy kẻ đi lên lại chính là Lạc Thiên cùng Đại Địa Minh tứ đại nam đệ tử. Ô, hôm nay mọi người đều đến rồi, Tử Lầu có 5 mỹ nữa, Đại Địa Minh cũng tới 5 mãnh nam, hơn nữa sắp tới lại còn có cả Sắc Lang Ngũ Nhân Tổ của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia nữa, hắc hắc. Hóa ra là các người cũng ở đây. Lạc Thiên tùy tiện buông ra một câu chào hỏi, đang muốn nhìn xem coi có bàn trống nào để ngồi xuống, thoáng thấy 5 mỹ nữ kia, nhãn thần chợt sáng lên, liền lại ngồi ở cái bàn ở bên cạnh chỗ mỹ nữ ngồi, 4 vị sư đệ cũng cùng ngồi với hắn. Tứ Cẩu nói, ồ, Lạc thiếu minh chủ, hóa ra ngươi cũng có nhã hứng đến đây. Thật là trí đồng đạo hợp. Ngũ nữ nghe thấy lời Tứ Cẩu nói, thần tình nhất thời khẩn trương, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cũ. Mà những nam nhân ngồi ở hai bên của họ cũng không phát hiện được thần thái biến dị của ngũ nữ. Lạc Kim nghe Tứ Cẩu nói xong, đáp lời, ngươi đến được, chẳng lẽ bọn ta lại không thể đến được hay sao? Mẹ chứ, đại khối đầu, ngươi thật kiêu ngạo. Cây thương của ta sẽ không chỉ xuyên qua cái đầu của ngươi, mà còn chọc xuyên qua cái đôi mắt thối của ngươi lần nữa. Độc Cô Minh quay sang nhìn Tứ Cẩu, thì thầm nhắc, ngươi hiện tại không có kim thương bên cạnh. Tứ Cẩu chuyển đảo mắt, nói, thì ta không trở về lấy được sao? Đồ ngu! Nếu thật sự đánh, người khác lại còn để cho ngươi trở về lấy thương nữa sao? Ngươi mới đúng là đồ ngu! Triệu Tử Uy nói sự thật. Ngươi, Tứ Cẩu không thốt nên lời nữa. Đột nhiên mỉm cười nói, nếu thật sự có nhau, hai ngươi chẳng phải sẽ ra đánh trước, để ta trở về lấy thương sao? Chờ ngươi đi lấy cây thương trở lại, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Độc Cô Minh than vãn. Lạc Thiên lên tiếng, chúng ta và Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia các ngươi là người cùng một chiến tuyến mà. Tứ Cẩu đáp, không nhất định là như thế. Ngươi cũng biết rằng nhiều khi bằng hữu cũng có thể trở mặt thành địch nhân cũng có khi quay lại làm bằng hữu, nhưng vô luận thế nào? Ngươi cũng sẽ không phải là bằng hữu của ta, bởi lão tử ta thật sự chán ghét ngươi. Đúng lúc đó Triệu Tử Uy vỗ mạnh vào vai hắn, quát to, nói hay lắm. Lạc Thiên cười to một tiếng. Đúng lúc này thì tiểu nhị bước đến, mang theo rượu và thức ăn. Lạc Thiên thưởng cho tiểu nhị, rồi quay sang nhìn các mỹ nữ nói, tại hạ Lạc Thiên, có thể mời 5 vị tiểu thư một ly rượu được cô. 3 người còn lại trong Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Lạc Thiên quả là có chủ ý đối với mỹ nhân của bọn họ rồi. Không được, đa tạ hảo ý của các hạ, đáp lại là một âm thanh vô cùng nhu điềm. Hay,
Độc Cô Minh cùng Triệu Tử Huy tự vỗ trống trong ngực, tứ cẩu sau khi được Lạc Thiên mời các mỹ nữ được một khắc thì cũng bắt đầu đứng dậy, lúc này đưa mắt nhìn Lạc Thiên không thành công, tâm lý như bị một tảng đá đè nặng, ngồi phịch mông xuống, bồng. Vì ngồi quá gấp, nên trọng lực của mông hắn đã làm gãy cả chiếc ghế, y hệt cảnh lúc trước Hoa Tiểu Ba cũng ngã lăn ra đất, thực đúng là sư đồ liên tâm cùng ngồi xuống đất. Địa tâm hấp lực, ha ha. Tứ cẩu cười to, hắn căn bản cũng không hiểu cái gì là địa tâm hấp lực. Tứ cẩu hắn thật thối. Tứ nữ phác xích cùng cười, nhưng tuyệt không thấy thiếu nữ áo trắng cười theo, có lẽ công lực của tứ cẩu vẫn chưa đủ, như quả hắn ngồi sập cả một tòa tháp, có thể sẽ làm cho mỹ nữ đó cười cũng không biết chừng. Người ta nói, cả ngàn lượng vàng cũng khó mua được nụ cười của mỹ nhân, nhưng tứ cẩu hắn, mông vừa chạm đất, thì khiến mỹ nữ không nhịn được cười, thật đáng xưng tụng, thật đáng để sướng mọi người nhìn mỹ nữ mà chỉ muốn học giẫm cứt chó. Tứ cẩu kiếm một cái ghế khác tới, huýt sáo cười hô hô, sau đó từ từ ngồi xuống. Để những người khác đề sướng hắn, tứ cẩu hắn chỉ cần thử một lần là đủ. Lạc Kim cười nói, ta cứ tưởng rằng ngươi vỡ mông rồi, ha ha, có đau lỗ đít không? Tự mình làm mình đau, quả là báo ứng sớm nha. Tứ cẩu bừng lửa giận, tay chộp lấy miếng thịt gà vừa ăn lúc nãy, ấn mạnh vào cái miệng rộng đang cười của Lạc Kim. Lạc Kim lập tức nhả ra, đứng dậy muốn cùng tứ cẩu đánh nhau. Lạc Thiên quát, Lạc Kim, tính ra, nếu ngươi mà đánh với cái loại người không có kiến thức này, chẳng phải sẽ làm cho các vị tiểu thư chê cười hay sao? Lạc Kim không dám cãi lời Lạc Thiên, nén phẫn nộ vào trong lòng lại ngồi về chỗ cũ. Tứ cẩu cười lớn, chó vẫn hoàn chó, cứ tưởng là có chút phong độ, ngờ đâu lại chỉ là phụ họa cho người ta. Cứ kệ hắn nói đi, Lạc Thiên dường như chẳng tỏ vẻ gì là giận dữ, khiến người ta phải cảm thấy bội phục trình độ tu dưỡng của hắn. Hắn không để ý tới bọn người tứ cẩu nữa, lúc này chỉ chú ý nhìn bạch y thiếu nữ đó, trong ánh mắt lộ ra thần thái si mê, điều này cũng không thể trách hắn được, trong số những nữ nhân hắn từng thấy qua, chỉ có Thủy Khiết Thu là có thể cùng so sánh. Hắn chưa từng thấy qua Mộng Hương, cũng chưa từng gặp mặt Thiên Diệp Bội. Đương nhiên, Mộng Tình cùng hai cô của hắn, luận về tư sắc, cũng không thể thua kém bạch y thiếu nữ này, chỉ là ba nữ nhân đó đều là trưởng bối, không phải là đồng bối, do đó cũng không thích hợp để so sánh. Hắn nâng chén rượu trong tay lên bọn tứ cẩu vốn thích uống bằng bát, họ không thích dùng chén hướng về phía bạch y thiếu nữ ở đó, cười nói tiểu thư, không hay có thể nể mặt tại hạ từ xa đối ẩm một chén chăng. Khuôn mặt xinh đẹp cổ điển mà tinh nhã vô hạn của bạch y nữ điểm một nụ cười, nói tiểu nữ vinh hạnh bội phần. Nâng chén trà lên, cách một khoảng không khí, hình thức như là chạm vào chén rượu của Lạc Thiên, thấy Lạc Thiên một hơi uống cạn chén rượu, nàng đưa tay còn lại lên, hỗ trợ che chén trà và miệng nhỏ, cũng một hơi uống cạn chén trà. Tam đại cường nhân trong lòng kêu to, xong rồi, nữ nhân ngốc này đã trúng phải ám chiêu của Lạc Thiên rồi. Đa tạ tiểu thư đã nể mặt, Lạc Thiên hạ chén rượu xuống, Lạc Kim rót cho hắn một chén khác, hắn không uống. Chỉ nói với mỹ nữ, chẳng hay tiểu thư có thể cho biết phương danh. Âu Dương Đình Đình, quả là một cái tên hay. Tứ cẩu hét lớn, phá tan cái bầu không khí nhiệt huyết mà Lạc Thiên khó nhọc tạo ra. Độc Cô Minh thi hứng đại phát, ngâm Âu Dương như thi, Đình Đình nhược từ. Triệu Tử Huy cũng không cam tịch mịch, vỗ tay la lớn, hay, hay. Có lẽ là hay ở đâu, chính hắn cũng không biết. Song lúc này, Âu Dương Đình Đình bỗng quay lại nhìn. Khẽ nhíu mày, làm tam đại cường nhân trong lòng la to, xong rồi, nàng dường như chán ghét chúng ta, cái nhìn khinh khỉnh này đã rõ cả. Ha ha, Lạc Thiên cười hào sảng, nói tiểu thư, không cần phải lý tới ba tên điên này. Lạc Thiên, con mẹ ngươi nói ai là điên hả? Lời này chính là của Hy Bình điên cuồng thét lên. Năm nàng thiếu nữ ở trên lầu nghe thấy âm thanh này, sắc mặt khẽ biến, đồng loạt quay mặt nhìn chằm chằm về phía cái thang dẫn vào cửa. Đặng đặng đặng, tiếng bước chân lên cầu thang. Tứ cẩu la lớn, cứu tinh đến rồi, ha ha, ca thần kinh điển của thôn chúng ta đã đến, yết hầu hắn rất mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải hợp sướng tại đây. Trước sự chú ý của mọi người, Hy Bình hùng hổ xông vào, vừa nhìn thấy hắn, năm thiếu nữ cũng đồng loạt la lên một tiếng nhà yêu kinh hoàng, hắn bỗng quay người bỏ chạy, đâm sầm vào Hoa Tiểu Ba ở phía sau, khiến cả hai người nhất tề lắc lư cùng lăn xuống. A. À. Tỷ phu, đau chết được, sao huynh không nói trước mà đã chạy? Tiểu, a, tiểu ba, con mẹ ngươi dám dẫn ta đi bừa, ta, đau,
Ai gõ vào đầu ta? Nguyên lai là cái cầu thang. 5. Mẫu dạ xoa này muốn cưỡng gian ta. Chân ta con mẹ nó đau thực. Âm thanh vừa truyền đến, Hy Bình đã chuồn ra đến cửa sau, phóng thẳng ra ngoài. Đuổi theo, Âu Dương Đình Đình quát lên một tiếng, phi thân bay đi, bốn người còn lại cũng phi thân theo. Tứ Cẩu ngạc nhiên, các biết đó là Hy Bình sao? Bớt nói lời thừa đi, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Tử Uy hét lên một tiếng, thân ảnh lao đi, Độc Cô Minh cùng Tứ Cẩu cũng tung người phóng theo. Lạc Kim đưa mắt nhìn bọn họ đã đi xa, cất tiếng hỏi, thiếu môn chủ, chúng ta có đi xem không? Lạc Thiên bình tĩnh đáp, chúng ta cứ ngồi uống rượu, để cho võ lâm tứ đại thế gia đấu với bọn chúng trước. Tại sao? Khinh công thân pháp mà bọn chúng vừa sử dụng, chính là độc bộ của Thái Âm giáo. A bốn tiếng kinh hô, nhìn qua chỉ thấy Lạc Thiên đổ rượu vào miệng ừng ực. Hy Bình sử dụng tốc độ còn nhanh hơn khoái mã chạy như điên, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nguyên lai ngay cả khi hắn chạy trốn cũng đã có thể đạt được đến tốc độ như vậy, nếu bảo hắn học thiên tự thác loạn, nói không chừng đến Hoa Tiểu Ba chạy trốn cũng không bằng. Hắn lần này cũng hướng đến Vu Sơn mà chạy, nơi đó có một con sông lớn. Hắc hắc, không có nữ nhân nào dám theo hắn xuống nước, phải biết rằng, ở trong nước, không ai phân biệt về khí lực, mà chỉ nhìn vào xem ai có thủy tính tốt hơn. Hắn cho rằng thủy tính của hắn vào hàng đệ nhất lưu, nhớ lại lúc ngâm mình ở thủy đàm lâu như vậy mà còn không chết, chỉ cần biết thế đã là lợi hại lắm rồi. Có lẽ tốc độ của hắn thực sự siêu nhanh, cho nên thẳng đến phía trước dòng sông, ở giữa sương mù mênh mông, hắn mới bị Âu Dương Đình Đình đuổi đến, thật là rất bất hạnh, nữ nhân này chắn ở trước mặt hắn làm hắn không kịp phi xuống nước, thật là bi ai. Hắc hắc, Hy Bình tựa hồ nở nụ cười ngây ngốc, rốt cục cũng để ngươi đuổi kịp rồi. Âu Dương Đình Đình mỉm cười, tốc độ của tên thối nát ngươi thật là rùa bò, đuổi theo ngươi thật là dễ dàng. Không phải đâu, ta biết là ta chạy rất nhanh mà, lại còn nói nữa, chẳng phải ngươi phải đuổi mất một hồi rất lâu còn gì. Âu Dương Đình Đình nói, ta là muốn nhìn xem ngươi chạy đến nơi nào, nên đi theo sau ngươi, xem ngươi chạy ra sao. Gặp tên hỗn đản ngươi đến cả chạy trốn cũng không biết, cả ngày nghĩ đến việc nhảy xuống nước. Tựa hồ ngoại trừ nhảy xuống nước thì không còn chỗ nào để đi, ta đành phải chặn ngươi nhảy xuống, ta không muốn ngươi phi đầu xuống nước tự sát, ta phải tự mình giết ngươi. Hy Bình phẩy phẩy tay, ngươi dựa vào cái gì để giết ta? Cho ta một lý do. Ngươi nhìn lén ta, ngữ khí Âu Dương Đình Đình biến đổi, cả giận nói, ta giết người không cần gì lý do. Ngươi cần phải cho ta một lý do, nếu không ta không để cho ngươi giết. Ngươi rõ ràng là ngu ngốc. Không để cho ta giết, là do ngươi quyết định à? Bọn chúng mời người đến, ta còn tưởng là nhân vật nào đó, nguyên lai chính là tên dâm tặc ngươi. Hy Bình tức khí lắc lắc đầu, cười nói, ít nhất ta là đại mỹ nam. Âu Dương Đình Đình nhìn thấy hắn cao lớn cường tráng, gương mặt tuấn mỹ tựa như ma thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đột nhiên đỏ lên, sẵn giọng nói, bên ngoài thì lóng lánh, bên trong như cứt ngâm. Này, ngươi làm sao biết trong ruột ta có cứt? Ngươi nói bỗng khiến ta nghĩ đến việc muốn đi vệ sinh quá. Hy Bình làm bộ muốn tụt quần xuống, lúc này bốn phía không có người khác, chỉ có hắn và Âu Dương Đình Đình, chẳng biết bọn Hoa Tiểu Ba bốn người cùng với bốn nữ nhân kia đã chạy đi nơi nào. Xem ngươi chạy đến chỗ nào, dám nói chuyện rác rưởi này trước mặt ta. Lục Ngọc đuổi theo Hoa Tiểu Ba quát lên. Hoa Tiểu Ba không hổ là cao thủ chạy trốn, vừa chạy vừa né công kích của Lục Ngọc truy kích đã lâu. Rõ ràng là đuổi kịp, nhìn thấy hắn mà không đánh trúng nổi, trong lòng vừa vội vừa bực. Từ khi theo thánh nữ đuổi đến đây, năm nàng liền chia nhau ra đuổi nhưng việc này chẳng có tác dụng. Các nàng đuổi theo dâm tặc, bốn nam nhân liền lùi về chặn lấy các nàng, sau đó lại chạy tản ra, làm cho các nàng thật khó truy đuổi. Lục Ngọc nhớ rõ là Hoa Tiểu Ba nói lời bậy bạ nọ, vì vậy chỉ tập trung đuổi đánh hắn. Hoa Tiểu Ba đánh không lại được, nhưng né đòn thì lại là cao thủ của cao thủ. Bởi vậy Lục Ngọc dẫu có thể coi là hảo thủ cũng không thể đánh chúng. Ngươi không được né, là nam tử hán thì không được né. Lục Ngọc đánh không trúng Hoa Tiểu Ba, đành phải dùng phương pháp khích tướng. Hoa Tiểu Ba hắn là ai mà lại để nàng khích tướng cơ chứ? Chúng kế mới là lạ. Hoa Tiểu Ba ta thập phần đường đường là nam tử hán, đối với nàng chính là muốn né, ta không nghĩ sẽ cùng nữ nhân giao thủ, nam nhân không nên khi dễ nữ nhân. Ngươi đánh ta, ta liền tránh, ta tránh, tránh là tránh. Ha ha! Lục Ngọc đánh không trúng Hoa Tiểu Ba, vốn rất căm tức,
lại bị hắn đánh lại bằng lời nói, cơn nóng giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, chỉ biết đuổi và đánh, Hoa Tiểu Ba liền vừa né vừa chạy, đồng thời chạy vòng quanh trêu nàng. Hoa Tiểu Ba ta quả nhiên không hổ là một đại mỹ thiếu niên, thế nhưng dưới ánh sáng ban ngày, lại có một bảo bối xinh đẹp đuổi theo ta, thật là quá hạnh phúc. Ta mà bắt được ngươi, sẽ cho ngươi biết tư vị của địa ngục là như thế nào. Vấn đề là làm sao nàng bắt được ta chứ? Hoa Tiểu Ba đắc ý nói. Ngươi đúng là muốn chết. Ta đang sống rất tốt, sao lại muốn chết? Ta một là không bị cắt mất tiểu kê, hai là không thất tình, muốn chết làm chi? Trả lời ta, nàng tên là gì? Chờ ngươi chết, đến gặp Diêm Vương mà hỏi đi. Lục Ngọc chém tới một kiếm, thân ảnh Hoa Tiểu Ba chợt lóe lên, một kiếm của nàng liền chém vào không khí thất bại. Nàng không chém được ta đâu, mặc dù võ công nàng cũng khá lắm, vì sở học của ta chuyên là để cứu mạng, sao có thể để nàng dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ này chứ? Hoa Tiểu Ba thực là rất vui vẻ, nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, cho nên hắn chỉ biết lo nhìn về phía bắc mà chạy, hắn muốn chạy về đến chỗ ta giẫm nát mông ngươi, ở đó có rất nhiều cao thủ đánh nhau. Đến lúc đó, Lục Y Mỹ Nữ đang đuổi theo đánh hắn nhất định sẽ bị bắt. Hắc hắc, lúc đó sẽ biết Hoa Tiểu Ba hắn xử lý nàng như thế nào. Tiếp đó lại tưởng tượng, chẳng biết mấy người bọn họ có thoát khỏi việc đuổi giết hay không. Tứ cầu sư phụ không có Liễu Kim Thương, không biết có bị nữ nhân bắt giữ không. Hắc hắc, lúc đó ta sẽ dùng Lục Y Mỹ Nữ này để trao đổi lấy tứ cầu sư phụ. Ân, chủ ý này quả là đúng, Hoa Tiểu Ba ta quả nhiên có lương tâm tế thế cứu nhân. Hoa Tiểu Ba vừa nghĩ, vừa nhắm đến phương hướng nơi ở của võ lâm tứ đại thế gia mà chạy đến. A, không được, một tiếng hét chói tai của nữ nhân đột nhiên vang lên, Hy Bình cuối cùng cũng đã thấy Âu Dương Đình Đình xoay người quay mặt không dám nhìn hắn, hắn cảm thấy một loại hư vinh thắng lợi và cảm giác thỏa mãn khó nói. Sợ rồi sao, hắn nhìn lưng Âu Dương Đình Đình đắc ý nói. Tưởng rằng nàng có bao nhiêu hung hãn, bất quá không tưởng cởi quần trước mặt nàng. Nàng lại không dám nhìn người xử nữ, con mẹ nó, đều có bộ dạng thế này. Ngươi không cởi quần, Âu Dương Đình Đình thăm dò hỏi. Hy Bình nói, nực cười, đừng tưởng ta là kẻ ngu, lại tùy tiện cởi quần trước mặt đàn bà xa lạ, chẳng lẽ ta không sợ bị ngươi cưỡng gian sao? Phải biết rằng nam nhân cũng có trinh tiết đó. Ngươi lần này chết chắc rồi, đồ dâm tặc. Âu Dương Đình Đình xác định Hy Bình không cởi quần, lập tức xoay người tới, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ giận dữ. Thoạt nhìn tựa như một con mèo trắng đang đuổi bắt lão chuột già. Hy Bình tuyệt không thừa nhận mình chính là lão chuột già lén lén lút lút, nếu có là lão chuột già, cũng phải có hình dáng thiên tài. Hắn thấy Âu Dương Đình Đình đang dần dần tiến về phía mình, liền nói, không được tới, còn tới ta sẽ cởi quần thật đó. Tùy ngươi, ngươi muốn cởi thì cởi, thân thể ta đề đã bị ngươi xem qua, ta cũng không sợ nhìn của ngươi, cởi đi, ta sẽ hủy đi nguồn sống của ngươi. Đừng tưởng ta sợ, vừa rồi chỉ là do đột nhiên thôi, bây giờ ta đã sẵn lòng chuẩn bị rồi. Ngươi đã thật sự chuẩn bị rồi chứ? Âu Dương Đình Đình bĩu môi một cái, đáp một tiếng, đương nhiên. Vậy ngươi phải xem thật chăm chú nhé. Hy Bình quả nhiên lại muốn cởi quần, nhưng Âu Dương Đình Đình không để cho hắn có cơ hội, cặp ngọc thủ hóa thành một trường ảnh, âm khí trùng trùng phủ tới, Hy Bình còn không kịp phản ứng, đã dính của nàng ta hơn 10 trường. Nhưng Âu Dương Đình Đình vẫn còn nhớ chuyện lần trước, biết rằng hắn rất giỏi chịu đòn, bởi vậy, cho dù hắn đã bị đánh bay ra xa gần chục thước, cũng không buông tha cho hắn, tiếp tục đuổi theo truy đánh. Tuy nói Âu Dương Đình Đình chỉ dùng có 5 thành công lực, nhưng thái âm huyền trưởng của nàng cũng là đại tuyệt học của thái ấm giáo, khi bình nhận của nàng ta hơn một trưởng, cho dù thân thể hắn có là kim cương, cũng cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, máu trong người sôi trào, đau đớn vô cùng. Một búng máu dâng lên họng, hắn phải dùng hết sức nuốt xuống, tư vị như thế thật là chẳng tốt đẹp gì. Thế nào, không cởi nữa à? Âu Dương Đình Đình đang đứng bên cạnh hắn, cúi nhìn hắn chằm chằm, giọng có một chút ngạo khí. Hy Bình phải uống máu của chính mình, thật là không tốt chút nào, hết lần này tới lần khác mình bị người ta dùng một chiêu đánh ngã lăn ra đất, thật sự không có lời nào có thể cãi được, đánh nói ta thích nằm cởi quần. Âu Dương Đình Đình đứng trên cao nói, vậy ngươi cởi đi. Để ta coi. Ngươi không ra tay đánh ta, ta sẽ cởi cho ngươi xem, nếu không ngươi đừng mong nhìn thấy thân thể quý giá của ta, hắc hắc. Hy Bình sử dụng một loại phương thức tư tưởng thiên tài uy hiếp lại nàng, thật tuyệt. Âu Dương Đình Đình thật không thể tưởng được người này thần kinh lại có vấn đề như vậy,
trực giác mách bảo nàng rằng đầu Hy Bình có vấn đề, nếu không tại sao lại có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Nàng hận không thể một chưởng đánh chết hắn, nhưng cũng giận dữ đá cho hắn một cước vào một bên mông hắn. Hy Bình kêu thảm một tiếng, nàng ta giận dữ nói, ta bảo ngươi cởi. Được, ta cởi, ngươi không được đá. Ta còn cách nào khác là cởi chứ? Ta đã biết, bị ngươi bắt được, khẳng định là sẽ bị cưỡng gian. Hy Bình đưa tay đặt trên quần, thấy sắc giận trong cặp mắt xinh đẹp của nàng càng đậm hơn, hơn nữa đôi bàn tay bắn ra âm khí quá nặng. Hắn nghĩ, xem ra nàng ta nói ngược, nếu ta cởi ra, nàng cho ta một chưởng, không chết cũng chẳng hay ho gì. Hắn nói, ta không cởi nữa, nếu thích cởi thì tự ngươi cởi đi. Ta không đời nào cởi cho ngươi xem. Ta nói là chính ngươi cởi cho ta đó. Ai ra? Đáng thương, lại là một cước nữa. Đứng lên, Âu Dương Đình Đình giận dữ hét lên. Ta không dậy nổi, ta rất thích cảm giác nằm trên mặt đất. Ngươi xem, trời xanh xanh, mây trắng trắng, chim bay trên trời. Oa, thật là tự tại, ngươi đá ta để làm gì? Âu Dương Đình Đình quả thực bị hắn làm cho điên lên rồi, lúc này thực sự có thể giết hắn, bởi vì ban đầu nàng định từ từ giày vò hắn, tên hỗn đản này, từ đây có thể thấy trời không phải màu xanh, toàn trời đều là sương mù, làm gì có trời xanh, mây trắng. Lời ngươi nói có bị ngược không? Tự tưởng mình là thi nhân, nói những lời chó má đó thật là không thông tai chút nào. Hơn nữa, nơi này làm gì có chim bay qua? Phải không, ta nhìn lại coi. Kỳ thật có mỹ nữ như nàng là tốt rồi. Ngươi, đừng đá ta, Hy Bình theo phản xa giơ tay ra che phần lưng, quần áo, đỡ chiếc chân ngọc của Âu Dương Đình Đình đang đá xuống, rồi nói tiếp, hơn nữa, vừa rồi ngươi nói không cởi cho ta coi, cho nên ta nhớ ra, trước kia ngươi sáng ra đã cởi quần áo chờ ta đến xem. Hắc hắc, lại còn có bốn A nha, đồ xấu xa, dám chà đạp bảo bối của ta, ta không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Phần giữa hai chân của Hy Bình đã bị tập kích, mạnh bạo động thân đứng lên, thân mình cao lớn lừng lững trước mặt Âu Dương Đình Đình, đang muốn phát chiêu, nhưng lại không thấy Âu Dương Đình Đình đâu, nguyên lai chỉ trong nháy mắt, nàng đã vọt đến sau lưng hắn, xuất ra một chưởng, Hy Bình kêu thảm một tiếng, rồi lại nghe phát thông một tiếng, bị chưởng của Âu Dương Đình Đình đánh bay ra, rơi xuống dòng sông. Thật là bi ai, thiên tài một lần nữa lại biến thành con gà ướt. Âu Dương Đình Đình sau khi đánh bay Hy Bình xuống nước, vội vàng đến xem tình huống, cũng không thấy Hy Bình nổi lên, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ hắn chết thật. Ta lần này xuất chưởng cũng không phải là lần đầu tiên nặng tay, nên sẽ không chết mới đúng chứ. Nhưng tại sao vẫn không thấy nổi lên? Tiếp theo lại nghĩ, tốt nhất là đã chết, đồ dâm tặc. Nhưng sư phụ đã nói qua, nếu không bắt buộc, không được giết người của võ lâm tứ đại thế gia. Âu Dương Đình Đình vội nhìn chằm chằm xuống mặt nước đang ba động, hồi lâu rốt cục cũng nhìn thấy được xác đẫm nước của thiên tài nọ, nàng nói, ngươi không phải là chết rồi chứ. Hy Bình nói, nhìn thấy ta không chết, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Ta hận là không băm thây ngươi thành vạn đoạn, ngươi bơi lên đây cho ta. Hy Bình nghĩ thầm, thật là, nữ nhân này bị làm sao vậy? Ta thật vất vả mới rơi được xuống nước, cá còn chưa kịp chạm đến một con mà nàng đã bảo ta lên bờ. Hắn cười nói, ở trong nước, là nơi an toàn nhất của ta, năng lực bơi lội của ta là số một trên thế giới, đừng ai nghĩ đến chuyện đánh lại ta ở trong nước, ta muốn bơi là bơi, giống như người cá thật tự do tự tại. Âu Dương Đình Đình không chịu được bộ dạng này của hắn, tức giận đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hy Bình càng đắc ý, cười nói, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ha ha, Âu Dương Đình Đình tức giận đến nỗi nói cũng không ra được lời. Hy Bình tiếp tục, chúng ta đều có nhận thức, ta đối với nàng còn chưa biết tên, nàng tên gì. Không tưởng là nàng không biết nói nhé, nàng cũng không biết tên ta phải không? Tên ta là Hoàng Hy Bình, cái gì? Cũng không biết à, ta nói cho rõ ràng nhé, ta chính là nam nhân đã nhìn thấy toàn bộ thân thể nàng, hơn nữa, nàng cũng từng nuốt miếng miếng của ta à. Phát thông. Trong khi Hy Bình kêu lên sợ hãi, Âu Dương Đình Đình phẫn nộ không để ý gì nữa nhảy ào xuống nước. Hy Bình không nghĩ ra nàng dám nhảy xuống nước, đàn bà thật là đáng sợ, bị phẫn hận làm cho mấy hết cả lý trí. Hắn cũng không sợ nàng, ở trong nước, hắn biết, hắn hoàn toàn không có lý do gì để sợ một người đàn bà phải là nàng sợ hắn mới đúng. Cho nên, hắn sẽ không chạy, ngược lại mở rộng song trưởng để hoan nghênh nàng. Âu Dương Đình Đình bị nước ngấm vào, thanh tỉnh lại, nhưng,
hối hận đã không kịp, nàng phát giác mình đã bị đại hỗn đản ôm chặt trong nước, cảm giác như không thể thở nổi trong nước, một cảm giác ngộp thở nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Thủy tính của Hy Bình thực sự rất tốt, hai tay ôm Âu Dương Đình Đình, vẫn có thể dễ dàng nổi trên mặt nước, dù Âu Dương Đình Đình giãy giụa không ngừng, thế nhưng hắn cũng không chìm xuống. Âu Dương Đình Đình đã phạm phải một sai lầm cơ bản, chính là để cho Hy Bình ôm được. Thiên tài này cái gì không được chứ, khí lực thì thực sự là có biểu hiện thiên tài, thật là thiên chân vạn xác. Âu Dương Đình Đình chính là không nghĩ ra, nam nhân này bị nàng tùy tiện một chưởng đánh bay, vì sao đột nhiên lại trở lên mạnh mẽ thế. Nàng bị hắn ôm, lại không thể thoát thân, toàn bộ nửa trên người nàng bị hắn khống chế, chỉ có cặp đùi mỹ miều đạp loạn trong nước không ngừng. Không được lộn xộn nhé, lộn xộn, ta không dám cam đoan ngươi sẽ không uống nước. Ngươi có biết nước sông này bẩn như thế nào không? Rất nhiều người thải nước tiểu, rác rưởi xuống đó. Hy Bình uy hiếp một cách độc địa. Ngươi buông ta ra, để ta tự bơi. Âu Dương Đình Đình nói một câu, liền ngậm chặt miệng lại, xem ra có điểm sợ uống phải nước sông dơ bẩn. Oa, ngươi thật là biết nghe lời, ngươi biết bơi, thì ta phải thả ngươi ra. Thật là vất vả mới chế trụ được ngươi, làm sao ta lại phải thả ngươi ra chứ? Chẳng có cửa nào cả, trừ phi. Trừ phi cái gì? Âu Dương Đình Đình vớ được một tia hy vọng, liền khẩn trương hỏi. Hy Bình không nhanh không chậm nói, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì. Âu Dương Đình Đình nhíu mi một chút rồi nói, Âu Dương Đình Đình. Không phải là giả chứ? Ngươi không tin thì thôi. Âu Dương Đình Đình rất tức giận nói. Ta tin. Ta tin còn không được sao? Hắn làm ra hình dáng oan khuất, Âu Dương Đình Đình vốn đang phẫn nộ thấy bộ dạng này của hắn, chẳng biết vì sao, phát xích cười lên một tiếng, rồi lạnh giọng nói, ngươi tin hay không, liên quan gì đến ta? Vừa rồi ngươi cười thật là xinh quá. Hy Bình u mê sửng sốt một hồi rồi mới nói, hắn dí mặt lại gần mặt nàng, rồi nói tiếp, kỳ thật ta rất tin lời ngươi nói, nếu như ta không tin cáo tên này của ngươi, ngươi liền đổi tên. Tỷ như ta tin ngươi là Âu Dương Đỉnh Đỉnh, ngươi lại không phải là Đỉnh Đỉnh. Đỉnh Đỉnh, không biết à, giống như nơi này này, he he. Hy Bình vì để làm cho Âu Dương Đỉnh Đỉnh hiểu được Đỉnh Đỉnh ý tứ, mặt hắn liền di chuyển xuống phía ngực nàng, quần áo nàng đã ngấm nước, tuy là ở đây trời lạnh, nhưng nàng vẫn mặc một bộ quần áo mong manh, bởi vậy bị nước ngấm quá ngực, quần áo dính chặt, một nửa bầu ngực cao vút lộ ra qua chiếc áo trắng trong suốt. Chỉ có một chiếc yếm nhỏ xíu che phần còn lại của ngực nàng, hơn thế, hai cánh tay trắng ngọc ngà của nàng ở trong nước lóe ra thứ ánh sáng mê người. Hy Bình đưa mặt áp trên hai bầu ngực cao vút của nàng, thốt lên hạnh phúc, he he, chính là giống nơi này, thực là, đỉnh đỉnh, thực là ôn nhu, thật là thoải mái nha. Tên dâm tặc này, ạc, không được úp mặt lên nơi đó của ta, không được đâu. Người buông ta ra. Âu Dương Đình Đình không tưởng được Hy Bình lại ở trong nước đối đãi với nàng như vậy, cái loại tư vị đột ngột như vậy, đã đánh vỡ sự tĩnh tâm như nước trong hồ mà nàng giữ gìn hơn 10 năm nay, giống như dòng sông này đang bình yên chảy phẳng lặng, bị bọn họ đột nhiên nhảy xuống làm gợn sóng, tâm tình của nàng của nổi lên những gợn sóng mà trước đó chưa hề có. Hy Bình thấy nàng có điểm không chịu nổi, liền buông tha nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ miều của nàng, cười nói, thế nào? Biết cái gì là, đỉnh đỉnh chưa? Âu Dương Đình Đình thở hổn hển nói, ngươi dám nói chuyện đó với ta. Ngươi có thể làm gì nào? Ngoài miệng nói như thế, Hy Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi định cắn ta? Ta sẽ nhổ nước miếng vào ngươi. À, Hy Bình kinh hãi, lời ấy đem ra dọa hắn, hắn nói ngươi nhổ nước miếng. Sao, không được, ngươi cũng nhổ nước miếng khiến ta. Hy Bình nói tiếp đi. Ta rất muốn nghe xem. Âu Dương Đình Đình đột nhiên cúi đầu xuống cắn vào bả vai Hy Bình. A, đau quá. Không được cắn. Thật ra, Âu Dương Đình Đình chân tay không động đậy được, chỉ còn răng miệng có thể hoạt động, nàng không cắn, thì còn biết làm gì đây. Cắn, đến chết cũng phải cắn. Hoa hoa, ngươi không phải vừa nói là nhổ nước miếng à? Sao lại cắn ta? Hy Bình không ngờ nàng thật sự cắn hắn, ai? Nguyên lai chỉ là suy nghĩ trong lòng, nào ngờ lại biến thành sự thật. Âu Dương Đình Đình rốt cục cũng ngẩng mặt lên, buồn bực nhìn hắn, hai mắt nàng đỏ hồng, nhìn như khóc. Ngươi khóc, Hy Bình có chút thương tiếc hỏi. Âu Dương Đình Đình trong mắt dường như có lệ quang ủy khuất, phản chiếu xuống nước sông, làm cho trong lòng Hy Bình trở nên mê mộng như kẻ lạc đường.
Nàng tựa hồ như không phải phẫn nộ, mà là dùng một loại ngữ khí ai oán, giận dỗi nói, ngươi không phải là người tốt. Oạch, ta vốn không phải người tốt, ngươi nói ta là dâm tặc mà. Hy Bình trả lời rất kiên quyết, hắn vốn không phải là người tốt mà. Có gì là ngạc nhiên đâu. Chỉ là sư phụ ta nói, người của võ lâm tứ đại thế gia đều là người tốt. Hả, sư phụ ngươi nói như vậy, nên nàng tưởng ta là người tốt, làm người tốt thì có gì là tốt, ân, không thể tẩy táo ngươi, không thể cùng ngươi hôn gián tiếp được. Hôn gián tiếp cái gì? Âu Dương Đình Đình nổi giận quát lên. Không được ngắt lời, giống như người nuốt nước miếng của ta, vậy có thể kêu là hôn gián tiếp hơn nữa hiện tại ta và ngươi giống như ôm nhau. Ta đã nghĩ, làm người tốt thật sự không được, thì nên làm người xấu, ha ha. Hy Bình cười thực sự càn rỡ, đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên, nguyên lại là bị đầu gối của Âu Dương Đình Đình thúc lên, hắn nhịn đau nói, chúng ta ở chung thật là tốt đó, ngươi tại sao lại còn đánh ta một cái như vậy? Nếu ngươi còn không thả ta ra, ta từ này về sau sẽ tìm giết ngươi, ta nói là làm, ngươi đừng coi lời ta nói là giả. Âu Dương Đình Đình đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, không chỉ lời nói mà cả hơi thở cũng có vẻ trầm ổn. Thật sự nghiêm trọng như vậy ư? Giọng nói của Hy Bình mang một chút quỷ dị. Ngươi dùng cái gì đâm ta vậy? Cái đó, Âu Dương Đình Đình sắc mặt biến hồng, kêu lên kỳ lạ. Nàng chỉ cảm thấy chỗ kín của mình bị một vật thể nào đó đâm vào, tư vị từ âm bộ truyền đến thật khác thường, nàng thật sự chưa bao giờ tưởng tượng đến. Hy Bình cười nói, ngươi từ từ mà cảm thụ, tin rằng đó là một cảm giác tuyệt đối ngọt ngào. Nữ nhân, chẳng phải là thích nam nhân đâm hay sao? Âu Dương Đình Đình thấy nửa dưới hai người ở cạnh nhau, mà cái đó thì đâm vào âm bộ nàng, tựa hồ như từ nửa người dưới của Hy Bình vươn tới, nàng nhất thời sửng sốt, rồi cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi. Nàng nói không ra lời, đồn bộ di chuyển về phía sau, nhưng nàng càng lùi về phía sau thì Hy Bình lại tiến về phía trước, vì thế, nửa người trên nàng bị Hy Bình ôm lấy, nửa người dưới của nàng chỉ cần di chuyển, thì của Hy Bình cũng sẽ tiến theo, thân thể hai người tựa như bản lề. Cùng dịch chuyển theo góc 90 độ, vì thế kết quả là, Hy Bình nổi trên mặt nước, còn nàng thì nằm như nằm ngủ trên người Hy Bình, kẻ khác thấy được tất sẽ bái phục thủy tính của Hy Bình, cho người khác nằm lên người mà vẫn còn có thể nổi trên mặt nước. Quả nhiên là một đại thiên tài bơi lội. Hy Bình nói, nguyên lai là ngươi muốn nằm ngủ trên ngực ta, đừng mơ nhé. Lệ phí cũng tương đối cao đấy, còn muốn nằm trên ngực ta nữa không? Ngươi, Âu Dương Đình Đình cũng không biết nói gì. Mặc dù ở trong nước, nhưng cảm giác như hiện tại, nàng biết bầu ngực cao vút của nàng bị ôm thật chặt trong lồng ngực vạm vỡ của Hy Bình, thật là xấu hổ, thật là đáng hận. Nhưng, cảm giác hạ thể bị một lạ chèn ép còn làm cho nàng chỉ muốn lao đầu xuống nước tự sát, kỳ thật nàng đã sớm lao đầu xuống nước, nếu không cũng không đến bước đường này, hối hận không kịp rồi. Cả đời nàng, còn chưa từng cùng nam nhân thân cận qua, vậy mà chỉ hai ngày, chẳng những thân thể bị một nam nhân xem qua. Mà còn bị nuốt nước miếng nam nhân này. Hắn như thế mà vẫn còn nói là bị hôn gián tiếp. Bây giờ lại bị hắn ôm vào lòng. Trong lòng nàng không biết là nên xấu hổ hay nên hận. Nàng nghĩ, có phải nam nhân càng dễ nhìn thì lại càng đốn mặt không? Trong những nam nhân nàng đã nhìn qua, không thể hoài nghi Hy Bình chính là người dễ coi nhất. Lạc Thiên tuy khí khái anh hùng, khí độ bất phàm, nhưng có kẻ còn tuấn mỹ hơn, là kẻ nàng thấy dễ coi nhất trong đám nam nhân. Chính là kẻ bây giờ đang ôm nàng dâm tặc đáng ghét, mỗi lần lộ ra khuôn mặt khiến nữ nhân mê mẩn, là một lần lộ ra là một kẻ có tâm nhãn xấu xa. Nàng đột nhiên cảm thấy không hiểu nam nhân, hình như từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân vậy. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bất chợt cảm thấy nhiệt khí phả vào mặt, đôi môi ẩm ướt của Hy Bình đã dính chặt lấy của nàng. Môi cùng môi quấn vào nhau, làm nàng cảm giác như bị khí lạnh chạy vào người, toàn thân rét run. Thân thể mềm mại trở nên cứng đờ, đột nhiên ngẩng mặt lên, từ ánh mắt phát ra hai lưỡng đạo nhãn quang mãnh liệt, trong ánh mắt nàng, không có vẻ xấu hổ cũng như kinh ngạc. Dòng sông trở nên vô cùng tĩnh lặng, nhưng trái tim Âu Dương Đình Đình giống như mở toang cho nước tràn vào, giống như bức tường ngăn cản vô hình bị đạp vỡ, trái tim nhảy nhót cực kỳ mãnh liệt, trái tim nhiệt huyết của thiếu nữ thật giống như biển rộng mênh mông trong cơn ba đào. Ngươi vừa rồi làm gì ta? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hoàn toàn trở nên hồng, bị nước ngâm cho tái nhợt mà cũng bị máu nóng của nàng che phủ, nhưng, nước thực sự là lạnh,
tựa hồ như thâm nhập sâu vào trong thân tâm của nàng, làm cho nàng trong khi nói chuyện tựa hồ như đang run rẩy. Cái này gọi là hôn trực tiếp, nói đơn giản, vừa rồi chúng đã hôn. Xem ra ngươi thực sự bức ta giết ngươi, sư phụ ta nói qua, nếu một nam nhân dám tùy tiện chạm vào thân thể ta, liền đem hắn giết đi, cho người là người của võ lâm thế gia cũng không ngoại lệ. Âu Dương Đình Đình ấm ức nói. Hy Bình cũng chẳng sợ gì, nữ nhân một khi bị hắn ôm vào lòng, dù có hung hăng thế nào, hắn cũng không sợ, hắn cười nói, sư phụ ngươi còn nói gì? Vì sao phải nói cho ngươi? Ta sẽ không hỏi về sư phụ ngươi nữa, ta hỏi ngươi, vừa rồi cảm giác của ngươi là thế nào? Miệng của ngươi thực sự là ngọt ngào, ta cho là, ngươi có cảm giác giống như là bị điện giật, thì, chính là giống như toàn thân mềm nhũn hoặc đầu óc trống rỗng đại loại như vậy. Bình thường mà nói, nữ nhân như ngươi bị nam nhân hôn âu yếm, đều xuất hiện tình trạng như vậy, ngươi có như vậy không? Ta không như vậy, Âu Dương Đình Đình quát lên. Nhưng ta biết được ngươi ra làm sao, vừa rồi ngươi ở trên người ta, tựa như cá nhỏ bị ném xuống đất đến nỗi suýt chết. Sau khi được hồi quang phản chiếu, đột nhiên hồi sinh trở lại. Âu Dương Đình Đình mắng, ngươi mới là con cá thất bại. Nói thật đi, vừa rồi ngươi có thật sự rung động không? Thật sự thì làm sao? Hy Bình hứng phấn nói, theo lý luận thiên tài của ta, ngươi đã rung động, nghĩa là ngươi thương yêu ta, ha ha, Âu Dương Đình Đình, ngươi vừa rồi bị ta hôn làm cho toàn thân mềm đi. Âu Dương Đình Đình buồn bực nhìn hắn. Mặc cho hắn cuồng vọng tự đại cho rằng đã thông suốt, rồi mới nói, dựa theo lý luận của than, người dám chạm vào người ta, rồi cũng sẽ bị chết. Hy Bình một điểm cũng không sợ, ngược lại nói, người có thể làm cho ta chết. Ở trong nước, ai chết còn không biết được đâu. Người nhìn xem, người bị ta ôm bao lâu rồi, không phải xem như đã bị chết bêu xác lâu rồi còn gì. Muốn cho ta chết, con mẹ nó, ta có lên bờ cũng không buông người ra, người làm gì được ta. Âu Dương Đình Đình phát hiện ra nói chuyện với hắn căn bản là không thông, người này ra mặt không hình dung ra nổi là dày đến cỡ nào. Những nam nhân nàng gặp trước kia đều chịu nghe nàng nói, cho đến bây giờ chưa có một nam nhân nào dám chống lại ý chỉ của nàng, chỉ là đến bây giờ gặp phải nam nhân chẳng giống như vậy chút nào, ta càng tức giận, hắn hình như càng vui vẻ. Hy Bình nói lại càng làm cho nàng tức giận, khuôn mặt lúc nào cũng không biết xấu hổ. Úi trà, Đình Đình, chúng ta ôm nhau ở đây. Chạm cũng đã chạm qua, không bằng cũng nhau tắm theo kiểu uyên ương nha. Nếu ngươi không rõ, ta có thể nói một cách đơn giản, chính là tác ái tại đây, thế nào? Nàng cả kinh đến ngây dại, còn không kịp có phản ứng, chợt nhận ra tay phải của Hy Bình rời khỏi lưng chuyển xuống phía dưới, đột nhiên nắm lấy quần dài của nàng, túm lấy bên quân mà kéo xuống, trong lúc đó tay còn lại thông qua chiếc eo xinh đẹp mềm mại của nàng mà sáp nhập vào giữa hai chân nàng, hai ngón tay đặt trên âm phụ phì nộn của nàng. Nàng căng thẳng đến nỗi quên tất cả chỉ biết kẹp chặt hai chân lại, nào ngờ vì thế mà kẹp chặt tay hắn ở giữa hai chân mình. Nàng kinh hô, không, không được chạm vào nơi đó của ta, không được, á á, ngứa, không được sờ. Ngươi nói không muốn, lại dùng hai chân kẹp chặt tay ta lại, là ý tứ gì? Âu Dương Đình Đình vội mở rộng hai chân ra, nhưng nàng lại càng hố, tay của Hy Bình căn bản là không lùi lại. Mà vẫn như cũ áp tại phần giữa hai chiếc đùi xinh đẹp của nàng day nhẹ nhẹ. Nàng vừa kêu la vừa giãy giụa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, không ai nghe thấy nàng gọi hết, khí lực nàng không đủ chống lại hắn, chỉ có thể để mặc hắn khinh bạc ở trong nước. Đột nhiên, ngón tay Hy Bình nhanh nhẹn chui vào trong quần con của nàng, ngón tay đè chặt lên phần thịt nhô lên ở âm bộ của nàng, toàn thân nàng run rẩy nhẹ, không giãy giụa nữa, con mắt mang theo thần sắc vô cùng phức tạp nhìn Hy Bình chằm chằm. Thật lâu mới nói một câu, ta hận ngươi. Nàng trước kia nói gì cũng không làm chấn động tâm linh Hy Bình, nhưng chỉ ba chữ này, nếu ở trên mặt đất sẽ làm cho hắn thực sự khiếp sợ. Xâm tặc lớn mật, buông thánh nữ ra. Từ trên bờ đột nhiên truyền tới hai tiếng quát đáng yêu, Hy Bình đưa mắt nhìn, thảm rồi. Chỉ thấy Tứ Cẩu và Triệu Tử Huy hai người nửa trên bị trói lại với nhau ở cùng một chỗ, bốn chân đang lê từng bước thật là đau khổ. Hai cô gái đang lùa bọn họ như đang lùa chó tới, trên cổ mỗi người có một thanh lợi kiếm, xem ra bọn họ bị bắt làm tù binh rồi. Hoàn Ngọc, Tử Ngọc, mau tới cứu ta. Âu Dương Đình Đình nhìn thấy hy vọng, lớn tiếng cầu cứu. Tử Ngọc nói, buông thánh nữ ra, nếu không chúng ta giết hai đồng bạn của ngươi. Hy Bình nghiêm mặt nhìn Tứ Cẩu và Triều Tử Huy, rồi lại xem bộ mắt tức giận của hai thiếu nữ,
rồi đưa mắt nhìn vẻ đẹp mỹ tuyệt luân thường của Âu Dương Đình Đình, muốn cười một chút, mà lại không cười nổi, cuối cùng chỉ xuất ra một tia cười khổ, nói, tính đi tính lại, cuối cùng ngươi cũng thắng. Cái ngươi thua nhất là gì, ngươi biết không? Ta rất muốn biết. Thứ lớn nhất mà ngươi bị mất, là tiện mệnh của ngươi. Lên trên bờ, Hy Bình tự nhiên bị ba nàng trói chặt lại, hắn nhìn hai nam nhân đang bị trói lại với nhau, nói các người không thể dùng sức mà thoát khỏi dây thừng à. Lại đến quấy rối hảo sự của ta. Tứ Cẩu nhụt chí nói, ta bị tiểu nha đầu Tử Ngọc kia điểm huyệt. Ta cũng bị Hoàng Ngọc điểm, Triệu Tử Uy vô tội nói. Ú la la, ta không bị điểm này, ta sẽ dùng sức bứt dây, sức ta rất khỏe, các người biết rồi đó. Nguyên lai tưởng là dây thừng này đặc biệt cứng cỏi, hóa ra bọn họ bị điểm huyệt nên không làm gì được, Hy Bình có hy vọng rồi, bởi vì hắn không thể bị điểm huyệt vừa rồi Âu Dương Đình Đình nọ điểm không biết bao nhiêu là huyệt, đều không một lần điểm chúng, cuối cùng nàng ta đành buông xuôi. Âu Dương Đình Đình nói, ngươi giỏi làm xem, chỉ cần ngươi chạy trốn một lần, ta liền đem bọn họ giết đi. Tứ Cẩu cười khổ, xem ra ngươi cũng bị điểm huyệt rồi. Ta gõ cho ngươi vỡ đầu bây giờ. Các ngươi thấy hai ngón tay ta có to không? Hy Bình mắng to cho sướng miệng, trong lòng về điểm này hy vọng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Triệu Tử Uy nói, chuyện này không liên quan gì đến ta. Hy Bình bị những lời này của hắn giận đến cực điểm quay đầu nhìn Âu Dương Đình Đình, nữ nhân này trên bờ, nhân vì quần áo toàn thân ẩm ướt, lộ ra toàn bộ những đường con trí chu trí mỹ tràn đầy nữ tính, khiến hắn không thể rời mắt đi được. Lại nghe được Tứ Cẩu nói, Hy Bình, ngươi không nên nhìn nữa, nhẫn nhịn một chút đi. Trở về để ta bảo nữ nhân của ta thoát quang cho ngươi xem, ngươi nhìn nàng ta, chúng ta sẽ chẳng còn mạng mà trở về. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Đình Đình cả giận trừng mắt nhìn Tứ Cẩu. Tứ Cẩu nói, ta bảo hắn không nhìn ngươi, chẳng lẽ cũng là sai sao? Câu sau của ngươi cơ. Câu nào? Chính là câu bảo nữ nhân của ngươi thoát quang cơ. Tứ Cẩu nói, đó là đùa giỡn thôi. Làm sao ta lại bảo nữ nhân của ta thoát quang cho hắn coi chứ? Âu Dương Đình Đình nghe xong, liền nói, các ngươi nhắm mắt lại, không được phép nhìn ta. Tứ Cẩu nói, quả là khó, bởi vì ngươi thật đẹp, đặc biệt là hình dáng này, lại càng trở nên xinh đẹp, ta. Ngươi có phải muốn để ta móc con mắt ngươi ra không? Ta có thể xem là không nhìn. Tứ Cẩu nhìn lên bầu trời, nơi đó thực sự không có trời xanh mây trắng, cũng không có chim bay tự do. Hy Bình hỏi, các ngươi làm sao lại bị các nàng ta chế trụ? Chẳng lẽ các người không đánh lại hai tiểu cô nương đó? Hừm, hết thảy đều tại Tứ Cẩu. Triệu Tử Uy tức giận đến mức đá cho Tứ Cẩu một cước, hung hăng nói. Tứ Cẩu đánh đến chết cũng không nhận, nói, này, Triệu Tử Uy, ngươi đừng đổ hết lên đầu ta, ngươi đánh không lại người ta, sao lại trách ta? Triệu Tử Uy nghiến răng nói, ta không vì cứu ngươi, thì cho dù không đánh lại, cũng sẽ không bị chế trụ. Ta chưa kêu ngươi cứu ta, nếu có kim thương trong tay, ta sẽ tuyệt không thua một nữ nhân. Đừng nói nữa, ngươi bị hai nàng liên thủ đánh bại, sao có thể đi trách ta? Triệu Tử Uy quát ngươi, con mẹ nó, nói chẳng có chút lý gì cả, nếu ngươi không thua sút, chống lại nàng ta thêm 30 chiêu, ta có chế trụ nàng ta, sau đó sẽ giúp ngươi. Theo ta, cho dù ta có kiên trì chống thêm 30 chiêu, ngươi cũng không nhất định trong 30 chiêu làm được như ngươi khoa trương, ha ha. Triệu Tử Uy cơ hồ hộc máu, hắn nói, lúc ấy ta cũng chạy trốn được. Tứ Cẩu nói, ta cũng đã kêu ngươi chạy, thuận tiện lấy kim thương mang lại cho ta, chỉ là ngươi cầm xong đao tưởng rằng mình nhiều oai phong lắm, cuối cùng cũng giống ta, bị người ta chế phục, con mẹ nó, thực sự là không còn thể diện để về nhà. Ta là không có thương mới bị chế phục, ngươi còn cầm đao, làm sao lại cũng bị trói như ta. Các ngươi hai người thật ầm ĩ, nhanh chân lên đi. Tử Ngọc quay sang nhắc nhở bọn họ chú ý vào việc đi. Ba đại nam nhân bị ba tiểu nữ nhân lùa như lùa chó, lúc này mới thật là không còn mặt mũi nào về nhà. Ngươi nói ta không đánh lại nữ nhân phải không? Triệu Tử Uy bất mãn cực độ nói. Đương nhiên. Ngươi kêu các nàng thả ta ra, ta sẽ cùng các nàng ta đánh lại. Tứ Cẩu nói, nếu tay ta có thể cử động, ta nhất thiết sẽ sờ lên trán ngươi. Để làm gì? Xem ngươi có bị ấm đầu hay không? Ta khinh, Triệu Tử Uy ta cường tráng chứ nào có hiểu mệnh, cả đời chưa hề bị cảm mạo nho nhỏ, ấm đầu làm sao được? Chưa từng bị qua. Tứ Cẩu lắc đầu,
nhìn Hy Bình vẫn đang trầm mặc không nói, nói, Hy Bình, người tại sao lại không nói lời nào, sao không cùng chúng ta nói lý? Hy Bình nói, ta bây giờ không muốn nói chuyện, ta đang suy nghĩ vừa rồi vì cái gì lại lên bờ. Tư vị bị nữ nhân trói cổ tuyệt đối không được tốt như tư vị tùy tiện ôm nữ nhân, ta đang xem mình sai lầm ở đâu. Việc này không thể trách ta. Triệu Tử Uy nhắc lại ý tứ của hắn, muốn trách thì phải trách tên yêu quái không có kim thương, ngay cả nữ nhân cũng không đánh lại được chính là tên tứ cẩu này, là hắn làm liên lụy đến ta, nếu không, bằng vào Triệu Tử Uy ta, làm sao có thể để cho nữ nhân tùy tiện trói cổ. Tứ cẩu nói, ai bảo ngươi lúc vừa chạy lại chạy theo ta. Nếu như ngươi giống Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba hai tên đó, thì sẽ như thế nào? Triệu Tử Uy nói ta, con mẹ nó, chỉ biết ngươi không có thương căn bản không làm gì được, cho nên mới phải đi theo ngươi, ngươi, con mẹ nó, đừng quên ngươi là lão công của muội mộ ta. Tứ cẩu sửng sốt, đúng rồi, Triệu Tử Uy, ngươi nói Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba hai ngươi có bị trói cổ không? Triệu Tử Uy cũng không nghĩ ra, đành nói, ngươi tưởng rằng Tiểu Ba có bao cao minh. Còn nữa, tiểu tử Độc Cô Minh cũng không có khả năng hơn ta, bọn họ hai người nhất định cũng bị trói cổ, lát nữa sẽ nhìn thấy bọn họ, ngươi chờ coi. Hy Bình đột nhiên than vãn, ta xem chúng ta vẫn còn xem được. Hai tên hỗn đản các ngươi lại bị hai tiểu cô nương đánh bại, làm cho ta không còn mặt mũi nào ra ánh sáng, ngẫm lại ta vừa rồi ở trong nước thật là khoái hoạt, phong lưu. À nha, Âu Dương Đĩnh Đĩnh, đừng đánh ta không bao giờ chịu nhận thua đâu. Thiên tài thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận thua, địch nếu thua thì cũng sẽ tìm cách để trở thành chiến thắng. Hoa Tiểu Ba vẫn là Hoa Tiểu Ba, chưa đánh đã chạy, chạy về gọi người đến cứu, Lục Ngọc phẫn nộ vì bị người tứ đại võ lâm thế gia bắt giữ, giống như tỉ muội của nàng bắt trói bọn Hy Bình ba người, nàng cũng bị Hoa Tiểu Ba bắt trói. Cũng vào lúc này, tất cả rất hỗn loạn, Hoa Tiểu Ba chỉ nghĩ ôm nàng vào giường để tiểu mỹ nhân gọi là thân ca ca, Độc Cô Minh sải bước trở về. Hơn nữa trên vai mang một mỹ nhân đang kêu gào là Lam Ngọc. Trong lòng Hoa Tiểu Ba rất sảng khoái, hắc, Độc Cô Lão Huynh quả nhiên là Độc Cô Lão Huynh, không tưởng Hoa Tiểu Ba ta trở về theo thuần lệ. Độc Cô Lão Huynh, Huynh cũng mang nàng ấy trở về à? Hoa Tiểu Ba vui mừng gọi. Xuân Thủy nói, hôm nay các ngươi làm cái gì vậy? Một thì bị nữ nhân truy sát chạy về, một thì mang một nữ nhân trở về, ba người khác thì không thấy trở lại. Lam Ngọc trên vai của Độc Cô Minh nhìn thấy Lục Ngọc bị bắt trói, rất kinh hãi nói, Lục Ngọc, muội cũng bị bắt à? Lục Ngọc đáp, bọn họ rất đông người, muội đánh không lại. Thật mất mặt, ai? Triệu Tử Hào than dài, từ khi rời khỏi vợ con, hắn hợp cùng Lôi Long đánh với Lục Ngọc, hơn nữa xung quanh cũng có đại đội người trợ uy, làm hắn cảm giác không còn mặt mũi ở đây. Lôi Long cười nói, ta cũng có cảm giác mất mặt chút ít, Bích Nhu. Ta cùng nàng đi theo lời chỉ dẫn, nghe nói tản bộ tốt cho người có thai. Hoàng Đại Hải nói, sự việc ở đây, các ngươi tự mình xử lý, ta không muốn nhìn thấy hành động phong lưu của các ngươi. Vì vậy, đại đội mọi người giải tán, lưu lại Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba, cùng một số không ít nữ nhân. Độc Cô Thi hỏi, đại ca, Hy Bình bọn họ đâu rồi? Bọn họ chưa trở về sao? Độc Cô Minh kinh ngạc nói, tứ cẩu không có kim thương, cũng không trở về. Cả Hy Bình và Triệu Tử Huy cũng không quay trở lại, thật có điểm kỳ quái. Huynh không ở cùng với bọn họ à? Hoa Tiểu Ba rào trước, năm nam nhân chúng ta gặp gỡ năm nữ nhân, sau đó mỗi người tự lo, các ngươi không cần lo lắng, Hoa Tiểu Ba ta còn có khả năng trở về, hà huống bọn họ có ba người. Xuân Thủy tức giận quát, người bổn lai chỉ biết chạy trốn. Xuân Thủy tỉ tỉ, cho ta một ít thể diện đi, nói gì thì, ta cũng là lão công thân ca ca. Ta có cảm nghĩ, tùy tiện tìm một nữ nhân đến, tất cả đều là lão bà của ngươi. Chúng ta đi đây, Xuân Thủy quả nhiên không chỉ là thê thiếp Hoa Tiểu Ba mà còn là đại nhân vật cấp cao, một tiếng ra lệnh, lão bà của Hoa Tiểu Ba toàn bộ triệt hạ, cả ba mỹ nhân thiên trúc cũng theo Xuân Thủy bỏ đi. Bạch Mạt Lị ngó Độc Cố Minh cảm thán, chúng ta cũng đi. Ở đây đại khái không phải là việc của chúng ta, nàng cũng cùng thê thiếp của Độc Cô Minh bỏ đi. Hoa Tiểu Ba ngó nữ nhân của Hy Bình và Tứ Cẩu, cùng nữ nhân của Triệu Tử Huy không theo nữ nhân của hắn, hắn nói các người không đi à? Đỗ Quyên đáp, chúng ta ở cửa đợi Hy Bình trở về. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hoa Tiểu Ba hỏi Độc Cô Minh. Mang hai nữ nhân này đến đại thính, nơi hội họp.
Hoa tiểu ba có dụng ý khác, chỗ đó có thuận tiện không? Độc Cô Minh nói, ngươi không hiểu, ta và nữ nhân này giao thủ, võ công nàng ta rất cao cường. Ta hiện tại có chút lo lắng cho ba người bọn họ, một là không có mang theo thương không thể sử dụng, một là có muốn làm gì cũng không làm được, Triệu Tử Uy trông rất được, nhưng cũng không biết kết quả như thế nào. Hay quá, đệ cũng nghĩ qua, nếu như tứ cẩu bị bắt giữ, sẽ dùng nữ nhân trao đổi với huynh ấy. Triệu Tử Thanh vỗ vào đầu chửi, Hoa tiểu ba, ngươi nói cái gì? Tên đồ đệ xấu xa như ngươi còn có thể trở về, tứ cẩu mà bị bắt giữ. Chuyện này nói ra làm ai mà tin được? Hoa tiểu ba theo quán tính rút đầu lại, đệ chỉ giả thuyết thế thôi, tứ cẩu là sư phụ đệ, đương nhiên so với đồ đệ như đệ phải mạnh hơn rồi. Độc Cố lão huynh, chúng ta đi chứ? Hắn dùng mắt liếc nhanh về phía Độc Cô Minh, để Độc Cô Minh nhanh chóng mang hắn bỏ đi thủy thâm hỏa nhiệt là trong khốn cảnh. Độc Cô Minh cảm tạ Hoa tiểu ba một lần giúp hắn hoàn thành sử nam chi tác của hắn, sỡ dĩ tha thứ cho khổ tầm của hắn. Đúng vậy, đến đại thính nào? Đa tạ lão huynh, tại đại thính, chúng ta phải làm việc quang minh chính đại. Hoa tiểu ba vừa nói vừa mang lục ngọc lên, nhắm hướng đại thính đi tới. Không cho phép ngươi bồng ta, thả ta xuống, ngươi chỉ biết chạy trốn đồ nhát gan. Nhưng nàng hiện tại cũng bị đồ nhát gan này bồng đi, ha ha. Tuy cũng bị bắt giữ, ba người Hy Bình thật sự không bị đối xử như hai vị mỹ nữ của Thái Âm giáo mà được đãi ngộ rất tốt. May mắn thế sao, người ta có thể bị bồng vào đại thính, nhưng bọn họ ba người thì bị đẩy vào địa lao của quả phụ cốc, thật đúng là nam nữ bất bình đẳng thế giới này trọng nữ khinh nam, mẹ nó, không có công lý, không có đạo đức. Ba người đang suy kiệt trong tù bỗng nhiên nở nụ cười. Trong bóng tối của phòng giam mà vẫn cười nói vui vẻ. Thật chẳng biết nếu bổ đầu bọn họ ra, cẩn thận xem xét thì thấy trong đó chứa đựng những gì nữa. Các ngươi nói xem, bọn họ sẽ làm gì chúng ta? Tứ cẩu sau khi cười, lần đầu tiên nói vào vấn đề chính. Triệu Tử Uy đáp, ta làm sao biết được, ta không phải là nữ nhân, mà dù ta có là nữ nhân cũng không thể biết, bởi vì ta không phải là bọn họ. Chúng ta lúc mới tiến vào, thấy có rất nhiều nữ nhân, nếu như bọn họ cũng giống như dã mã tộc. Từ địch biết thành bạn, hắc hắc, sinh hoạt phong lưu tại dã mã tộc lại trở về với chúng ta. Nhớ về dã mã tộc rất trìu mến, ngưỡi nữ nhân nơi đó mỗi người mỗi vẻ, ta bắt đầu cảm thấy mùi vị rồi. Triệu Tử Uy nói, ta chỉ thấy mùi vị ẩm thấp, mùi bị mốc, chỉ có người cái chết đã gần kề mà vẫn phát tình như con chó đực trong hơi nóng không ngửi ra mùi vị thích hợp. Hơn nữa, dã mã tộc thực sự là quá hay, ha ha. Nói đến dã mã tộc, ta nghĩ mình là tiểu tình nhân của dã mã tộc, Hy Bình nói. Ai? Đương nhiên chính thật sự là ta, bọn ngươi dùng cái đầu được không hả? Nguyên Chân thật sự không còn nhỏ. Mẫu thân của nàng ta là đại tình nhân, nàng đương nhiên là tiểu tình nhân của ta, nàng không thể lớn hơn mẫu thân nàng được. Tứ cẩu ứng thanh nói, đúng, đó cũng là sự thật. Bất quá, Nguyên Chân là người cũng giống như Lạc Thiên. Triệu Tử Uy trí óc thật sự quá tệ. Trong đầu hắn dường như thứ gì cũng đều như nhau, muốn sai cũng không sai được. Ngươi nói cái gì hả? Hy Bình nghe Triệu Tử Uy nói thẳng ra, chàng liền thình lình đứng dậy. Triệu Tử Uy không hề e sợ, tiếp tục nói, tại dã mã tộc thì, Nguyên Chân là xử nữ, nhưng ngày đó tiểu ba nói nhìn không giống xử nữ, ta thấy, 100% là Lạc Thiên đã xài qua. Hy Bình hận đến nghiến răng, mở miệng chửi lớn, Triệu Tử Uy, con mẹ ngươi không lưu lại khẩu đức. Ta biết Chân Chân và Lạc Thiên không xuất hiện loại việc đó. Triệu Tử Uy cũng mở miệng chửi lớn, Hoàng Hy Bình, con bà ngươi phải đối diện với sự thật. Sự thật là, thời khắc này Nguyên Chân lục nữ đang bồi tiếp bên người Lạc Thiên, nhưng cũng có. Thủy Khuyết Thu cũng là vị hôn thê của Lạc Thiên, tuy nhiên nàng ta không thể có loại giao hoan đó. Ta phỉ nhổ, con mẹ ngươi nói lời thật thô bỉ, không có giáo dục. Hoàng Hy Bình, ngươi là người thô bỉ, lão thộn. Dám nói ta thô bỉ, vô giáo dục. Triệu Tử Uy thực sự muốn nổi nóng, bởi vì thình lình hắn bị lão thộn Hoàng Hy Bình nói thành thô bỉ, vô giáo dục. Tứ cẩu cảm thán, có sức lực cãi nhau, chỉ bằng cùng ta xuất lực bứt đứt dây thừng. Ta xin, lời nói cũng cần phải có khí lực sao? Triệu Tử Uy đưa đầu gần bên tứ cẩu hét lớn. Ta tới xem thử, ha ha, Hy Bình từ trong bóng tối nhìn ra ánh sáng. Tứ cẩu và Triệu Tử Uy đồng thanh nói, đúng vậy. Khí lực của ngươi như trâu, ngươi thử xem đi. Tốt, 1,2, 3, đứt.
Hy Bình hét lớn một tiếng, sợi dây thừng quả nhiên đứt ra làm đôi, hây a ha, ta quả nhiên là quyền vương, dây thừng có lớn thế nào cũng không thể trói ta được phải không? Triệu Tử Uy tức giận, không phải là một người thô lỗ, thì làm sao có sức lực lớn như vậy? Tứ cậu cả mừng, Hy Bình, nhanh qua đây, giúp bọn ta cởi đây, ta muốn đòi lại tự do của bản thân, tuyệt không muốn cùng Triệu Tử Uy ở hỗn tạp cùng một chỗ, người hắn rất hôi. Con mẹ ngươi không thấy chắc, Triệu Tử Uy hét lớn. Hắc hắc, do không nhìn thấy trong bóng tối, ta nói không thấy sắc mặt của ngươi đang cười, Triệu Tử Uy nói. Tứ cậu mơ hồ hỏi, thấy thì như thế nào? Triệu Tử Uy kiên định nói, ta đấm ngươi. Ngươi dám? Ngươi là muội phu của ta mẹ nó không cảm thấy xa lạ. Tứ cậu lẩm bẩm nói, nhìn cái bộ dạng này. Quá tốt, ta lập tức thả các ngươi ra, các ngươi và ta đánh, ta bị ràng buộc bởi tấm bảng gỗ, phải ít cử động gân cốt, Hy Bình cố sức duy trì nói. Tử cậu la lớn, Hy Bình, ta không thấy. Ta thấy nên tính toán lại. Triệu Tử Uy cũng hạ giọng nói nhỏ. Trong bóng tối này, thiên tài Hoàng Sơn thôn thật sự không có bao nhiêu thuận lợi, hơn nữa, toàn thân công lực của bọn họ lại bị phong bế. Các ngươi nên bồi tiếp ta sướng ca, Triệu Tử Uy ngươi thấy phải không? Triệu Tử Uy đè nén cảm giác đau khổ trong lòng, lên tiếng giống như khóc nói, hay a, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả chúng ta ra, lần tới ta sẽ bồi tiếp ngươi sướng ca. Thật chứ? Người phụ trách gõ bàn Hy Bình rất có kế hoạch nói. Ta làm đội viên cổ vũ, Triệu Tử Uy cuối cùng hy vọng được như thế này. Hy Bình suy nghĩ nói, cũng được, trái lại ngươi cũng có vẻ như không có thiên phú âm nhạc. Trong bóng tối Triệu Tử Uy phảng phất nhìn thấy rất nhiều ngôi sao hắn uể oải. Thình lình bị thứ âm nhạc ngốc nghếch từ Hoàng Sơn thôn nói Triệu nhị công tử hắn không có thiên phú âm nhạc. Điều này phát ra từ đâu ra? Mong muốn của Hy Bình được thỏa mãn, chuẩn bị giúp bọn họ tháo dây thừng, nhưng vào lúc này, lại nghe có tiếng bước chân, nhìn vào ánh sáng a hát. Có ba gương mặt nữ nhân ngàn lần không muốn thấy xuất hiện lúc này, nâng ngọn đèn lên đến tìm nam nhân trong bóng tối địa lao. Các nàng trong chu vi chiếu sáng của ngọn lửa, thật sự thiêu đốt tâm linh mỏng manh của bọn chúng thành cho tàn, trái tim này, thình lình rơi xuống địa ngục, một màu đen tối. Hoàng Hy Bình ngươi muốn cởi dây thừng à? Là thanh âm ôn nhu ngọt ngào của Âu Dương Đình Đình. Tứ cậu cảm thán, bọn họ lại đến sớm một bước, thật đáng tiếc. Triệu Tử Uy đột nhiên nói, hoàn hảo, không phải làm đội viên cổ vũ, sau khi đáp ứng ta thực có chút hối hận. Hy Bình chuyển thân nhìn khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp đầy nữ tính của Âu Dương Đình Đình, cười khổ, ta nghĩ nàng không gọi ta nhanh như vậy. Ta đến chết cũng không thể quên được ngươi. Thật vinh hạnh, nhưng, ta hy vọng nàng có thể quên ta. Âu Dương Dương Đình Đình nói, ngươi không phải muốn cởi dây thừng sao? Ta nghĩ ngươi có thể cởi. Hai tay của Hy Bình thả lỏng, đưa ngón tay chỉ Triệu Tử Uy, nói, ngươi từng nói muốn cùng ta sướng ca, nhưng ngươi lại bội ước, ta cũng bội ước không cởi trói cho ngươi. Âu Dương Đình Đình nói, có vẻ như khí lực của ngươi rất cường đại. Hy Bình đáp, không cường đại sao có thể ôm nàng chặt như vậy? Ngươi, Hoàn Ngọc và Tử Ngọc liền khóa chân tay chàng lại. Sau đó dùng niệu bố khóa miệng chàng lại. Hy Bình rất phối hợp, liền lập mã tọa trên đất, người xuất song thủ song cước, nhìn thấy Tử Ngọc và Hoàng Ngọc quá khích vung tay vung chân tiến qua, chàng hân hoan nói, không nhìn thấy niệu bố, ha ha, đại hạnh trong bất hạnh. Tứ cẩu và Triệu Tử Uy lắc lắc đầu, không thể nói được gì nữa. Sau khi tất cả kết thúc, Âu Dương Dương Đình Đình nói, vô luận ngươi sức lực to lớn đến đâu, cũng không thể tránh thoát cái cùm này. Hy Bình cười, ta không nghĩ như thế, ta thật sự chỉ có một điểm khó tránh thoát sự trói buộc của nàng trong tâm linh ta. Đối với ta một thiên tài mà nói, dây trói này trên thân ta không tính toán làm gì, thì ê đờ. Tứ cẩu. Triệu Tử Uy thay Tứ cẩu hồi đáp, ta không nghĩ ngươi là thiên tài, ta chỉ nghĩ ngươi là bạch si. Mặc dù nói như thế, nhưng Hy Bình vì bọn họ mà đi đến nơi này, trong tim Triệu Tử Uy hắn có một loại tình cảm không thể nói nên lời. Tuy bọn họ nhìn bát nháo không ngừng, thật sự trong tim bọn họ đều hiểu những từng lời nói đó là tình bạn. Tứ cẩu đột nhiên nói, hai mỹ nhân của các ngươi ra ngoài đã trở về chưa? Âu Dương Đình Đình lập tức biến sắc, không hồi đáp, nhưng bọn họ từ trong biểu hiện của nàng, đã biết được hai mỹ nhân ra ngoài chưa trở về nhất định bị Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh bắt giữ. Triệu Tử Uy nói, ta không quên Tiểu Ba là thần chạy trốn, Độc Cô Minh hắn nhìn giống như đánh như phân chó.
Tứ Cẩu nói, ở đây có chúng ta một đám sắc lang, nếu như... Sắc mặt của Âu Dương Đình Đình biến sắc thật khó coi, chuyển thân đi ra, Tử Ngọc, Hoàng Ngọc, chúng ta đi. Sau một khắc, đại môn địa lao đóng lại, bóng tối lại bao trùm. Triệu Tử Uy nói, bọn họ có thể mang chúng ta ra khỏi địa bàn. Hy Bình đột nhiên cảm thán, ta đã đạp lên mông nàng ta. Hoa Tiểu Ba cảm thấy mình hạnh phúc giống như một tiểu nam hài, hắn và Độc Cô Minh đặt Lưỡng Nữ ngồi xuống ghế, sau đó cùng Độc Cô Minh đứng dậy trước mặt Lưỡng Nữ, cẩn thận ngắm nhìn hai nàng, điều này thật không thể thiếu, bọn họ luôn phiên hoán đổi vị trí, ngươi nhìn người này ta nhìn người kia, ta nhìn người này ngươi người kia, bộp bộp. Độc Cô Lão Huynh, đệ trông thế nào ấy, bọn họ rất giống một điểm gở, đệ e sợ đệ sau này không trụ nổi. Độc Cô Minh nói, nhưng ngươi nhìn như thế nào? So với các lão bà của chúng ta, bọn họ thực sự rất đẹp. Tiểu Ba, nếu như ngươi cảm giác họ là điềm gở, vậy của ngươi cũng nhường cho ta thì quá tốt. Chúng ta không phải lão bà của các ngươi. Lưỡng Nữ kháng nghị nói, bọn họ bị bắt đến đây mọi thứ của bọn họ giống như hầu tử, trong đầu rất tức giận. Ồ, Mỹ Nữ tức giận, Độc Cô Lão Huynh, lời tán tỉnh của huynh lợi hại lắm, mau dỗ ngọt bọn họ đi. Không có tiên hoa, Độc Cô Minh thở ra nói. Hoa Tiểu Ba nói, lúc đệ đến, à, có đến hai mỹ nữ, bọn họ thật sự hấp dẫn làm đệ nghĩ nếu cùng bọn họ trên giường, để bọn họ gọi đệ là thân ca ca như loại. Độc Cô Lão Huynh, thấy thế nào? Lời nói của hắn quá thẳng thừng, quay mặt về phía Độc Cô Minh cầu cứu. Độc Cô Minh nói, dục vọng và sự bồng bột. À, loại dục vọng và sự bồng bột này, chúng ta kỳ thật là một nam nhân rất tốt, các người hãy nhìn, cả hai chúng ta. Có cơ hội làm tiểu bạch diện, nhưng, tiểu bạch diện không thể cường tráng như chúng ta. Chúng ta có một thân thể cường tráng và anh Tuấn, trông rất phong nhã phải không? Mặt khác, các người bị Mỹ Nam Tử bắt đi, không nên có cảm giác đau khổ, mà nên có cảm giác thích thú mới đúng. Trên thế giới này, chúng ta giống như là những ánh sao trên bầu trời, nhiều thiếu nữ muốn lựa chọn ta, đặt vào ngực nàng ta một cách chu đáo, hắc hắc, cho nên, các người hãy vui lên, chấp nhận số mệnh đi. Tựa như lúc này các ngươi đang gặp sắc đẹp, tựa như lúc này các ngươi đang hái sao trên bầu trời. Nữ nhân các ngươi chẳng phải giấc mộng hàng ngày, đều là mơ thấy được Bạch Mã Vương Tử sao? Nói thật, chúng ta là Bạch Mã Vương Tử của các ngươi. Độc Cô Lão Huynh, không nên nói như thế à? Ta nôn mửa, Độc Cô Minh làm động tác nôn mửa, ta đây là huynh đệ của Hòa Thượng đối với các bà Quan Âm không nói những lời tán tỉnh này của ngươi, may quá ta không có thu nhận ngươi làm đồ đệ. Hoa Tiểu Ba oan uổng nói, kỳ thật đệ cũng có lúc nói những lời rất hoàn mỹ, có thể điều này không quá chân tự. Để đệ nghĩ lại xem. Các ngươi muốn như thế nào? Lục Ngọc tức giận nói. Hoa Tiểu Ba lòng hoảng hốt trong, nói ta muốn như thế nào à? Ta muốn thế này này. Độc Cô Minh nhìn Lam Ngọc, ánh mắt chứa đầy thâm tình, đè nén cổ họng, sử dụng một loại thanh âm mang lôi cuống từ tính, nói, lần trước cùng nàng đánh nhau. Ta đã nghĩ nàng là một nữ nhân rất hung ác. Nhưng hiện giờ ta phát giác ra, nàng rất ôn nhu. Thực sự nàng rất thích Lam Y, có lẽ trong lòng nàng tàng ẩn cả một đại dương nhu lam. Ta nghĩ, tên của nàng cũng ứng với chữ Lam có phải không? Nàng ta nghe lời nói của hắn trong trận chiến lần trước, nàng bổn lai có thể chiến thắng, nhưng bất ngờ lại giống như bị hắn làm cho lo lắng. Vào khoảnh khắc đó, trong mắt hắn xuất hiện một tia huyết hồng điên cuồng, sau đó nàng tự thua. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn còn có phần khiếp hãi. Nhưng, lúc này Độc Cô Minh lại biểu hiện phong độ của hắn, kỳ thật hắn có rất nhiều phong độ của nam nhân, một loại tư thái anh Tuấn tiêu sái xuất hiện, nhưng cũng có cảm giác đa tình thật khó nói. Nàng không nghĩ vào lúc này hắn có thể phong độ đối với nàng phảng phất nhu tình như thủy, trong ngôn ngữ của hắn chứa đầy một biển sắc lam mị lực, giống như nàng thích cả biển trời sắc lam, trong tim nàng có một thắng lợi vô thanh vô tức bắt đầu từ từ khuất phục. Điều đó nàng không thể hiểu rõ được. Nàng không tự chủ được ánh mắt mỹ lệ của mình long lanh nhìn Độc Cô Minh, đột nhiên không tự giác hồi đáp, vâng, ta tên là Lam Ngọc. Lam Ngọc, người để hắn mê hoặc à? Lục Ngọc đề tỉnh. Ta không có, Lam Ngọc mặt ửng hồng. Hoa Tiểu Ba cười nói, Lục Ngọc, nàng cũng để ta mê hoặc phải không? Lục Ngọc đáp, quay ngay cái vẻ mặt tươi cười đó sang chỗ khác, nhìn nụ cười dâm đãng của ngươi thật độc ác, ta không thích. Ta không cười thì được à? Hoa Tiểu Ba mặt mày đau khổ, sắc mặt của hắn vốn là một chiêu vô cùng lợi hại, so với lời nói dối của hắn cũng không hề thua kém,
tính tình như hài tử của hắn đột nhiên có biến hóa bất thình lình, khiến cho Lục Ngọc còn có thể không cười. Xéo đi, Lục Ngọc mỉm cười nói. Hoa tiểu ba tất nhiên có mị lực của hoa tiểu ba, mị lực của hắn giống như hình thái thuần chân của thiếu nam, tạo thành một loại biểu tình xuất hiện rất nhiều biến hóa, bất chi bất giác đánh động vào phương tâm thiếu nữ, hoặc có thể nói là mẹ là thiên tính của nữ nhân. Nói tóm lại, cái loại như hoa tiểu ba trong mắt một số nữ nhân, thật là khả ái. Hiện tại mà nói, Lục Ngọc bất ngờ cảm thấy hoa tiểu ba rất khả ái, tuy nhiên trong lòng nàng dẫu có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Nàng đã cười, ha ha, nàng đã cười, thật là tuyệt đẹp. Hoa tiểu ba thật sự giống như tiểu hài hắn bổn lai là vị thành niên mà. Chỉ là đã sớm thành thục, khó có thể nói sớm thành thục là cái tội. Cũng có thể không nhất thiết là rất đẹp. Từ xa nghe thanh âm của Lạc Thiên truyền lại, bốn người trong đại thính quay mặt ra nhìn, có một đám người đang đi đến đây, trong đó đại đa số là người của Bắc Lăng Trang, khoảng hơn 40-50 người. Hoa tiểu ba lập tức nói, Độc Cô lão huynh, Lạc Thiên có muốn vồ lấy nữ nhân của chúng ta không vậy? Ta thấy không phải, bởi vì Minh Nguyệt Phong cùng đại biểu các phái tất cả cùng đến. Lạc Thiên tiến lại, thật bất ngờ lại vỗ vai hoa tiểu ba, nói các ngươi làm việc rất tốt. Lạc Thiên tự dưng lại đi tán thưởng hắn, ánh mắt hoa tiểu ba như ánh sao. Lạc Thiên quay sang lưỡng nữ nói, ta muốn biết Thái Âm giáo đang ở chỗ nào, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Thái Âm giáo, hoa tiểu ba và Độc Cô Minh kinh ngạc hét lên. Đúng, bọn họ là nữ đồ của Thái Âm giáo. Độc Cô Minh nói, nguyên lai ngươi nói bọn ta làm việc tốt, thì ra là việc này. Lạc Thiên đáp, chúng đã đến đây vài ngày. Tất cả đều không biết chỗ ở của Thái Âm giáo, nhưng người của bổn minh ta bị hại rất nhiều. Nhưng bọn họ không thể khám phá ra manh mối, các ngươi bắt được bọn chúng trở về, thực sự nằm trong sở liệu của ta. Sớm biết thế, ta đã không dẫn nàng ta đến đây. Hoa tiểu ba rất hối hận. Độc Cô Minh liền nói, bọn ta căn bản không biết bọn họ là Thái Âm giáo, bây giờ thì đã biết, ta nghĩ ta đã làm một việc ngoài ý liệu. Cái gì? Hoa tiểu ba hỏi. Ta phải sớm sớm thả bọn họ ra. Hoa tiểu ba tán thành, để cũng có ý nghĩ đó. Lạc thổ nói, hai người các ngươi vẫn đang tỉnh táo đấy chứ. Thái Âm giáo là đại địch của võ lâm Trung Nguyên, hai nữ nhân này tuyệt đối không thể thả, ít nhất phải để chúng ta đến thẩm vấn một lần. Con mẹ ngươi dám hả? Hoa tiểu ba đầu bốc hỏa, muốn thẩm vấn mỹ nữ của ta, không biết đám người các ngươi sẽ làm mỹ nữ của ta thành ra dạng gì. Hoa tiểu ba ta tuyệt không nguyện ý đứng nhìn. Độc Cô Minh nhìn khuôn mặt bị che của Mộng Hương, rất chân thực nói, Mộng Hương tiểu thư, nàng đến đây cũng là vì thế. Mộng Hương chậm rãi nói, vì võ lâm. Nàng không cần phải nói. Độc Cô Minh ngắt lời Mộng Hương, tiếp tục nói, tiểu ba, để bọn họ mang đi. Hoa tiểu ba kinh hãi nói, thế này là sao? Đám người bọn họ so với chúng ta còn điên hơn, để không biết vì sao bọn họ lại hận Thái Âm giáo. Người ta không trêu chọc chúng ta, thì bọn họ lại đi trêu chọc người khác trước, hiện tại lại đến muốn tiêu diệt toàn phái của người ta, nếu như để bọn họ mang người đi, bọn họ sẽ chết chứ không cần nói, chúng ta không thể để hình ảnh mỹ nữ phải chịu tội. Độc Cô Minh nhìn Lam Ngọc, hắn thấy trong ánh mắt nàng có nét khủng hoảng và bất lực, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, lại không dám nhìn nàng, thật sự dùng một ngữ khí rất bình tĩnh nói, các ngươi muốn thẩm vấn bọn họ cũng được, ta để các ngươi thẩm vấn, nhưng... Nếu ta biết bọn họ có một chút gì thương hại, ta, Độc Cô Minh, tại đây phát thệ, lấy tất cả cầu mệnh của các ngươi. Hoa tiểu ba hùa theo, ta cũng thế. Lạc thổ chửi, hai người các ngươi vì nữ nhân mà không biết đến đại nghĩa võ lâm, bằng vào các ngươi à. Chúng ta đối với bọn họ muốn như thế nào là như thế ấy, các ngươi không cần quản. Người đâu tới đây, mang bọn họ trở về Bắc Lăng Trang. Độc Cô Minh lạnh lùng nói, Lạc thổ. Dường như ngươi sống rất nôn nóng phải không? Việc của Thi Nhi, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, đừng có đứng trước mặt mà công kích ta, ta tuy tu dưỡng rất tốt, nhưng không thể tiếp thụ sự công kích lớn này. Lạc Thiên lạnh lùng nhìn Độc Cô Minh, hạ lệnh, đừng nghe lời nói thừa, động thủ bắt người. Lạc Thiên, tất cả người của ngươi đi ra, ở đây không hoan nghênh ngươi. Thanh âm của Hoàng Đại Hải ngoài cửa truyền vào. Người của tứ đại võ lâm thế gia không biết vì sao tất cả đều đến bên ngoài đại thính, gần hơn 200 người. Lôi Long và Triệu Tử Hào cùng mọi người tiến vào đại thính, Triệu Tử Hào nói, Lạc Thiên, hai nữ nhân này không thể để ngươi mang đi. Nếu như ta thật sự muốn mang đi thì sao?
Hoàng Đại Hải trầm lãnh nói, trước hết ngươi phải giết sạch bọn ta, ngươi còn lời nào khác để nói không? Lạc Thiên lóng ngóng, hay lắm, các ngươi để cho ta giải thích, chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Hiện tại ở đây là yêu nữ Thái Âm giáo, các ngươi đều là đồ háo sắc hết sao? Hoàng Đại Hải, ta nghĩ ngươi không phải hạng người như vậy. Cũng có khả năng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã nhận được truyền tin của Thái Âm giáo, Hy Bình, Triệu Tử Huy, Tứ Cẩu đang trong tay bọn họ muốn dùng người của chúng ta hoán đổi lấy hai thiếu nữ này, ngươi cũng biết đó, bọn họ không thể có nửa điểm thương hại, hơn nữa, các ngươi hiện tại không có tư cách thẩm vấn bọn họ, bởi vì ba người của chúng ta đang nằm trong lao của bọn họ. Vì môn đồ của ta, có chết hôm nay ta cũng phải mang bọn họ đi, hy vọng các ngươi đánh giá lại thực lực của Võ Lâm Tứ Đại Đại Gia, rồi hãy quyết định, hơn nữa, không chỉ chết ba người bọn họ, mà còn có các ngươi và Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, tất cả trừ danh trong Võ Lâm, bởi vì, các ngươi che chở cho Thái Âm giáo. Người trẻ tuổi, đừng quá bốc đồng. Toàn trường kinh ngạc, câu nói này thình lình xuất hiện từ miệng của Từ Phiêu Nhiên, nhưng đúng vào thời khắc này ông ta là người của Thiên Phong Bảo xuất hiện ngoài cửa đại thính. Ông ta cùng hai nữ nhân tiến vào, Hoàng Hy Bình chết, ta rất cao hứng, tuy nhiên, muốn Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia tuyệt diệt, trừ khi Lạc Sơn sống lại, cũng không thể xảy ra. Hoàng Đại Hải và Triệu Tử Hào cùng hét lên vui mừng, Từ Thúc. Từ Phiêu Nhiên lúng túng cười, đêm qua ta có một giấc mộng, mộng thấy nhi tử chửi ta, lão tử bị nhi tử chửi, mùi vị đó không thể tiếp thụ được. Trong mặt ông ta xuất hiện dòng lệ của tuổi già. Triệu Tử Hào hét lên, Lạc Thiên, muốn mang người đi, chỉ bằng vào ngươi, cũng không thể cả gan đánh Triệu Tử Hào ta. Lạc Thiên nói, có vẻ như Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia đã quên đi đại nghĩa Võ Lâm. Triệu Tử Hào đáp, điều đó không thể đè nén được chúng ta, nếu huynh đệ của mình sống chết còn không rõ, thì còn gì là Võ Lâm đạo nghĩa hả? Ha ha, Triệu Tử Hào, mặc các ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Người của Thái Âm giáo ở trước mặt trước tiên hãy để bọn ta mang đi. Độc Cô Minh hỏi, như vậy là thế nào? Hay lắm, Lạc Thổ, động thủ mang người đi, ai cản trở thì sẽ là địch nhân của Võ Lâm chánh đạo Trung Nguyên. Lạc Thiên hạ mệnh lệnh cuối cùng. Thình lình, một tiếng hét lớn ngoài đại thính truyền đến. Thả bọn họ ra. Các ngươi nói, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây an toàn không? Tứ Cẩu trong bóng tối cất giọng hỏi. Triệu Tử Huy suy nghĩ nói, ta thấy có một chút khó khăn, bởi vì tên đại ngu ngốc này đụng chạm vào cơ thể thánh khiết của Thái Âm giáo chủ, thật đúng là đáng chết, mà hắn lại không làm thành công. Bởi vậy, nếu làm thành công, thì thánh nữ Mỹ Lệ đó trở thành lão bà của Hy Bình rồi, chúng ta sẽ được giải ngộ cao cấp, có lẽ có nhiều mỹ nữ hiến thân. Các ngươi là hai hỗn đản, không được nói lời chán nản ở đây, nếu không vì các ngươi đến quá nhanh, ta sớm đã thịt nàng ta, ở sông Mê Giang cũng không thể tắm cho nàng ta. Mẹ nó, lãng phí biết bao nhiêu thời gian tán tỉnh của ta, các ngươi lại tới, làm toàn bộ lời tán tỉnh phá bỏ hết. Đề cập đến việc này, Hy Bình không thể không giận dữ sao? Triệu Tử Huy nói, tên ngu ngốc, ngươi không phải trước tiên cố vào gặp lại chúng ta sao? Chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngươi trong nước biểu diễn thật huy hoàng. Hy Bình nói, ta sợ ta vào gặp trễ một chút, các ngươi cũng không còn phúc để nhìn, sớm đã bị hai nữ nhân tống tiễn đến Diêm La Vương làm nữ tế rồi. Tứ Cẩu cảm thán nói, chúng ta tại địa lao nhìn ra, khả năng cũng không rõ ràng. Hy Bình cười nói, góc độ đánh giá của ngươi quả nhiên không phải bình thường. Danh ngôn của Tứ Cẩu liền thốt ra, thì đó. Triệu Tử Huy nói, đã lâu, bọn họ không có trở lại, có khi nào bọn họ quên luôn không? Có quên bọn ngươi, cũng không có khả năng quên ta là loại nam nhân khiến người ta quên dễ vậy sao? Hơn nữa, hắc hắc, thân thể bọn họ đã bị ta ngó qua. Hy Bình đắc ý đến quên hết mọi thứ, nơi này thì quá tối, không thể nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của hắn. Nhưng Triệu Tử Huy thật sự hét lên, Hoàng Hy Bình, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi đã nhìn qua bọn họ à? Hy Bình cũng lớn tiếng nói, thế thì sao? Hôm qua bọn họ 5 người cởi đồ đi tắm trước mặt ta không muốn nhìn cũng không được, ta đâu có biết gì ngoài chuyện Triệu Nhị Công Tử có hứng thú đối với Mộng Hương, nhưng cũng không nhận thấy bị nữ nhân hấp hồn phải không? Không nên bức ta rút đao. Ta sợ quá, tiểu tử ngươi có đao ở đây à? Sớm đã bị hai nữ nhân mang đi giết heo, Hy Bình tức giận nói. Triệu Tử Huy giống như điên cuồng gọi, Hoàng Hy Bình, người phóng qua ta, cởi dây thừng ra,
ta xé nát cái miệng xấu xa của ngươi. Hắn có điểm đau khổ nói, kiêu ngạo như Triệu Nhị công tử không thể nhẫn nhịn tiếp thụ khi nghe người ta nói đao của hắn bị người ta đoạt đi. Thường hay nói, đao luôn trong người, tuy nhiên đao trong người hắn hiện không có ở đây, nhưng hắn lại ở đây. Tứ Cẩu nói, ngươi giữ lại khí lực đi, đao của ngươi không làm nên con người ngươi, giống như ta không có thương căn bản không giống ta sao. Hy Bình không quên làm người tốt nói, Triệu Tử Huy, ta sau này giúp ngươi lấy lại đao, ha ha. Ta không cần, phải nhờ đến ngươi sao? Mất là do hai người đó, sau này ta thoát ra, lại đánh hai kẻ lừa đảo đó, còn mẹ nó, ta cũng có tiền. Triệu Tử Huy không lĩnh nhân tình này, đơn giản là ô nhục đối với hắn. Tốt lắm, một tiếng vang lên ở cửa. Tứ Cẩu cảnh tỉnh nói, bọn họ trở lại đó. Lục Ngọc và Lam Ngọc trở lại. Trực tiếp chạy đến đại sảnh quả phụ ốc, bên trong đã tụ tập các nhân vật trọng yếu của Thái Âm giáo. Thái Âm giáo kỳ thật là đại giáo phái tín ngưỡng phổ biến ở Tây Vực, các nhân vật trong giáo phân không nhiều, chỉ là thế lực giáo phái này trải rộng khắp Tây Vực. Kết cấu nội bộ của Thái Âm giáo rất đơn giản, một giáo chủ là thánh nữ, hai hộ pháp, nói chung tất cả hộ pháp đều trên một bối phận, có lẽ giống như hiện giờ tân nhiệm thánh nữ, hộ pháp A Mật Y của nàng tín nhiệm tuyệt đối với hai vị lão tỳ. Có lẽ không tính là già, mặc dù niên kỳ của bọn họ gần 40, nhưng lại giống thiếu phụ mới 30, lại là siêu mỹ nữ. Kỳ thật tại quả phụ ốc này có quả phụ Lý Ngọc là hiện nhiệm hộ pháp, một hộ pháp khác đó là Minh Ngọc. Lý Ngọc được A Mật Y an bài tại Gia Lăng Trấn vào một năm năm trước, bà ta làm việc này, tự nhiên có lý do của bà ta, nhưng Lý Ngọc cũng không phụ sự mong đợi, không chỉ kiến lập quả phụ ốc, mà trong chu vi quả phụ ốc cho xây dựng rất nhiều ốc trạch lớn nhỏ. Kỳ thật vòng quanh vùng phụ cận quả phụ ốc được xây dựng gần như gắn với Thái Âm giáo, chỉ có ngoại nhân không hiểu được điều này. Minh Ngọc túc trực đi theo A Mật Y, 3 tháng trước, Âu Dương Đình Đình nhận chức tân thánh nữ, bà ta và Lý Ngọc đương nhiên được Âu Dương Đình Đình thăng lên làm hộ pháp Thái Âm giáo. Nhưng A Mật Y tuy không có chức vị nào, mặc dù danh vọng của bà ta vẫn còn như trước, hiện tại có thể nói, vô luận là thánh nữ hay hộ pháp, tất cả đều là người thân của bà ta. A Mật Y gặp được Lâm Khiếu Thiên vào 20 năm trước, Lý Ngọc và Minh Ngọc nhỏ hơn bà 2 tuổi, nhưng, ba nữ nhân này, nếu đi ra ngoài, mọi người trên đường tuyệt đối không thể biết được niên kỷ chân thật của bọn họ. Qua ánh mắt mà nói, bọn họ bất quá là thiếu phụ 28-29, nhưng trình độ mỹ lệ, đúng thật kinh nhân, trong vẻ tuyệt mỹ phát tán sự thành thục của phụ nữ, đó là một loại khí vị mê hoặc con người. Lúc này, trong đại sảnh chỉ A Mật Y và Lý Ngọc, Minh Ngọc ở bên ngoài, nhưng cũng có Âu Dương Đình Đình và có Đủ Tử Ngọc và Hoàng Ngọc, còn có những nam nữ khác khoảng 30-40 người. A Mật Y nhìn thấy Lục Ngọc và Lam Ngọc trở về an toàn, sau đó nhanh chóng hỏi, bọn họ đối với các ngươi không có làm gì chứ? Lục Ngọc nói, hồi Thánh Mẫu, bọn họ không dám làm gì đối với chúng tôi. Thánh Mẫu, là xưng hô cao nhất do Thánh Nữ tôn xưng. A Mật Y hoài nghi nói, đại địa minh sao lại dễ dàng chịu thả bọn ngươi. Lam Ngọc kể lại diễn biến của quá trình. A Mật Y nghe, chỉ cảm thán nói, tuy các ngươi nói người của võ lâm tứ đại thế gia còn nhỏ tuổi, trước ta cũng đã nghe ít nhiều. Tuy nhiên, từ tình hình này cho thấy, bi kịch 20 năm không làm cho bọn họ suy tàn, nhóm mới này rất lớn, rất có nhiều hy vọng. Âu Dương Đình Đình có một ngạc nhiên khác, bọn họ không đi cùng nhau mà. Sao có thể ở cùng nhau? Lục Ngọc không ngại nói, muội cũng không hiểu rõ lắm quan hệ của bọn họ, giống như tứ đại gia và đại địa minh phân thành hai phái, có lẽ họ phân ra hai nơi này để ở đó là nguyên nhân à? Do ta đoán đại đây là ý từ Bắc Lăng Trang mà nói. A Mật Y nói, tứ đại võ lâm thế gia, căn bản sẽ không ở hỗn tạp cùng đại địa minh. Khả năng bọn họ thích chúng ta, Lam Ngọc u oán nói. Cho tới giờ nàng ta không thể quên được Độc Cô Minh vì tư thế anh hùng của hắn làm nàng phát cuồng. Âu Dương Đình Đình nhíu mày nói, Lam Ngọc, loại lời nói như thế này mà muội cũng có thể nói ra à. Tóm lại bọn họ thích các ngươi, cũng chứng minh bọn họ chỉ là một nhóm háo sắc, vì nữ nhân nguyên tắc gì cũng không có. Lý Ngọc nói, ta cũng có được một số tin tức linh tinh, người chân chính làm thủ lĩnh võ lâm tứ đại thế gia đang bị giam trong địa lao là Hoàng Hy Bình. Bọn họ tuy trẻ tuổi nhưng thực lực rất mạnh, có điều thanh danh trong võ lâm thì rất không hay, tương tự có nhiều truyền thuyết tất cả đều nói bọn họ là một quần háo sắc và vô lại. Đúng như vậy, Âu Dương Đình Đình tán đồng cách nói này, bởi vì nàng lập tức nghĩ về dâm tặc Hoàng Hy Bình.
Có lẽ phẩm hạnh của bọn họ thật sự không tốt, nhưng... A Mật Y ngưng thị nhìn Âu Dương Đình Đình nói, Đình Đình, con muốn biết bản thân nữ nhân có một loại tự mê luyến nam nhân không có nguyên tắc, con không phải thấy Lam Ngọc Kỳ lạ à, nếu là một nam nhân thì không cần hỏi nguyên do gì, nữ nhân sẽ lo lắng cho nam nhân mình thích cho đến chết, bằng vào nữ nhân tại trường, tuyệt không có khả năng bắt tội nam nhân này. Âu Dương Đình Đình cúi mặt, ủy khuất nói, sư phụ, con không có kỳ lạ như Lam Ngọc. Tốt lắm, ta không có nói con, ta đã làm cho một người nhận một đại ủy khuất phải không? Âu Dương Đình Đình ngước mặt lên, khuôn mặt đỏ hồng lên thật khả ái, nàng giận dỗi nói, sư phụ, tự người làm Đình Đình con nhận ủy khuất. A Mật Y cười ngọt ngào nói, các ngươi trở về, có người bám theo không? Lục Ngọc nói, không có. A Mật Y nghĩ thầm nói, hắn không thể các ngươi đi dễ dàng như vậy, điều đó không giống tác phong hành sự của hắn. Hắn không thể nào là người quanh minh chính đại như thế, chắc là không phải vậy. Lam Ngọc khẩn trương nói, cũng có thể chúng ta bị người theo dõi phải không? Người truyền tin của chúng ta, thì đã hóa trang, hơn nữa cũng không trực tiếp trở về đây. Thêm nữa, nếu như bọn họ đánh nhau với người là người của tứ đại thế gia không có khả năng gọi người theo dõi hắn. Mặc dù, bọn họ nhất định theo dõi, nhưng... Lục Ngọc nói, chuyện này giải quyết như thế nào? A Mật Y nói, chuyện gì tới thì nó sẽ tới, A Mật Y ta cũng không e sợ gì, hiện tại trong võ lâm có rất nhiều môn phái, cũng mang đến hết, nhiều năm tích oán, nên tẩy sạch hết một lần. Âu Dương Đình Đình ngây thơ nói, sư phụ, con cũng không e sợ. Đình Đình, gọi người thả ba người bọn họ ra, chúng ta phải giữ chữ tín, bọn họ thả các ngươi, chúng ta cũng phải thả ba người này, trong một số chừng mực, ta không muốn thương hại người của võ lâm tứ đại thế gia. Âu Dương Đình Đình liền nói, sư phụ, con tự mình làm. Có lẽ, con tuyệt đối không thả Hoàng Hy Bình, hai thì đổi hai, Hoàng Hy Bình không có người hoán đổi. Hơn nữa, sư phụ, hắn đối với con làm như vậy, chết cũng không xóa hết, con muốn hành hạ hắn từ từ. A Mật Y ngẫm nghĩ, nói con là thánh nữ, con quyết định đi. Sư phụ, người nói như vậy, là không thích Đình Đình. Tốt lắm, con thích như thế nào? Sư phụ đều nghe theo con, được hay không? Vâng, sư phụ, con đi thả người. Lý Ngọc, Minh Ngọc, bọn người đi chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều. A Mật Y đang phân phó, có nói, Lam Ngọc, ngươi theo ta trở lại tầm thất, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Lam Ngọc, ta hỏi ngươi một việc, lúc ngươi cùng Độc Cô Minh giao chiến, vì sao không đánh bại hắn? Võ học của Thái Âm giáo chúng ta, tuy ngươi không có khả năng học hết, nhưng cũng không có khả năng bại về tay hắn. Trở lại tầm thất, A Mật Y trực tiếp nêu vấn đề, bởi vì Lam Ngọc trong lời nói lúc nãy, có nói một câu ta bại bởi huyết trảo của hắn. Lời nói này, làm bà ta liên tưởng đến Lâm Khiếu Thiên. Lam Ngọc hồi tưởng nói, ta vốn chắc chắn chiến thắng, hắn giống như bị ta áp chế. Song do ánh mắt tự nhiên lại biến thành đỏ, sau đó ta cảm giác được khí tức từ trên thân hắn bức xạ phát sát. Nhưng tại lúc đó, song trảo của hắn giống như đột tẩm qua máu, rùng rợn cực kỳ. Ta, sau đó thì bại. A Mật Y trầm ngâm nói, huyết sát trảo. Thánh mẫu, người biết loại võ công đó à? Ừ, biết, đó là võ học đặc biệt nhất của một vị cố nhân của ta. Độc Cô Minh này nhất định là truyền nhân duy nhất của ông ta chắc cũng ở Thiếu Lâm. Nghe Lý Ngọc nói, Độc Cô Minh là một trong thất công tử, xuất từ Thiếu Lâm. Lúc đầu, người cứu hắn. Khó có thể nói là thiên si đại sư. Lam Ngọc, người quay lại cùng Âu Dương Đình Đình nói một tiếng, nói với nàng ta Hoàng Hy Bình cũng phải thả. Lam Ngọc nói, thánh mẫu, thánh nữ vì sao nhất định muốn lưu lại Hoàng Hy Bình? Bởi vì, không tốt rồi, ta phải tự mình đi mới xong, ta e hài tử này lại làm thương hại đến nàng ta, cũng như ông ta đã từng. Lam Ngọc, người cùng với các tỷ muội khác hỗ trợ hộ pháp, thuận tiện đóng cửa luôn. Ba người trong địa lao nhìn thấy Âu Dương Dương Đình Đình tiến lại, tứ cẩu nói, nguyên lai chỉ có một người, ta không biết người này đi đến đâu, ta tại đây tiếp thụ khổ nạn tất cả lại không đến ngó ta, thật sự đáng thương. Hy Bình nói, người không đạt đến một chủng loại si tình, ta nhìn không thoải mái. Tứ cẩu phàn nàn nói, ta bổn lai là một người rất si tình mà. Lan Hoa yêu, thơm. Lam Hoa đang ở Trường Xuân đường đợi sinh. Ngươi không được trước nữ nhân khác nói về Lan Hoa của ngươi, điều đó đối với Lan Hoa là một sự vũ nhục. Hy Bình chỉ nói, ba con quỷ háo sắc các ngươi,
lúc nào cũng nói về nữ nhân, không thể nói gì ngoài nữ nhân, trong lòng các ngươi không có một thứ gì khác sao? Âu Dương Đình Đình chửi. Hy Bình nói, trong lòng nam nhân, luôn có hình bóng nữ nhân, mặt khác muốn được nữ nhân đâu có sao? Âu Dương Đình Đình tuyệt đối không thể tiếp nhận cao luận của Hy Bình, nàng tức giận hét lớn, Hoàng Hy Bình, người muốn ta khóa miệng ngươi à, không ai muốn ngươi xì hơi. Hy Bình lại nghĩ khác, nói, nhưng ta lại thích xì hơi, ta sẽ làm ngươi ngạt thở chết. Hoàng Hy Bình, ngươi đợi đấy. Âu Dương Đình Đình nghiến răng nói, chuyển thân vung trưởng đánh xuống, phân ra hướng đến Triệu Tử Huy và Tứ Cẩu. Không, Âu Dương Đình Đình, không được đả thương bọn họ. Hy Bình kinh hãi hét lớn. Thật sự thấy dây trói của hai người đứt từng đoạn, hai người vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng được tự do. Âu Dương Đình Đình quay mặt đối diện với Hy Bình nói, ta có nói muốn giả thương bọn họ đâu. Ta hiện tại đi đến thả bọn họ, nhưng với ngươi, thì vận mệnh cùng với bọn họ trái ngược. Tứ Cẩu đang vui mừng lộ ra ngoài, liền kinh hãi nói, ngươi nói chỉ thả hai chúng ta thôi sao. Các ngươi cũng chỉ thả có hai người trở về, hoán đổi hai, công bằng. Nhưng chúng ta chỉ bắt được các ngươi hai người thôi. Đó là việc của các ngươi, ai kêu các ngươi không bắt thêm một người nữa. Âu Dương Đình Đình gần như vô lại nói. Tứ Cẩu lẩm bẩm nói, ta phát giác ra thánh nữ ngươi, cùng với mọi người rất giống nhau. Âu Dương Đình Đình hiếu kỳ nói, ai? À, Tứ Cẩu quay lại chỉ vào Hy Bình, nói, thì giống đại vô lại này. Mẹ nó, Tứ Cẩu, người dùng từ hay với kẻ phải chết thế hả? Hy Bình hét lên, thanh âm này giống ca hát của hắn đều rất có lực. Âu Dương Đình Đình không ngại phiền nói, không cần cãi nhau. Hai người các ngươi đi, không có giữ các ngươi đâu. Hy Bình cũng nói, có nghe không hả? Đi đi, không được quấy phá ta và mỹ nữ làm việc với nhau. Mẹ nó, cả hai là bà ngữ chết tiệt không biết điều, không lẽ muốn ta ngăn cản bọn ngươi à? Triệu Tử Huy cảm thán nói, kỳ thật ngươi cũng đã ngăn cản. Tứ Cẩu, chúng ta đi. Nhưng, Tứ Cẩu không muốn đi. Triệu Tử Huy nói, ngươi muốn nói gì ta đều biết cả, nhưng, cũng phải đi. Chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó ngươi có thương, ta có đau, chúng ta đau thương cùng xuất, nhất định sẽ vô địch, thật đó. Như vậy thôi, thanh âm của Tứ Cẩu biến đổi chút mùi vị, phảng phất như hơi ở cổ. Triệu Tử Huy đi ra đầu tiên, Tứ Cẩu nhìn lại chỗ ngồi trên đất, mơ hồ nhìn vào Âu Dương Đình Đình của Hy Bình, ai oán than một tiếng, cũng theo Triệu Tử Huy ra ngoài. Địa lao chỉ còn lại một đội oan gia. Hy Bình nói, ngươi không cần phải đóng cửa lại à. Ta không rảnh. Ta thật sự nghĩ ngươi đang nhàn rỗi. Âu Dương Đình Đình đột nhiên nói, biết ta vì sao không thả ngươi đi không? Bởi vì ngươi muốn cùng ta tiếp hoàn thành việc đó. À, trò du hí dưới sông đó, ha ha, ngươi nhất định muốn tiếp tục tại nhà lao này, đúng không, Âu Dương Đình Đình? Lúc hắn nói lời này, mông đang ngồi dưới đất mạnh mẽ nâng lên, dường như ở cái khố đang hướng thẳng đứng lên. Âu Dương Đình Đình chú ý đến cái khố của hắn sớm đã bành trướng, giống như cái lều. Âu Dương Đình Đình cảm thấy nóng mặt, nóng giận nói, Hoàng Hy Bình, ngươi là dâm tặc đến chết cũng không sửa đổi, ta tuyệt không hào phóng với ngươi nữa. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Có lẽ ngươi nên mở khai cùng kiềm chế tay chân ta, ngươi nhìn xem, ai hướng đến ai cầu đây? Hy Bình mệt mỏi đã lâu, không có khả năng giữ thân hình hắn thái quá như thế. Hắn cảm giác đang trước trận quyết đấu, đối với Âu Dương Đình Đình đề xuất một loại yêu cầu quá bình thường. Âu Dương Đình Đình có một sự thôi thúc muốn cười lên, nhưng nàng cố nhịn, nói, ngươi cảm thấy rằng mỗi người đều ngu ngốc giống như ngươi à? Ta là thiên tài, Âu Dương Đình Đình, con mẹ ngươi một điểm văn hóa cũng không có. Ngươi là thiên tài à? Nực cười, thật nực cười. Loại thiên tài như ngươi, thiếu một điểm nhỏ, đối với thế giới này không có ích. Hy Bình không dân trái lại cười nói, thiên tài dâm tặc phải không? Ngươi không còn gì phản bác nữa phải không? Âu Dương Đình Đình tức đến không có lời để nói lại. Hy Bình ngước lên nhìn nàng, nàng trông rất ngây thơ, Âu Dương Đình Đình mặc một bộ quần áo màu trắng, bộ quần áo này hình như nàng không hề thay đổi, có lẽ nàng sở hữu tất cả nhưng bộ quần áo màu trắng. Trong ánh vàng chói sáng, toàn thân nàng phản xạ một vòng sắc thái màu vàng, thể hiện một loại mong lung mỹ cảm và chất cảm. Thân của nàng rất duyên dáng, ước lượng cao khoảng 1 thước 7, hai chân dài suông thẳng rất đẹp, đường viền váy của nàng đến tận đầu gối, rồi từ đầu gối hạ xuống bàn chân nhỏ thật thu hút người,
Hy Bình thình thình co đầu gối lại thổi ra một hơi, thổi làm cái váy rung động. Ngươi làm cái gì vậy? Hy Bình nói, ta muốn thổi một hơi, làm cái váy của ngươi tốc lên, nhìn cái nơi ẩm uất của ngươi có khô hay không. Âu Dương Đình Đình lạnh lùng nói, khí lực ngươi không đủ, rất đáng thương. Ta cũng có cảm giác đang thương tâm, đáng thương nhất là tại dòng sông, lúc đó ta tựa hồ có thể tiến nhập vào nơi đó của ngươi. Rất tốt, Hoàng Hy Bình, ta bổn lai hành hạ ngươi một lần rồi thả ra, sau khi ngươi nhất định như thế, còn tiếp tục nói đến chuyện đó, ngươi tưởng muốn nói gì thì nói sao, nói chuyện này, đều là về ta chứ gì. Hy Bình vui mừng nói, thật hả? Ta lần này mang kiếm của ta trở lại, trước khi cắt cổ ngươi, ta cho phép ngươi nói đến việc này, nói đi. Ngốc tử! Ta ca hát được không? Ngươi, Âu Đu Ân Đình Đình không chờ kẻ ngốc này, thình lình có một loại đề xuất ca hát này, nàng nói, được, nhưng ta chỉ cho thời gian ca một bài, hát đi. Ta phải nhìn xem ngươi ca thế nào mà dám tự xưng là ca thần. Hy Bình cảm kích tận đáy lòng nói, ngươi đối với ta thật là tốt, nhưng... Tại sao chỉ cho phép ta ca có một bài? Ta thích ca hát rất nhiều bài mà. Ta bây giờ không thích nghe ngươi ca hát. Lúc này ngươi có thể kêu gợi những người của Thái Âm giáo đang làm việc tới đây, ta ca hát miễn phí cho bọn họ nghe. Ta ca hát thật sự rất dễ nghe, rất nghệ thuật, ngươi nghe thì sẽ biết, có lẽ ngươi nghe xong, thì sẽ không thể giết ta, có lẽ hàng ngày đều muốn ta hơn cho ngươi nghe, giống như Tuyết Nhi vậy, ha ha. Hỗn đản, ta cho ngươi thời gian hát hai bài. Người hát thì hát, không hát thì thôi. Đúng vậy nha, Hy Bình ngẫm nghĩ, rồi nói, lúc ta hát hai bài. Hát hai bài này được không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắc hắc, lại gặp ta nơi này, đây là bài đầu tiên, đã lâu không ca hát, tại Hoàng Sơn Thôn có thể hát mỗi ngày. Lại gặp ta nơi này, hát như thế nào? Chưa nghe nói qua, Âu Dương Đình Đình trong lòng thấy kỳ quái, làm gì có bài hát giống như thế này? Hy Bình rất đắc ý. Đó là bài hát do một mình hắn sáng tác, nàng đương nhiên không biết. Nàng nếu biết được, thì sẽ không kêu kỳ lạ. Hắn nói, Âu Dương Đình Đình, nghe đây, ta phải hát rồi. Ha 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 ai ha ha. Lại cùng gặp ta nơi này ai? Hãy tìm đến đây ai? Ta làm ngươi khóc thấy mẹ, làm ngươi kêu ai ra? Làm ngươi nằm lên hạ xuống, tư thế nằm như chó ị đại tiệt ha. Ta làm nát bét cái mông của ngươi thích quá. Làm, ha, làm ra. Ngừng. Bài thúc nhất chưa hát xong, Âu Dương Đình Đình không nhẫn nại được đã xuất thủ, kiếm đã rời khỏi vỏ, trong phòng tối đèn ánh sáng phát ra rất mạnh. Nàng đã bị tiếng hát của mê nhân Hy Bình làm gần như mất đi lý trí. Ta giết dâm tặc ngươi phải 3 lần mới được. Âu Dương Đình Đình đưa Thái Âm Thánh kiếm lên, mũi kiếm phóng ra ánh sáng âm lãnh, nhánh chóng từ trên phóng xuống cần cổ thiên tài ca hát đang hoạt động. Phong thích mọi người. Có một âm thanh uy mãnh hét lên, chúng nhân quay đầu lại nhìn, cuối cùng thì Lạc Đại Minh Chủ cũng trở lại. Sau khi xảy ra cái chết của nhiều người, hầu như tất cả những người của các đại môn phái đều có trong Long Thành, bây giờ toàn bộ đã vào trong. Lạc Thiên nhìn thấy phụ thân hắn, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có phần hoan hỉ, bởi vì hắn đang không có cách khống chế cục diện. Tứ đại võ lâm thế gia hoàn toàn không nói đạo lý, hắn đánh không được, nói chuyện cũng không xong. Hoa Tiểu Ba nhìn Kim Phát Mỹ Nữ kế bên Lạc Hùng Phát ngây dại, lòng nghĩ tuyệt vời, trước đây thấy Bạch Phát Mỹ Nữ chính là Lạc U Nhi, bây giờ Kim Phát cũng là Mỹ Nữ. Tại sao bên cạnh Lạc Hùng cũng có ít nhiều Mỹ Nữ thật là kỳ quái? Lạc Thiên nói, phụ thân, bọn họ là những yêu nữ Thái Âm giáo, vì sao phóng thích bọn họ? Lạc Hùng nói, người của chúng ta còn nằm trong tay bọn họ phải không? Phụ thân! Người của chúng ta nằm trong tay bọn chúng là cái bị thịt của bọn võ lâm tứ đại thế gia. Im miệng Lạc Hùng hét vào mặt Lạc Thiên một tiếng làm hắn không được nói tiếp, sau đứng trước nhi tử của lão, tứ đại võ lâm thế gia là phần của võ lâm, cũng là một phần tử trong liên minh. Người của họ cũng là người của chúng ta, người hãy lui ra sau suy xét lại mình đi. Lạc Thiên dựng đứng song mày, lãnh nhãn sớm đã nhìn Lạc Hùng, lình thình chuyển thân đi ra ngoài. Lạc Hùng nhìn nhi tử của mình bỏ đi. Than một tiếng, rồi nói, các vị, tiểu nhi hành sự không chu đáo, xin được lượng thứ. Từ Phiêu Nhiên nói, minh chủ, kỳ thật không hẳn hoàn toàn do lỗi của thiếu gia. Thiếu gia làm việc rất tốt. Lạc Hùng nét mặt thanh thản nhiều, đang định phát thoại, Triệu Tử Hào đột nhiên nói, trong thời điểm này, mọi người đều nhìn nhận là một phần tử trong liên minh.
Sở dĩ, chúng tôi không phục tùng Lạc Minh Chủ vì một số chuyện đã an bài. Chúng tôi cũng vì quyền lợi của mình, tụ chung cũng vì nguyên do này. Nếu như chúng tôi không phải là người nằm trong tay Thái Âm Giáo, Lạc Thiên hắn làm gì đối với hai thiếu nữ này, chúng tôi không cần can thiệp. Nhưng các huynh đệ của chúng tôi bị bọn họ bắt giữ, hắn vẫn cố chấp bất kể sinh mạng của huynh đệ chúng tôi. Chúng tôi không suy xét tới đạo nghĩa, hy vọng vì điểm này ngài có thể bỏ qua. Tại sao bọn họ bị bắt giữ? Do bọn họ háo sắc, nhưng không phải chuyện đó, đuổi theo phía sau mọi người, chỉ sau đó mới bị Thái Âm Giáo bắt. Tại sao chúng ta có ba người vô dụng đó, bỏ mất cơ hội tốt để truy sát Thái Âm Giáo? Ngươi nói rõ lý do cho ta. Lạc Thổ châm chọc nói. Lạc Hùng hét lên, Lạc Thổ, không cần ngươi nói. Hoàng Đại Hải lạnh nhạt nhìn Lạc Thổ nói, người muốn biết lý do. Lạc Thổ nhìn Lạc Hùng, muốn nói nhưng do dự. Nói chung lý do là, đại ca của ta đến bọn ngươi đã ở đây, bắt đầu du ngoạn, có không được. Nhưng ngươi thì không phục, do bọn ta đến sau, nên tìm bọn ta lý luận. Bất quá, ta tưởng, quyền đầu của ngươi tuyệt đối không bằng đại ca ta. Nói cho ngươi nhớ, đại ca ta là nhất bối tử, sự thật mà đánh giá việc này, anh ta chưa chân tránh bại qua. Chỉ vì ngươi nói háo sắc. Đó là cuộc sống riêng của anh ta, sao ngươi lại nhiều chuyện? Hoàng Đại Hải có thể nói những lời này, thì không được như chúng nhân mong chờ. Hoa Tiểu Ba lập tức hét lên, a hát, Đại Hải, thật tuyệt vời. Đó là cuộc sống riêng tư của chúng ta, là việc bình thường trong võ lâm. Dung thứ, ba, ra, hắn thình lình vỗ tay. Sắc mặt Lạc Hùng liền biến động. Những người khác trong quần hào võ lâm phẫn nộ đến mức không nói nên lời. Nói đến Hoàng Hy Bình vừa vô lại vừa vô sỉ thì đã bỏ đi, bây giờ đột nhiên bỏ đi ngày càng nhiều. Nhìn giống võ lâm tứ đại thế gia thật sự bỏ võ lâm chánh đạo. Từ Phiêu Nhiên nói, Đại Hải, cáo từ. Lạc Hùng trấn tĩnh thần sắc, miễn cưỡng nói, trước khi bọn họ quay lại, ta phải đợi ba gia tộc của bọn họ thì mới lập kế hoạch trở lại. Mọi người đến đưa tiệc ở Bắc Lăng Trang rồi bàn sách lược lần nữa. Ta tới đó trước đây. Lạc Hùng quả nhiên chuyển thân bỏ đi, không quan tâm đến sự việc ở đây. Mọi người cũng bỏ đi theo lão, chỉ có võ lâm tứ đại thế giá đi theo Thái Âm Giáo lưỡng nữ. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba thân mật với lưỡng nữ nhìn mọi người đầy thâm ý, phi thân bỏ đi. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hoàng Đại Hải nhìn Từ Phiêu Nhiên, nói, Từ Thúc, Thúc hận đại ca của Tiểu Điệt chỉ vì Thúc không có năng lực giết Thi Trúc Sinh. Nhưng Thúc cũng nên nghĩ, nếu như đại ca không tự cường xuất đầu, thì trận chiến đó chúng ta đã bại. Thúc hãy tưởng tượng chúng ta bại thì hậu quả sẽ như thế nào. Đó, Từ Phiêu Nhiên trầm ngâm. Hoàng Đại Hải cảm thán nói, Từ Thúc, Tiểu Diệt ly khai gia đình nhiều năm, thật sự sau đó mới gặp đại ca. Nhưng Tiểu Diệt cũng có thể hiểu, Thúc nói đại ca Tiểu Điệt là người như thế. Từ nhỏ anh ấy đã thích đánh nhau hỗn tạp, chưa bao giờ làm điều không đúng đắn, điều đó là sự thật. Nhưng, khi anh ấy đánh nhau, chưa bao giờ có mục đích đánh chết người, hàng ngàn trận đánh của anh ấy, tất cả đều thắng, tất cả thủ đoạn đều dùng, thật sự trong khoảng thời gian đó chưa bao giờ làm bị thương đứa bé nào cùng anh ấy đánh nhau. Ngừng một lúc rồi tiếp tục, anh ấy rất hỗn tạp, tuy nhiên, anh ấy có thể nhận biết được Thúc chú ý đến mình. Là do anh ấy lo lắng đến những người bị thương hại. Anh ấy rất chân thật, đúng là, rất chân thật khi anh ấy bảo vệ tình yêu. Tuy anh ấy hàng ngàn lần đánh nhau, nhưng không cho phép Tiểu Diệt đánh nhau. Đó là lý do của anh ấy cho mình là thiên tài đánh nhau, được sinh ra chỉ để đánh nhau, còn Tiểu Diệt là quái hài tử, không thể đánh nhau. Kỳ thật, Tiểu Diệt biết anh ấy sợ Tiểu Diệt bị tổn thương, sở dĩ không hứa cho Tiểu Diệt tìm người đánh nhau. Thúc nghĩ cùng địa ngục môn đánh nhau, chúng ta nếu không tiếp tục đánh, thì bao nhiêu người bị chết, hơn nữa cuối cùng thì ai bại. Tiểu Diệt có thể nói. Không có đại ca Tiểu Diệt, thì chúng ta thất bại không nghi. Nhưng Thúc biết vì sao đại ca Tiểu Diệt cùng Thi Trúc Sinh độc chiến. Thứ nhất nếu quần chiến, chúng ta không ai có thể nói là chiếm ưu thế. Thứ hai, điều rất quan trọng, anh ấy không muốn nhìn cảnh nhiều người thảm tử. Thứ ba, anh ấy luôn nghĩ anh ấy không bao giờ bại. Khi anh ấy nhận ra sự thật, thậm chí chỉ sợ vào lúc tối hậu nhất, anh ấy cũng chắc chắn tin tưởng, nhất định thắng. Anh ấy rất thích cái cảm giác chiến thắng. Nhưng không thích mùi vị người chết. Thúc làm như đại ca của Tiểu Diệt là kẻ vô tri. Anh ấy hiểu rất nhiều, hồi nhỏ rất thông minh, nhất bổn y thư, cái gì anh ấy nắm chặt trong tay hoàn toàn không có một ai có thể mang đi.
Nhưng vì sao lại giống như thằng ngốc hoặc một kẻ có hành động vô lại và vô sỉ? Tiểu Điệt nghĩ anh ấy có lý do của mình, có thể anh ấy rất thích bộ dạng này của mình. Bình thường anh ấy hay cười hi hi, đông kéo tây xô, giống như người rất đáng ghét. Nhưng, từ thúc, Tiểu Diệt lại thích bộ dạng đó của đại ca, bởi vì trong thời gian đó có thể gọi anh ấy là người vô lo. Anh ấy là kẻ vô lại cũng tốt, sắc lang cũng được, nhưng luôn có lương tâm. Nếu như anh ấy rời khỏi đây, thì sự chân thật của anh ấy bị ngăn chặn, thì sự lãnh khốc của anh ấy không thể nào tưởng được. Từ thúc, thúc không nhìn thấy trận chiến giữa đại ca Tiểu Diệt và người Đông Dương, nhưng thúc dù không nhớ lần trên lang đạo rất nhiều thi thể dã lang phải không? Đó là vài trăm dã lang, tất cả bị đại ca Tiểu Diệt dùng hai bàn tay không xé thành từng miếng, giống bộ dạng anh ấy xé xác người Đông Dương. Vì vậy, Tiểu Điệt hy vọng thúc đừng khó chịu đối với đại ca Tiểu Diệt, đừng bức anh ấy phát điên. Lúc trước những chuyện anh ấy làm, bởi vì bắt buộc phải làm, nhưng không vì anh ấy háo sắc mà vui thích thê tử và muội muội của Thi Trúc Sinh. Kỳ thực cái chết của Từ huynh, với đại ca Tiểu Diệt không có một chút quan hệ. Nhưng đại ca Tiểu Diệt gián tiếp báo cừu cho huynh ấy, cũng cứu nguy tính mạng cho nhiều người. Tiểu Diệt nghĩ địa ngục môn không ai hận anh ấy cả, mọi người ở Thiên Phong Bảo cũng không hận anh ấy. Bởi vì chính anh ấy, mà mọi người không cần liều mạng. Chỉ cần điểm đó, Thi Trúc Sinh trước thời điểm sinh tử không hận đại ca Tiểu Diệt, mặt khác hắn còn đem thê tử và muội muội phó thác cho đại ca Tiểu Diệt. Hắn rất tin nhiệm đại ca Tiểu Diệt, là vì chuyện gì? Thật khó nói vì đại ca Tiểu Diệt mới nhìn đã bị thu hút bởi muội muội của hắn nên có tư tưởng độc chiếm. Thúc đã lầm lẫn, đó là Thi Trúc Sinh chắc chắn đại ca Tiểu Diệt kỳ thực là một người lương thiện. Đại ca Tiểu Diệt vì sự kiện trên, đã mang tai tiếng không tốt. Cái chết của Thi Trúc Sinh, làm cho Thi Nhu Vân hận anh ấy, nhưng Thúc không giết được Thi Nhu Vân, hơn nữa còn hận đại ca Tiểu Diệt. Anh ấy đã làm gì chứ? Làm sao cả hai người hận anh ấy, bởi vì huynh ấy háo sắc. Tiểu Diệt nói với Thúc, Thi Nhu Vân hiện giờ đã minh bạch, đại ca Tiểu Diệt tuân thủ lời di ngôn của Thi Trúc Sinh, tiếp tục bảo hộ nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn hận đại ca Tiểu Diệt, muốn giết đại ca Tiểu Diệt. Ba bốn lần lưu ợt cầm đao đâm đại ca Tiểu Diệt, hên là đại ca Tiểu Diệt ra giày để nàng ta mang vào phòng đâm. Anh ấy vẫn nhân nại chịu đựng nàng ta. Vào lần thứ nhất, nàng ta đã đâm chủy thủ vào tim của đại ca Tiểu Diệt. Đại ca Tiểu Diệt cũng không trách nàng ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thi Nhu Vân nghe đến đây, đột nhiên hét lên. Vư Túy đi đến, thân hình mềm yểu của nàng ta rung lên nhẹ nhẹ, an ủi nói, Nhu Vân. Không được nghĩ quá nhiều, ôi! Hoàng Đại Hải tiếp tục nói, thúc nhân vì đại ca Tiểu Diệt không giết bọn họ, nên hận đại ca Tiểu Diệt. Nàng ta nhân vì đại ca Tiểu Diệt đánh bại và làm Thi Trúc Sinh tự sát nên ghi hận trong lòng. Nhưng thúc cũng phải nghĩ, Từ huynh bị giết bởi tay ai? Khó mà nói bị giết bởi một tiểu nữ hài mềm yếu mới 16-17 tuổi. Đại ca Tiểu Diệt bảo hộ nàng ta, điều đó không sai. Nàng ta muốn giết đại ca Tiểu Diệt. Cũng có thể hiểu nguyên do. Nhưng thúc thì, thúc vì chuyện gì hận đại ca Tiểu Diệt? Có đại ca Tiểu Diệt, địa ngục môn mới giải tán, Thi Trúc Sinh mới tự sát, chúng ta mới có thể sống rời khỏi địa ngục môn. Căn bản mà nói, đại ca Tiểu Diệt có lỗi với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, anh ấy có lỗi là ví có hai nữ nhân này Hoàng Đại Hải chỉ thân hình dung dẩy của Vưu Túy và Thi Nhu Vân, lại nói, sở dĩ đại ca Tiểu Diệt phải bảo hộ bọn họ, vì lòng tin của anh ấy. Tiểu Diệt hy vọng thúc có thể hiểu, Từ huynh bị giết là do Thi Trúc Sinh tịnh không có gì liên quan đến tiểu nữ hài. Nếu như thúc nghĩ cái chết của nhi tử rất đau lòng, sao thúc không đặt mình vào địa vị nàng ta mà tưởng tượng. Nàng ta không còn phụ mẫu, chỉ có một đại ca bị bức bách đến phải tự sát. Nàng ta biến thành có nhà không thể về, không thể theo ai. Vì vậy, thúc nghĩ đại ca Tiểu Diệt bảo hộ nàng ta, là sai phải không? Từ thúc. Nếu thời gian quay trở lại thúc hạ thủ Thi Nhu Vân, Tiểu Diệt cảm thấy rất cao hứng. Chỉ vì thúc hận đại ca Tiểu Diệt, không tiếp nhận đại ca Tiểu Diệt không thể nói làm gì. Tiểu Diệt hy vọng thúc có thể vì Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia mà suy nghĩ. Chúng ta có cảm giác, Lạc Hùng không phải người lương thiện, hy vọng thúc không bị lão mê hoặc. Nếu như thúc muốn minh bạch, làm thế nào những người đi theo Lạc Hùng, đó là sự việc của bọn họ. Mọi người trong Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Luôn luôn đối xử bình đẳng với Đại Địa Minh, thậm chí thanh danh còn vượt trội hơn Đại Địa Minh, thúc không mất thanh danh đâu. Mọi người không nghĩ đặt Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia cản trở Đại Địa Minh, nhưng vì sao nhất định muốn thúc rời Đại Địa Minh là nguyên nhân chủ yếu.
Nếu thúc nghĩ là sẽ mất mặt trước mọi người, thúc có thể trở về Thiên Phong Bảo, thực sự không thể chạy theo Mông Lạc Hùng. Mỗi người trẻ tuổi đều có một điểm cốt khí, từ thúc đem thanh uy của tổ tông cực khổ gây dựng ném bỏ lại phía sau à. Cái chết của Từ huynh thúc cảm thấy đau thương, nhưng huynh ấy chết như một anh hùng. Tiểu Diệt nghĩ, Từ huynh còn tại thế, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy bộ dạng thúc hiện nay. Đó là cá tính của huynh ấy, không có chuyện võ lâm tứ đại thế gia đứng dưới đại địa minh. Lại nói, Từ huynh dưới suối vàng có biết, tuyệt đối không hận đại ca Tiểu Diệt. Tiểu Diệt nói đã nhiều, thúc nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng Tiểu Diệt hy vọng thúc không đối với Thi Nhu Vân mà hạ thủ. Muốn hận đại ca Tiểu Diệt cũng được, nhưng không bức anh ấy xuất thủ đối với thúc. Chuyện này mọi người khó làm được. Từ Phiêu Nhiên trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói, ta chỉ muốn hỏi cho minh bạch sự việc, hiện tại trong võ lâm tứ đại thế gia ai chân chính là lệnh chủ. Hoàng Đại Hải nói, việc này, Tiểu Diệt cũng muốn hỏi thúc một việc. Nếu lúc đó đại ca Tiểu Diệt không vì cứu Tiểu Nguyệt Nhi bị lạc tại lang đạo, thúc nói thử ai là người chiến thắng cuối cùng. Từ Phiêu Nhiên cảm thán nói, có thể Hiền Diệt nói không sai. Ôi, ta đã già rồi. Đại ca Tịnh không vô dụng như nghĩ mọi người, giống như anh ấy nói, anh ấy không thể nào bị bại được. Từ Phiêu Nhiên nói, hắn sẽ trở về. Thúc đã nói với hắn, hắn phải đến trước mộ Thanh Vân thắp một nén hương, kính một chén rượu. Hắn ta tạm thời không quay lại âm thanh của Tứ Cẩu từ bên ngoài truyền lại. Mọi người chán nản nhìn Tứ Cẩu và Triệu Tử Huy, nhưng không thấy Hy Bình, tất cả kinh hãi trong lòng. Hy Bình đâu? Nhiều người cùng hỏi. Tứ Cẩu khóc nói, hắn ta cứu chúng tôi, cũng bị bắt cùng chúng tôi. Sau đó lại thả chúng tôi, nữ nhân đo thả chết chứ không thả hắn ta, bởi vì... Vì chuyện gì? Triệu Tử Huy đáp, vì nữ nhân này hận hắn ta. Vì chuyện gì mà nhiều người hận anh ấy thế? Triệu Tử Huy nói, đó là, khụ, năng lực bồi tiếp của ta không đủ mạnh. Tứ Cẩu, người có một đoạn thời gian diễn thuyết, người nói đi. Lạc Hùng đi vào phòng ngủ của Lạc Thiên, nói, người làm phụ thân tốn rất nhiều khí lực. Không có, Lạc Thiên buột miệng nói. Lạc Hùng có thâm ý khác, nói, nhi tử, làm việc không thể bốc đồng, nhất thiết phải nhìn tình hình. Ta phóng thích hai thiếu nữ. Tự nhiên ta có đạo lý. Một là làm cho võ lâm tứ đại thế gia phẫn nộ, phải biết, hiện tại chúng ta và bọn họ bất hòa chỉ gây thêm phiền phức. Chúng ta không e ngại bọn họ, nhưng phụ thân cũng biết nhiều người trong võ lâm chánh đạo trông vào bọn họ. Sau này điều quan trọng nhất là tìm kế hoạch tiêu diệt Thái Âm giáo. Thứ hai là phải để hai thiểu nữ trở về, chúng ta có thể tìm ra dấu vết. Như thế này có thể tìm ra sào huyệt của Thái Âm giáo, tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề sớm muộn. Lạc Thiên suy nghĩ, nói, phụ thân, con sai rồi. Nhi tử, muốn xưng bá võ lâm, không quyết định bằng vũ lực, mà quyết định ở đây. Lạc Hùng chỉ vào đầu mình, tiếp tục nói, nhiều sự việc, ta không có thời gian có thể nói hết. Hiện tại phụ thân của con có thể đạt được địa vị này, hiện nay đại địa minh trở thành môn phái uy tín nhất trong võ lâm, quyết định không phải vì võ công. Cũng có nhiều sự việc, chỉ cần đạt được mục đích, có thể bất chấp thủ đoạn, hy vọng con minh bạch. Lạc Thiên nói, tuy không biết trước đây phụ thân làm gì, nhưng con có thể hiểu. Bất luận phụ thân đã làm gì, con cũng không thể trách. Là nhi tử của phụ thân, không cần hiểu phụ thân là loại người nào. Nếu không có phụ thân, thì không có một đại địa minh như bây giờ, không có một phụ thân là minh chủ. Hắn tiếp tục nói, con là hài tử của phụ thân, máu huyết đang chảy trong người con là máu huyết của phụ thân, cuối cùng gì, chúng ta cùng là một loại người. Lạc Hùng cảm thán nói, đáng tiếc là công lực con không đủ. Lạc Thiên nói, phụ thân, giờ con đã thành thục. Hiện tại võ lâm chánh đạo đang đứng về phía chúng ta. Võ lâm tứ đại thế gia nếu vẫn tiếp tục chống đối chúng ta. Chỉ cần đi vào tà đạo, phụ thân chỉ cần đứng lên hô hào võ lâm chánh đạo hợp cùng chúng ta tiêu diệt bọn họ. Như thế này, trong võ lâm không còn phái nào dám chống đối chúng ta. Thiếu Lâm và Minh Nguyệt Phong đâu? Nhi tử. Từ xưa Thiếu Lâm thật sự không thích quản mọi chuyện trong võ lâm. Còn Minh Nguyệt Phong toàn là nữ, uy vọng tuy cao, nhưng nhân số ít, tất cả đều là người không thích tranh đoạt, những nữ nhân này, con không cần sợ bọn họ. Bọn họ cũng không cần sợ con, chỉ cần phụ thân vì chánh đạo võ lâm yêu cầu. Nói một câu hôi thối, mỹ nữ cũng không thể khinh thường hôi thối, con không hiểu đâu. Lạc Hùng đột nhiên hài hước, làm Lạc Thiên thoải mái nhiều, nói, phụ thân nói, mỹ nữ hôi thối. Thật sự là bất nhã.
Ha, ha. Phụ thân, Hoàng Hy Bình đó thật làm cho con không thể nhẫn nại được. Hơn nữa, trong một số trường hợp, hắn đối với con có một loại uy hiếp. Hắn bình thường giống như đồ vô dụng, Lạc Thổ chỉ trong một chiêu đã bị bại dưới tay hắn. Không thể chính diện đối đầu, con sẽ ám toán kết thúc sinh mạng hắn. Lạc Hùng nói, chuyện này không cần lo lắng, phụ thân muốn đích thân phụ thân lên kế hoạch đánh. Phải biết, hắn là người ta có thể sử dụng, thật sự là một nhân tài hiếm có. Lối sống vô tư đó chứng minh hắn không có ý tranh đoạt võ lâm, nhưng thật sự không thể tưởng tượng được năng lực của hắn. Phụ thân của con không phải là người thường, không nhìn bề ngoài mục nát của hắn, mà tiêu tan năng lực chiến đấu đâu. Câu của con đâm hắn một kiếm, có thể chứng minh hắn gần như là kim cương chi thân. Chuyên môn tu luyện kim cương chân thân như là Lạc Kim hoặc Hứa Đô cũng không có khả năng kháng cự lại kiếm của cô con. Nhưng kiếm đó, thật sự không thể xuyên qua da thịt hắn, rõ ràng tu vi của hắn cao siêu đến nổi quá sức tưởng tượng của thường nhân. Lạc Thiên nói, lúc trước con từng nghĩ, hắn ngoài lôi kiếp thần đao, mọi thứ khác hắn đều không biết. Nhi tử, con hiện giờ vẫn nghĩ về lôi kiếp thần đao. Phụ thân, tất cả võ học các phái con đều học hết. Chỉ có lôi kiếp thần đao là không biết tí gì, đáng tiếc đại ni thất bại, nàng ta đột nhiên ngu dai câu dẫn tứ cẩu là một kẻ đồi bại. Lạc Hùng nói, đừng quá chú ý đến việc đó. Hiện tại võ học của con không thể hạn lượng, đại địa minh, thái âm giáo, tiên duyên cốc, tất cả có thể cùng lôi kiếp thần đao tề danh, thậm chí trội hơn lôi kiếp thần đao về võ học. Con nghĩ xem, lúc đầu thập đại cao thủ, lôi liệt không được người đề cập đến, hơn nữa. Ta tin năng lực con hiện nay không thể thấp hơn thập đại cao thủ. Trong lòng Lạc Thiên rất vui sướng, nói, đa tạ phụ thân tán dương. Lạc Hùng mỉm cười nói, nhi tử, con là niềm kiêu hãnh của phụ thân. Ta cùng con thương lượng một việc. Phụ thân nói đi, quyền đại ca của con muốn chơi nguyên chân. Nữ nhân nào hắn cũng đã chơi, chỉ có nguyên chân một nữ nhân tráng kiện là chưa chơi. Con có thể an bày được không? Lạc Thiên tuyệt đối từ chối. Nói, nguyên chân không thể được. Nói cái gì, có phải con mê đắm nàng ta? Nhi tử, nữ nhân con có rất nhiều, không thể làm tổn hại công việc vì nữ nhân, phụ thân cảnh cáo con. Lạc Thiên nói, phụ thân, hãy yên tâm, con không bao giờ quan tâm nàng ta như là nữ nhân của con. Lãng vô tâm xem nữ nhân như đồ chơi, con chỉ xem nữ nhân như một món hàng. Quyền đại ca muốn cùng nguyên chân trên giường, điều này chính xác không được. Con nói thử coi, tại sao không được? Lạc Thiên cảm thán nói, sau nàng ấy rồi đến Thủy Khiết Thu, con đụng phải những nữ nhân kỳ quái. Nàng ta và Nguyên Nghiên, Nguyên Linh tu luyện võ học của môn tộc của nàng ta, gọi là tự nhiên tỏa âm chân kinh, nói là, dã mã tộc của nàng ta rất cởi mở, nữ nhân nắm quyền, có thể giao hoan với nhiều nam nhân. Đó là nhận thức của tổ tiên, đối với nữ nhân trừng phạt nặng nhất là làm cho nữ nhân không thể giao hoan. Bọn họ là những nữ nhân theo huấn thị bộ tộc không thể giao hoan với nam nhân. Vì vậy giao hoan với nam nhân là trừng phạt lớn nhất, nên nàng ta tu luyện tự nhiên tỏa âm chân kinh, vì đó là một hạng công pháp, khả dĩ nữ nhân có kinh nghiệm nhiều nam nhân có thể có hiệu quả, âm môn đó tự nhiên khóa lại, chỉ cho phép nam nhân của mình tiến nhập. Nhưng dã mã tộc huyết tẩy tất cả mọi người đó. Hơn nữa, những nữ nhân đó không thể cùng nam nhân sinh con. Nguyên Trân thật sự thuở nhỏ đã không thích phong tục dã mã tộc vì thế tự động tu luyện công pháp đó. Nguyên Nghiên và Nguyên Linh khả năng vì không thích giao hoan nên cũng tu luyện. Hơn nữa, trừ khi là khai thác giả sống lại, không có người nào khác có thể tiến nhập vào chỗ đó của bọn họ. Chỉ khi chỗ đó của bọn họ cảm nhận là khai thác giả thì ấm lên, sau đó tự động mềm đi, ẩm ướt, từ đó khai mở. Nhưng vào thời khắc này, hiệp đạo cái ấy phải lách qua khung cửa hẹp, cũng không thể mở rộng. Con một lần cố hết sức tiến nhập, quả thật con không có cách nào tiến nhập, căn bản không có khả năng tiến nhập bọn họ. Phụ thân tưởng, quyền đại ca có khả năng hả? Bọn họ sở dĩ theo con, không có nghĩa là con và bọn họ có quan hệ xác thịt. Nhưng Nguyên Trân chỉ muốn theo con, mới tìm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nàng ta có khả năng rất yêu thích Hy Bình, tuy nhiên, Hoàng Hy Bình không thể cho nàng ta thỏa mãn, không thể cho nàng ta tình yêu, cũng không thể cho nàng ta nhục dục. Và không thể cho nàng ta nhiều thứ khác. Trong cuộc sống của nàng ta, không có duyên với nam nhân, giống như Thủy Khiết Thu cùng một dạng. Hơn nữa, nàng ta nghĩ cuộc sống của nàng ta sẽ có thành tựu, nhưng con biết thứ nàng ta cần, con có Hùng Tâm, Hoàng Hy Bình thì không. Do e ngại nàng ta quá yêu Hoàng Hy Bình, cuối cùng nàng chọn con.
chỉ vì con có khả năng thỏa mãn nàng ta. Đó là kỳ vọng mãnh liệt của nữ nhân của dã mã tộc. Nàng ta muốn tại võ lâm trung nguyên kiến lập hình tượng nữ nhân của dã mã tộc. Có điều nàng ta sai lầm, võ lâm trung nguyên không có nữ nhân, chỉ có nam nhân. Cũng giống nhiều nữ nhân khác, nàng ta chỉ là món hàng. Lạc Hùng minh bạch nói, con đã giữ được nàng ta là một món hàng rất giá trị. Bất luận võ công tu vi của nàng ta là gì, phía sau cô ta là thế lực rất cường đại. Nhi tử, cả ba nàng ấy chúng ta đều không được, có thể đem ba người kia bồi tiếp quyền đại ca thưởng ngoạn. Phụ thân nói bọn họ sẽ hoan hỉ không thể tưởng, chơi bọn họ một thời gian như chơi hà mã, ha. Ha. Lạc Thiên cảm thán nói, con sẽ cố gắng. Bọn họ thật sự rất thích làm việc này. Kỳ thực nếu quyền đại ca chơi những nàng mỹ nữ, bên con cũng có một vài nữ nhân, hà tất phải muốn nguyên chân. Phụ thân cũng không hiểu, hắn cũng có rất nhiều nữ nhân, nhiều đến nổi con có thể tưởng tượng. Nữ nhân của hắn làm gì không thưởng ngoạn, chỉ muốn thưởng ngoạn nguyên chân là một loại đặc biệt. Nếu muốn tìm nữ nhân khác, thì tất phải là tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa phải là xử nữ. Hay quá, con bảo Nguyên Hà ba người bọn họ, nếu ba người bọn họ không đồng ý, con còn một biện pháp. Chốt tiên con và bọn họ, thế nào bọn họ cũng đồng ý, phương diện này con không cần cưỡng cầu nữ nhân. Huống chi, bọn họ chưa bao giờ ngủ cùng con, vì vậy, làm sao biết được sự thay đổi. Con nghe Nguyên Đan nói, nhân vì Nguyên Chân biết Hoàng Hy Bình không chết, nhưng tình cảm đối với Hoàng Hy Bình rất lo lắng, không cho phép bọn họ làm loạn. Kỳ thật trong lòng bọn họ luôn hoài niệm khai thác giả, chắc chắn có tình cảm với thằng ngốc lộn xộn Hoàng Hy Bình. Nhưng không giống như tình cảm đối với con, chỉ có ở trên giường. Ôi, nữ nhân cười rất nhiều, ai cùng bọn họ thưởng ngoạn tình cảm. Lạc Hùng nói, hy vọng như thế, nam nhân chính xác không thể lo nghĩ quá nhiều về nữ nhân. Thiên Nhi, chúng ta nên đi rồi, cần truy tìm Thái Âm giáo lưỡng nữ là tứ đại hộ pháp trở về. Chúng ta lương lượng rất tốt để diệt Thái Âm giáo. Phụ thân lo lắng rất nhiều về chúng ta. Mọi chuyện phụ thân đều không e ngại bọn họ đối với con không tốt. Con phải làm bọn họ im miệng mãi mãi. Lạc Thiên nói, phụ thân, tứ đại hộ pháp cũng mang theo. Không có con cùng Dương Y, Phỉ Sa bọn họ. Bọn họ trước mặt phàn nàn, nói cho phụ thân đã một năm không va chạm với họ. Lạc Thiên nói tốt, hôm nay tiêu diệt Thái Âm giáo, con và bọn họ tụ lại, thỏa mãn cho hai oán phụ. Thật là nhi tử tốt, chúng ta đi. Ngưng động thần sắc tứ cầu thu hút bọn họ vào chủ đề cần nói, đem lại cảm giác cho thính giả thật sự đang ở cảnh đó, đồng thời nghĩ, bang chủ cái bang quả nhiên đúng. Hàng ngàn lần đối với khất cái diễn giảng về thức ăn thất quá đúng, quả nhiên đối với người khẩu tài giúp ích rất nhiều. Mọi người đang nghe, biết Hy Bình nguy hiểm gần chết, thật là lo lắng. Triệu Tử Hào nói với Từ Phiên Nhiên, Từ Thúc, Thúc đã nghe, Hy Bình là người như thế nào? Nếu như bọn họ hai người đổi thành Từ Huynh, Tiểu Diệt nghĩ Hy Bình cũng vì cứu Huynh ấy mà cam nguyện bị bắt giữ. Đừng thấy Bình thời anh ấy là người bất lịch sự, thật sự anh ấy nhiều lần bảo vệ chúng ta. Điều đó chứng minh Lạc Thổ không biết gì về Hy Bình. Trái lại, anh ấy dùng phương pháp của anh ấy chế trụ đối phương, chỉ vì muội phu của Tiểu Diệt và đệ của Tiểu Diệt. Đại ca, đệ không có trách nhiệm, tất cả đều do tứ cẩu gây họa. Nếu không phải hắn, đệ cũng không bị bắt. Triệu Tử Huy cứu vãn thể diện nói. Triệu Tử Thanh lập tức hét vào tai tứ cẩu, chửi, chàng ngoại trừ dùng thương, thì không làm được gì khác à. Tứ cẩu ủy khuất nói, Thanh Thanh. Nàng đã biết, ta chỉ dùng thương là lợi hại, nàng không nói cũng thích kia mà. Triệu Tử Thanh biết lời nói này chỉ việc gì, mặt đỏ hồng, tức giận nói, chàng, ô hay. Từ Phiêu Nhiên cảm thán nói, có lẽ thật sự không hận hắn. Không hay, muội phải đi cứu Hy Bình. Vưu Túy đột nhiên nói. Dã Mân Côi cũng lên tiếng phụ họa, Túy tỷ, chúng ta đi. Nữ nhân ưa nhìn đó không thể lăng nhăng vời Hy Bình. Từ khi tứ cẩu kể lại. Có thể thấy được, Thái Âm thánh nữ này tuy thân phận cao quý, thực sự là một loại vô lại. Hoàng Đại Hải nói, hoàn toàn không đúng. Đại Hải, Vưu Túy nghi hoặc nói. Chúng nhân không hiểu nhìn hắn, hắn nói với Vưu Túy, đệ tin mị lực đối với nữ nhân của đại ca đệ. Bọn họ hai người đã trở về an toàn, đại ca đệ tự nhiên cũng có thể trở về. Một nữ nhân, vô luân vô lại thế nào, nói chung là đấu không lại đại ca đệ, thí dụ tốt nhất là chính tỷ. Vưu Túy mặt thoáng hồng, nhớ lại chính mình lúc đầu muốn giết Hy Bình mà không thể, hiển nhiên bây giờ.
Mọi người hãy trở về Bắc Lăng Trang, xem bọn họ có chuyện hôi thối gì. Tốt, nhìn bọn họ có xú khí gì muốn phóng. Độc Cô Minh không cần cân nhắc nói. Độc Cô Thi nhất thời không nhớ đại ca nàng biên đổi phong cách ngôn ngữ lúc nào, lớn giọng nói ca, ca nói chuyện thật thúi. Ha, ha, Đình Đình, dừng tay. Một tiếng hét thanh tao, làm Âu Dương Đình Đình dừng kiếm lại ngay trên cổ Hy Bình. Nàng đưa mặt nhìn sư phụ của mình, A Mật Y. Lúc hoàng hôn tỏa sáng, A Mật Y run rẩy tiến vào, dừng lại tại hiện trường, nhãn thần ngưng động trên mặt Hy Bình. Gương mặt này, bà đã thương nhớ 20 năm, thời khắc ánh sáng chiếu rọi, bà nghĩ Hy Bình là Lâm Khiếu Thiên thời trẻ. Hy Bình cũng nhìn chăm chú vào bà ta, y phục của bà ta toàn một màu vàng. Lúc hoàng hôn buông xuống, bà ta giống nàng tiên mỹ lệ với sắc vàng mông lung mơ hồ, phảng phất một loại thánh quang bao bọc bà ta, làm nét mỹ lệ tăng lên rất nhiều. Không còn nghi ngờ Âu Dương Đình Đình quả là tuyệt sắc, nhưng bà ta mới thực sự chiếm vị trí vô địch. Hy Bình nhìn bà ta rất lâu, trong thời gian này, sư phụ của nàng tiến lại với tâm trạng thay đổi. Gương mặt của A Mật Y với Âu Dương Đình Đình không giống nhau. Mặt bà ta nhỏ dài, cằm nhô ra rất đẹp, cảm giác là một người tao nhã, tuy nhiên, đôi chân mày mỏng manh bay lượn, làm cho người ta cảm thấy kiên nghị và sát khí. Có thể tưởng tượng, bà ta tuy xinh đẹp nhưng lại là một loại tàn bạo, hơn nữa song nhắn rất sắc bén, minh chứng sự nhẫn nại hơn hẳn trí tuệ của bà ta. Bà là A Mật Y, Hy Bình hỏi trước. Ừ, A Mật Y phát lên một tiếng nhỏ, chậm rãi đi tới. Bà ta tiến lại gần nhìn rất cẩn thận, nhìn kỹ Hoàng Hy Bình, một nam nhân đáo để, vì sao lại giống nam nhân mà bà ta tương tư rất lâu. Âu Dương Đình Đình đang dừng kiếm trước cổ Hoàng Hy Bình, không biết nên tiến hay lui. Hy Bình nói, Âu Đu Ân Đình Đình, nếu không đâm, thì đưa miếng thiết mục nát đáng ghét này ra. Nàng thật sự là con người vô tình. Kiếm của Âu Đu Ân Đình Đình đang rung rẩy, quay mặt lại A Mật Y hét lên, sư phụ. Đây là lời thỉnh cầu của nàng ta, cũng để biểu đạt tâm trạng bất mãn khi A Mật Y bắt nàng dừng tay. Hy Bình nghe thấy, đắc ý nói, Âu Dương Đình Đình, nàng hãy tỉnh lại. Bà ta không thể bắt nàng giết ta, ha, ha. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Âu Dương Đình Đình khinh thường nói. Ngươi là ai? A Mật Y hỏi. Làm Âu Dương Đình Đình trong lòng kinh ngạc, tại sao sư phụ hỏi vấn đề này? Ta là nam nhân, gọi là Hoàng Hy Bình. Hy Bình nghĩ nói hai chữ nam nhân quá cường điệu. Trong loại tình huống này, hắn bị hai nữ nhân thẩm vấn, hiện tại thật mất mặt. Có thể trong ngôn ngữ quá cường điệu để cho mình là nam nhân duy nhất đầy tôn nghiêm và áp đảo, nam nhân thì áp đảo nữ nhân phải không? Bởi vậy, hắn phải thanh minh mình là nam nhân. Vấn đề mất mặt. Âu Dương Đình Đình tức giận nói, ngươi là dạng chi, chứ nam nhân gì? Mẹ, không nhớ sự việc ở Mê Giang, vài ngày trước còn muốn gia nhập vào nữ nhân của ta. Hay thật, các ngươi không được cãi nhau. A Mật Y cau mày. Hiện tại bà ta chung quy chưa khẳng định Hy Bình không phải Lâm Khiếu Thiên, bởi vì Lâm Khiếu Thiên thì tuyệt đối không bao giờ nói lời thô bỉ đó. Âu Dương Đình Đình không nghe nói, sư phụ, hắn là dâm tặc nên con. Sao bây giờ người lại bảo vệ hắn? Đình Đình, con để sư phụ hỏi một số chuyện. Sư phụ hỏi minh bạch rồi sẽ để con tự xử lý, được không? Âu Dương Dương Đình Đình suy nghĩ, nói tốt quá. Nhưng, sư phụ, hắn là người rất đáng ghét. Sư phụ biết, A Mật Y tùy tiện ứng lời, nhìn Hy Bình nói, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi là ai? Hy Bình nói, bà hỏi phụ thân ta, bà là nhân tình của phụ thân ta. A Mật Y tâm não đại chấn, thần sắc có một điểm không tự nhiên, bà nói, ngươi hãy đáp lời ta. Phụ thân ta gọi là Hoàng Dương, là một người vô địch ở trường Xuân Đường, bà biết không? Tâm trạng A Mật Y lần nữa thất vọng, nói, Hoàng Dương. Không hề nghe nói, Hoàng Dương ở trường Xuân Đường. Phụ thân ta có thể đi chơi. Hôm nay ta e bà không gặp ông ấy. Bất quá, bà phải cẩn thận với mẫu thân ta. Bà ấy rất hay ghen. Nhìn ngươi nhất định không phải con ông ta. A Mật Y thì thầm tự nói. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhãn tình bà ta nhìn chầm chầm vào Hy Bình, xi xi dai dại, tiếp tục tự nói, nhưng vì sao ngươi lại giống người đó dữ vậy? Không, cũng không thể nói giống, khuôn mặt ngươi tuấn mỹ hơn người đó nhiều. Tuy nhiên, vì sao lại cho ta cảm giác đã gặp ở đâu đó? Hay chỉ là ảo giác của ta? Âu Dương Đình Đình lây tỉnh bà ta, khi bà ta tỉnh lại, giận dỗi nói, sư phụ, người đang nói gì vậy?
Hắn giống ai? Giống một người A Mật Y phảng phất không nguyện ý hồi đáp. Âu Dương Đình Đình không dễ bỏ qua cho bà ta, vẫn kiên trì hỏi, giống ai? Sư phụ, người nói đi. Lâm Khiếu Thiên Hy Bình nói ra ba chữ đó, cả hai nữ nhân cùng một lúc ngó hắn chăm chú. Hắn thản nhiên đáp, nhiều người nói ta giống ông ta. Riêng Lạc U Nhi phu nhân quan tâm đến ta như với ông ta, hắc hắc. Lạc U Nhi, A Mật Y cảm thán nói, người đã gặp qua nàng ta. Hy Bình nói, đúng vậy, đã gặp qua. Hứa giúp nàng ta tìm nam nhân giống như ta. Chắc bà cũng không thỉnh cầu như thế chứ. A Mật Y trầm mặt. Hy Bình thở dài, có lẽ ta có thể tìm được ông ta, bởi vì ông ta nợ ta rất nhiều, ta phải đòi lại tất cả. Ông ta thiếu ngươi những gì? A Mật Y hỏi. Bà không hiểu, ta cũng không cần nói. Chỉ vì ta rất giống ông ta rất giống bức họa ở trong phòng Lạc U Nhi. Nữ nhân đó ngu khủng khiếp, bức họa đã được vẽ 20 năm. Thật là một nữ nhân si dại. Ngươi không được vũ nhục U Nhi. A Mật Y hét lớn. Cái gì, nàng ta không phải là tình địch của bà à, sao bà bảo vệ nàng ta? Nàng ấy là một nữ nhân đáng thương. A Mật Y đột nhiên nghĩ tới mình, cũng là một nữ nhân đáng thương sao? Bà cũng là nữ nhân đáng thương. Hy Bình nói ra lời trong thâm tâm bà cũng giống ông ta 20 năm trước. Tuy nhiên, ta nói cho bà hay, giữa bà và ông ta không hy vọng có kết quả. A Mật Y cảm thán nói, có lẽ thế. Trong tim ông ta và U Nhi chỉ là muội muội, nhưng trong tim ông ta, chỉ có mộng tình, bà ấy thật hạnh phúc. Bà ấy đáng thương hơn bà. Hy Bình hét lên. A Mật Y nhìn chăm chú vào Hy Bình, người hình như biết mộng tình. Và bốn người phụ nữ có liên quan đến Lâm Khiếu Thiên, người đột nhiên biết ba là sao. Hy Bình nói, mộng tình là dưỡng mẫu của ta tự nhiên biết. Hiện tại cộng thêm bà, vừa đủ ba, người thứ tư hình như chưa xuất hiện. Người cũng biết Lạc Hùng à? Lạc Cẩu Hùng, võ lâm minh chủ, ai mà không biết cái tên thối nát đó hả? Nữ nhân thứ tư là thê tử thân ái của Lạc Hùng. Ông ta làm gì thê tử Lạc Cẩu Hùng? Ông ta không làm gì cả, chỉ là thê tử thân ái của Lạc Cẩu Hùng yêu ông ta. Bà ta bởi vì nhớ ông ta dần dần hương tiêu ngọc vẫn. Hy Bình cuối cùng cũng minh bạch, thở dài, từ hồi ông ta chỉ có quan hệ với nữ nhân, vận mệnh tất cả là chờ đợi hoặc chết. Cuộc sống tất cả đều đáng thương. Ôi, nam nhân này, bà không nên quen biết, ta có thể hỏi một vấn đề. A Mật Y nói, người hỏi đi. Tự nhiên ta rất giống ông ta, nhưng lại trẻ hơn. Bà có khi nào nghĩ ta có thể thay thế ông ta thành nhân tình của bà không? Hoàng Hy Bình, sao ngươi có thể nói những lời này? Âu Dương Đình Đình không thể nghe nổi. Hy Bình mỉm cười, chỉ là để hỏi, đương sự không có ý kiến, nàng hà tất phản ứng làm gì? Ta không hỏi nàng. A Mật Y cười cười, lời đề nghị của ngươi rất dụ hoặc, tuy nhiên, ngươi cũng tốt bụng. Bà vẫn chưa già, phản đối nói. Đa tạ lời khen. Nhưng ngươi hoàn toàn không có tư cách thay thế ông ta. Hy Bình thở ra, Lạc U Nhi cũng tin như vậy. Trong trường hợp này, các người đều cho là ông ta thật tốt, ngược lại nữ nhân của lão tử có rất nhiều. Hoàng Hy Bình, Âu Dương Đình Đình hét lên, kiếm trong tay liền đặt trước cổ Hy Bình. A Mật Y bị hành động của nàng làm kinh hãi, gay gắt hỏi, Đình Đình, con định làm gì? Âu Dương Đình Đình dừng tay nhưng không hồi đáp A Mật Y. Thịnh nộ nhìn trầm trầm vào Hy Bình, lạnh lùng nói, tử dâm tặc, ngươi còn gì nói nữa. Hy Bình không tưởng tượng được vì sao nữ nhân này nổi nóng, hắn nói, ta bị nàng dọa quên hết rồi. A Mật Y nói, Đình Đình, lấy kiếm ra. Âu Dương Đình Đình thật sự ủy khuất, sư phụ, hắn nói hắn có nhiều nữ nhân, con. A Mật Y ngưng mắt nhìn nàng, từ trong nộ nhắn xuất hiện một màng lệ quang, tự hồ đã hiểu được điều gì, Đình Đình. Hắn có nhiều nữ nhân, cũng không quan hệ đến con. Ra là vậy, chuyện của nàng thật bình thường. Bỏ kiếm ra, nhìn thanh kiếm mục nát này đu đưa trước mặt ta, không hay chút nào. Hy Bình mệt mỏi nói. Âu Dương Đình Đình thần hồn run rẩy, nàng dùng kiếm chỉ vào Hy Bình, giọng lạnh buốt, ngươi thật sự nghĩ không có quan hệ nào với ta. Ngươi là dâm tặc, ngươi đã làm gì ta? Ngươi thình lình có nhiều nữ nhân, có phải khiếu nhã với ta không? Hôm nay nhất định giết ngươi, mới giải được mối hận trong lòng ta. Hy Bình trơ tráo, ta khiếu nhã với nàng. Ta có làm, đó là chuyện gì? Ra là vậy, bị dọa đến quên hết mọi chuyện, thật thiên tài.
thì tại Mê Giang, Âu Dương Đình Đình không thể tiếp tục nói. Tại Mê Giang xảy ra chuyện gì? Ngươi, ta, Âu Dương Đình Đình không thể nói ra, kiếm lại phóng tới. Hy Bình ngã thân về phía sau, hai tay hai chân tung ra loạn xạ. A Mật Y nói, Đình Đình, chuyện đó rất mơ hồ, hắn không chiếm ưu thế, đừng tính toán. Sư phụ, người không biết, đương nhiên nói không tính toán. Nếu đổi lại là người, bây giờ người thật sự cũng vì con mà trả hận. A Mật Y im lặng, Âu Dương Đình Đình nói như thế phải có đạo lý. Là việc gì, sao bản thân không thể không hận? Tất cả do con, sư phụ không quản con muốn làm gì hắn thì làm. Con muốn giết hắn. Âu Dương Đình Đình lập lại mong muốn của nàng ta. A Mật Y nghe những lời này, muốn nói, u than dài, chuyển thân muốn đi. Quả như ta bị giết, bà đừng vọng tưởng gặp lại người trong đời này. Hy Bình mỉm cười gọi A Mật Y lại nói. A Mật Y quay lại, ngưng thị nhìn Hy Bình, chỉ còn một lần này thôi, rồi nói, ngươi lấy gì khẳng định? Không cần khẳng định, bàn điều kiện với bà thôi. A Mật Y quay mặt nhìn Âu Dương Đình Đình, Đình Đình, giết hắn cũng không thể giải hận. Do tay hắn khiếu nhã với con có thể chặt tay hắn xuống mà. A, à, mụ so với Âu Dương Đình Đình thâm độc hơn, đột nhiên đưa ra chủ ý hại ta. Ta tình nguyện chết, không muốn thành thiếu chân thiếu tay. Âu Dương Đình Đình, không được nghe bà ta. Tới đây, đâm kiếm vào cổ ta, mặt khác ta vẫn tiếp tục ca hát. Thân hình Hy Bình tiến về phía trước, để cổ mình hướng về mũi kiếm, Âu Dương Đình Đình kinh hô, liền mang bảo kiếm rút lại, chua chát dậm chân, tứ dâm tặc, người tưởng có thể được chết dễ dàng. Cũng được, người dám hát, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Được, sư phụ, con sẽ chặt tay hắn. Âu Dương Đình Đình nói, nhìn bóng dáng xinh đẹp sư phụ nàng biến mất. Quay đầu lại, nhìn Hy Bình đang cười rộ rãi, trong lòng nàng nổi lên một cổ tử khí, cảm thấy hiếu kỳ, nhân tiện hỏi, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ, nếu như sư phụ nàng là tình nhân của ta, nàng xưng hô thế nào? Hy Bình lén lút nói. Âu Dương Đình Đình mỹ mi tóe lửa, ngươi nằm mộng. Ta thường có những giấc mộng rất đẹp, tất cả cũng có thể trở thành hiện thực. Nói, ngươi có rất nhiều nữ nhân. Âu Dương Đình Đình không tưởng đã bao hàm luôn sư phụ nàng ta, chỉ chuyển đổi đề tài. Kỳ thật vấn đề này nàng cũng muốn minh bạch. Hy Bình nói, rất nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Hy Bình làm mặt khổ nói, xin nàng, hãy nghe ta đếm, tất cả ngón chân, ngón tay cộng lại không đủ. Âu Dương Đình Đình thống hận, nếu như chặt xuống, không có gì là không được. Nàng nói đúng, Hy Bình tán thành, hắn lập tức đưa song thủ ra, đây, nàng cứ chặt. Chặt bằng cả sức lực, ta nhắm mắt cho nàng chặt. Ngươi nghĩ ta không dám. Âu Dương Đình Đình kiều khu run rẩy, thanh âm run run. Hy Bình hít một hơi nói, ta biết nàng không dám. Nếu thật sự chặt, nàng, vợ của ta không thể ra yêu sách. Hắn quả nhiên nhắm chặt song nhãn. Âu Dương Đình Đình nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh sáng hoàng hôn, gương mặt hắn rất bình tĩnh, thần sắc có rất ít nét vô lại. Đó là một diện mạo nam tính tuấn mỹ vô cùng, rất an tĩnh, phảng phất nét mê hoặc hấp dẫn nữ nhân vô cùng, làm nàng nhìn mê mệt, nhất thời trở thành ngây ngốc. Đột nhiên nàng nghĩ đến tại Mê Giang nàng nương tựa vào trong ngực hắn, cũng có cảm giác đập nhanh, hoàn toàn từ trong tim nổi lên một loại dục vọng. Có lẽ nói rằng là tình cảm, nàng không hiểu vì sao. Đột nhiên nàng nghe hắn nói có nhiều nữ nhân cảm thấy phẫn nộ. Kỳ thật nếu như tại Mê Giang hắn động thủ động cước với lúc nàng dựa vào. Sau này nàng cũng rất nhanh tiêu tan tức khí. Mỗi lần nhớ tới hắn là nhớ tới nụ hôn của chàng, trong lòng nàng dâng trào một cảm giác mật ngọt. Nhưng đột nhiên trước mặt nàng, hắn lại nói có nhiều nữ nhân. Là dâm tặc mới có nhiều nữ nhân chứ còn gì nữa. Nàng nếu như không nhẫn tâm, để ta, sau này ta sẽ không thể mời người đến đánh thái âm giao của nàng. Lập tức Hy Bình bình tĩnh mở mắt ra, nhìn nàng đang trầm tư. Sau đó nàng an tĩnh trở lại, nộ sắc trên mặt thay đổi thành cân nhắc thiệt hại. Lúc này nét mặt của nàng rất mỹ lệ, phảng phát một loại làm cho người ta cảm thấy đau thương. Trong mắt hiện lên một tia ủy khuất mơ hồ, làm lòng của hắn có nhiều bất nhẫn muốn lên tiếng quan tâm nàng. Lúc ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, Hy Bình lần thứ nhất cảm giác thân hình của nàng tỏa ánh sáng. Nàng đúng là thánh nữ thái âm giáo, thực vậy vào một lúc nào đó sẽ cho người ta một cái cảm giác thanh khiết mơ hồ, chỉ có nhiều hơn. Nàng giống như một cô gái ngây thơ tinh nghịch, hoàn toàn giống với nữ hài, nhưng đối đãi với hắn,
thật sự có một điểm tàn khốc. Âu Dương Đình Đình bị Hy Bình dùng lời nói làm gián đoạn suy nghĩ. Nàng khôi phục thần sắc băng lãnh và phẫn nộ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đã có rất nhiều nữ nhân, tại sao đối đãi với ta như vậy? Nàng muốn nghe lời nói chân chính, hay lời nói dối? Muốn nghe cả hai. Lời nói dối thì mỹ sắc của nàng làm ta động tâm, ta rất thích nàng. Âu Dương Đình Đình thần sắc hòa hoãn một ít, nói còn lời chân thật thì sao? Hy Bình làm ra vẻ khó khăn, đó là, rất khó nói ra miệng, hoàn toàn không muốn nói. Nhưng, nhất định phải nói. Kỳ thật với lời nói dối không khác biệt mấy. Có một chút khác biệt cũng phải nói, nhanh. Tốt thôi, lời nói chân thân là, nàng không được chặt tay ta. Hy Bình lo lắng. Âu Dương Đình Đình nhìn hắn e ngại bộ dạng rất buồn cười, nói ta không chặt ngươi, mau nói. Hy Bình thông cổ rồi nói lớn, ta rất muốn tiến nhập vào nàng. Ngươi là hỗn đản, ta chém chết ngươi. Âu Dương Đình Đình nghe tuyên ngôn hôi thối của hắn xong, thanh kiếm trong tay rung động hạ xuống, nhắm song thủ Hy Bình chém tới. Ngay lập tức, ánh tà mang trong mắt Hy Bình nhanh chóng hiển hiện, song thủ tốc độ ránh nhanh nhẹn nghênh tiếp lợi kiếm của nàng, chanh. Một âm thanh kim khí chạm nhau vang lên, kiếm của Âu Dương Đình Đình chém vào khoảng giữa song thủ Hy Bình, song thủ Hy Bình khóa chặt đoạn gãy. Âu Dương Đình Đình kinh ngạc, thân ảnh Hy Bình lao vào, nàng từ trong kinh ngạc lai tỉnh. Hữu thủ của hắn ôm chặt eo của nàng, đồng thời tả thủ nắm chặt ác kiếm trên hữu thủ của nàng. Hy Bình lạnh lùng nói, Âu Dương Đình Đình, nàng quá lơ đỉnh. Có nghĩ qua ta là loại thiên tài, khả năng song thủ bị nàng chém không có vấn đề là gì không? Thả ta ra. Âu Dương Đình Đình phản ứng trước tiên là vùng vẫy và hét lên. Nhưng nàng hiểu rõ ràng, một lần bị người này ôm căn bản không thể thoát ra được. Trừ khi kỳ tích xuất hiện. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Tả thủ Hy Bình cố gắng nắm chặt, Âu Dương Đình Đình cảm thấy nắm tay rất đau đớn, nàng kiên cường nhẫn nại không thúc thủ, Hy Bình nói, nếu tay nàng không bỏ kiếm ra, ta sẽ bóp tay nàng thành mảnh vụn. Vô luận nội lực của nàng có cao cường, ta tuyệt đối tin có đủ sức mạnh khả dĩ bóp tiểu thủ mỹ lệ của nàng thành bụi phấn, nếu không tin cứ tiếp tục kiên trì. Âu Dương Đình Đình từ trong lời nói trầm trọng của hắn rất tàn khốc, trong lòng nàng kinh hãi, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất. Phảng phất trong não nổi lên một tiếng khóc. Tay nàng mỏi mòn, thả kiếm xuống đất, sau đó quay mặt thống khổ nhìn Hy Bình. Thật sự nàng nhìn thấy song nhãn ánh lên vẻ lãnh đạm của chàng. Hai dòng lệ trẻ thơ không giúp được nàng chảy xuống. Thế mới là nữ nhân ngoan của ta, không được nghĩ giết ta, cũng như muốn ta thành tàn phế. Nàng tưởng thanh thản để ta thả nàng nghĩ là vui lắm hả? Hy Bình nói, thanh âm dậm chân vang lên, hắn ôm lấy nàng. Phóng thẳng qua bên tường, ép thân hình thanh nhã mềm mại của nàng lên tường. Nàng vùng vẫy một hồi, cảm thấy thật vô dụng, sau đó từ bỏ, thân thể biến thành an tĩnh, nhưng miệng thì không an tĩnh, người bức ta. Ta bức nàng, ta hát thì nàng nghe được hai câu, thì chém ta, đó cũng là ta bức nàng. Thần sắc Hy Bình hòa hoãn nhiều, ta mang dần dần tiêu thất trong song nhãn lạnh lùng. Âu Dương Đình Đình nói, người hát toàn những bài mục nát. Làm ta nghe là muốn giết. Hy Bình thình lình đứng ngây ra, đột nhiên hét lớn, ôi, ôi, nàng nói nghe ta hát nghĩ đến giết người. Đột nhiên tội lỗi của nàng toàn do thân ta gây ra hả? Âu Dương Đình Đình nhìn thần sắc của hắn đột nhiên khôi phục thần thái vô lại, trong lòng mong mỏi vô cùng, cảm thấy khí tức trong người thư sướng rất nhiều, tùy tiện nói, bổn lai thì ra như vậy. Âu Dương Đình Đình, chúng ta trao đổi điều kiện, nàng nếu nói ta ca hát nghe rất hay. Sau này rất yêu thích nghe ta ca hát, ta liền thả nàng, thế nào? Ta không. Âu Dương Đình Đình hoàn toàn cự tuyệt. Nhìn nàng giống như tưởng ta lừa dối nàng, hừ, Hy Bình uy hiếp. Âu Dương Đình Đình thực sự kiên trì, không một chút thay đổi nói, dù ngươi cưỡng gian ta, ta cũng không thừa nhận ngươi ca hát dễ nghe. Ngươi là thiên hạ đệ nhất hát dở. Ta là thiên hạ đệ nhất ca thần. Hy Bình kháng nghị mãnh liệt, thình lình nghĩ ra chuyện gì hỏi, nàng thích bị ta cưỡng gian à? Âu Dương Đình Đình hừng một tiếng, không quan tâm đến lời của hắn. Thân thể Hy Bình thình lình áp tới, áp sát vào nàng, tay nâng cầm nàng lên, kéo về mặt hắn, lật ngửa lên, rồi hắn cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp mơ màng của nàng và nói, lúc này nàng rất giống La Mỹ Mỹ. La Mỹ Mỹ là ai? Âu Dương Đình Đình giận dỗi nói. Là một nữ nhân bị ta cưỡng gian, sau này ta phát giác,
nguyên lai nàng ta cố ý để ta cưỡng gian, chuyện đó khiến cho ta cảm giác không được thành tựu. Tuy nhiên ta cũng đã cưỡng gian một nữ nhân khác. Âu Dương Đình Đình nghe qua, trong lòng không thú vị, nguyên lai dâm tặc nói hắn có nhiều nữ nhân, quả nhiên là sự thật. Đầu của nàng hút mạnh vào ngực hắn, ta phải đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hy Bình hung tợn đẩy mặt nàng ra, đặt đầu nàng áp sát vào tường, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Nàng rên vài tiếng, cảm thấy đầu lưỡi của Hy Bình tiến qua đôi môi cố gắng lấp đầy miệng nàng. Nàng cắn chặt hàm dưới không cho tiến nhập, tay của hắn dùng lực véo hai bên má nàng. Nàng không thể duy trì, hàm răng mở ra, một cái long thiệt lưỡi rồng nóng ấm duỗi thẳng tiến vào, cho nàng ta một cảm giác bối rối. Trong tâm hồn nàng đồng thời cũng xuất hiện một loại trạng thái không rõ ràng, cũng giống lúc nàng ở mê giang bị Hy Bình hôn lần đầu. Thời khắc đó, quả nhiên nàng không có khả năng đề kháng cái cảm giác này. Có lẽ nàng loại bỏ cảm giác ấy, thật sự không nghĩ đến điều đó. Nó là cảm giác giống như tim nàng thình lình bị vật gì đó đập vào, rất mạnh, làm cho huyết dịch chảy mạnh, toàn thân nàng nóng dần lên. Một cảm giác ngột ngạt dần dần xâm chiếm tâm hồn nàng, từ tâm hồn nàng phát tán khắp toàn thân. Trong ngôn ngữ truyền đạt quá trình, thì hai đầu lưỡi đã tiếp xúc với nhau, truyền cho nhau những tin tức hết sức sâu sắc. Vô luận như thế nào, Âu Dương Đình Đình mặc nhiên chấp nhận đôi môi này, do e sợ làm nàng rơi lệ, đinh hương của mình tự động hòa nhập với sức nóng triền miên của đầu lưỡi hắn. Ta muốn tiến vào bên trong nàng, Hy Bình nói. Lúc này nụ hôn đã kết thúc, nàng tự hồ dịu dàng ngã vào ngực hắn. Tuy nhiên, vẫn nghe được câu nói của hắn. Nàng lập tức đứng thẳng lên, ta không chấp nhận. Khi nàng nói câu đó, sau đó tự mình tiếc đã nói như vậy. Lời nói này giống như đầu lưỡi mềm mại của nàng. Tay Hy Bình thực tế đã cởi váy nàng. Tay nàng vô lực kháng cự lại sức mạnh của Hy Bình, nhưng thủ chảo cũng nhanh giữ chặt khuy áo. Hiện giờ áo liền quần chứ không phải lúc ở mê giang, nhưng váy đã bị kéo xuống. Lúc tay Hy Bình tìm cách cởi áo nàng, thủ chảo của nàng cũng nhanh chóng nắm giữ mảnh áo. Hy Bình thì thầm, nàng nghĩ làm như vậy có thể cản trở ta à? Xin ngươi, ta không muốn như vậy. Nếu như ta xin nàng, nàng có thể đáp ứng ta. Âu Dương Đình Đình nói, ngươi không cầu qua ta. Đương nhiên, lão tử không chuyện gì phải cầu nữ nhân. Tay Hy Bình đặt xuống eo nàng, bàn tay của hắn trên dây lưng, hung tợn giật xuống, kéo cả tề tất màu trắng của nàng xuống. Cái váy này của nàng chưa gặp tình huống như thế, rơi xuống dưới chân nàng. Phần hạ thể của cảm thấy lạnh, tim nàng cũng lạnh. Đặt trọng tâm vào hạ bàn của nàng, cố gắng ngồi xuống váy của nàng, nhưng song thủ Hy Bình đặt ở hai bên nách của nàng. Nàng căn bản không thể ngồi xuống, nàng rất lo lắng, hai tay đánh thùm thụp vào hai tay Hy Bình, hét lớn, thả ra, để ta mặc váy vào. Trời hôm nay rất lạnh, nàng muốn mặc váy vào hả? Hy Bình cảm thấy buồn cười, hắc hắc, rất khó khăn mới cởi váy của nàng được. Làm gì có chuyện cho nàng mặc lại dễ dàng. Hắn nói, nàng muốn đánh ta, gặp phiền phức lớn rồi. Thân thể ta đang rất khó chịu, nàng phải giúp ta. Âu Dương Đình Đình ngước đầu lên muốn chửi hắn, nhìn thấy song nhãn tỏa ra ánh sáng mê muội của hắn lưu trên đôi chân tuyệt mỹ của nàng, tim nàng đập nhanh, song thủ duỗi thẳng, che đôi mắt hắn, không được nhìn. Ê, Âu Dương Đình Đình, không tay ra, ta đánh nàng đó. Hy Bình hét lớn. Song thủ của hắn lại khống chế Âu Dương Đình Đình, không cho cử động, tuy dùng chân trừng phạt nàng, nàng cũng không sợ, miệng thì hô thích đánh thì đánh. Nha, nhưng không được đánh ở đây. Nguyên lai Hy Bình hạ chân xuống nhẹ nhẹ, đầu gối cọ sát vào tiểu nội khố màu trắng của nàng, tự nhiên cọ sát vào khối thịt mẫn cảm trong khố của nàng, thiên tài. Không muốn, ta, à, dễ chịu quá. Nếu nàng không để cho mắt ta nhìn, ta sẽ dùng chân dễ dàng thay thế mắt ta. Trông hoàn toàn hiệu quả hơn mắt, cáp cáp. Hy Bình cười dài, đầu gối lại tiếp tục siêng năng cọ sát chỗ thầm kín của nàng. Nàng nhanh chóng kẹp chặt hai chân, chỉ là một loại cảm giác dễ chịu hỗn tạp nổi lên. Nàng đưa chân chạm vào chân Hy Bình, ai biết nàng nâng chân lên, đầu gối Hy Bình thuận thế xuyên qua hai chân nàng, dùng bắp đùi áp sát khe rãnh của nàng. Bắp đùi rắn chắc cọ sát tới lui, làm cái khe rãnh hồng của nàng thình lình có cảm giác mãnh liệt. Nàng vô lực thả chân xuống đất, thì thầm, không. Không muốn. Lấy tay ra không. Âu Dương Đình Đình không hồi đáp, nhưng cũng y lời bỏ hai tay ra, nắm chặt hai tay Hy Bình, ta thả rồi, ngươi cái chân đáng ghét của ngươi. Bỏ xuống.
Hy Bình đắc ý cười, cười độc ác, khi nào nàng hứa đáp ứng ta mới bỏ chân xuống. Ta nâng chân lên, nhẹ nhàng làm nàng mê mệt, mùi vị mê mệt của nàng chưa chính xác phải không? Ta nghĩ nàng rất thích. Có quỷ mới thích, a, à, Âu Dương Đình Đình hét lớn, bởi vì nàng cảm thấy ẩm ướt giữa hai đùi, khó hiểu như ở mê giang, cũng có một loại cảm giác, nhưng hiện giờ ẩm ướt là sao? Nàng gọi lớn, dâm tặc, bỏ ngay chân ngươi ra. Tại sao muốn ta bỏ chân ra? Thật hả, phải cọ sát làm say mê, ha, ha, cọ sát làm chảy sữa. Âu Dương Đình Đình không đỏ mặt, mặc dù chiếu ra vẻ mê say, rất khó hiểu, tuy nhiên Hy Bình nhìn là thấy ngay, à, mặt của nàng làm sao như thế? Ta không thích ngươi. Ta nghĩ nàng thích ta. Ta không thích ngươi, Âu Dương Đình Đình líu díu. Hô hấp của nàng rất gấp, trông kìa, nhiệt khí tỏa ra đầy mặt nàng, đáng đánh, đáng đánh. Hy Bình cố ý chọc ghẹo nàng. Âu Dương Đình Đình đương nhiên biết, bởi vì trong lòng nàng giật mình lo lắng. Thình thịch nhảy loạn, hô hấp tùy tâm biến đổi cấp tốc. Ngươi mới thật đáng đánh. Âu Dương Đình Đình mở miệng chửi, nhưng Hy Bình thình lình đưa mặt tới, lại hôn vào cái miệng nhỏ. Nàng đang mở miệng biến thành nghênh tiếp nụ hôn đột ngột của Hy Bình, muốn kháng cự cũng không đủ thời gian. Nàng muốn ngậm chặt hàm dưới, nhưng cuối cùng thì không làm được, nàng không biết vì sao, nàng. Đột nhiên bất nhẫn không cắn đứt đầu lưỡi của tên dâm tặc. Trong lúc hôn, nàng cảm giác Hy Bình thu lại tà thủ đặt trên tường, bỏ khỏi khuy áo nàng sử dụng hữu thủ đẩy ra ngoài, nhưng đinh hương ẩm ướt của nàng thình lình bị Hy Bình kiềm chế. Nàng cảm thấy đau đớn, càng ngày càng đau, nàng minh bạch dâm tạc này đang uy hiếp nàng có thích như thế không? Vì sao bản thân lại thích nụ hôn thô bạo này? Tay nàng không cử động, hàm dưới Hy Bình mở ra, để cho đầu lưỡi của nàng được tự do. Tuy nhiên, nàng đã biết. Toàn bộ khuy áo đã bị Hy Bình mở ra, bởi toàn thân trên truyền lại một cảm giác lành lạnh. Tay Hy Bình vuốt ve từ dưới lên trên, thâm nhập đỗ đậu, đặt trên đỉnh ngọc phong trên ngực nàng. Nàng sửng sốt, eo nàng lắc lư, khuôn mặt muốn đến một nơi nào khác. Một tay của Hy Bình rời tường, giữ cằm nàng lại, không để nàng cử động. Còn tà thủ đặt trên ngực nàng đang ra sức trà sát mạnh mẽ. Thân thể nàng bốc lửa. Phảng phất trong nội thể nàng một loại lửa đang bốc cháy trong đống cỏ. Một loại lửa, bốc cháy từ trong lý trí nàng, tuyệt không có khả năng để dâm tặc này không tiếp tục. Trong lòng nàng khóc lên. Lúc này, chân của Hy Bình sớm tác quái phía dưới, nàng đưa chân lên, đạp vào giữa khố Hy Bình một phát mãnh liệt, trong lòng nói tử dâm tặc, hủy diệt ngươi. Hy Bình nhận một đạp tàn nhẫn này, mặt hung tợn lên, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Đình Đình. Giọng lạnh lùng, sao nàng âm hiểm thế? Âu Dương Đình Đình phát cuồng, ta phải hủy diệt ngươi. Vậy hả, nàng tính nhậm rồi. Ta đây, đao thuần bất nhập, đối với thường nhân, kiên cường hơn gấp ngàn lần. Hy Bình cười lạnh nói. Song thủ của chàng tiếp tục mở rộng y phục của nàng. Ngoại y đã rời khỏi thân thể, sau đó xác định nắm chặt đỗ đậu của nàng, cố gắng dùng lực kéo dây lưng ra một đoạn, ném đỗ đậu màu trắng của nàng xuống. Trong ánh sáng u ám, nàng gần như lỏa lồ, chỉ chiếu ra một tia sáng hoàng bạch là tiểu nội khố. Trong đầu Hy Bình chỉ có ý nghĩ về thân thể tuyệt diệu của nàng, mảnh khảnh như đôi chân trần, bình thản là tiểu phúc, giống như ngọc là song phong có hai đỉnh nhọn, trên đỉnh nhọn song phong có hai điểm hồng. Thân hình tuyệt mỹ này phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hiện thời biểu tình nàng kinh động sợ hãi, thúc giục hắn mạnh dạng chinh phục. Dục hỏa thình lình bạo phát. Đầu cự long trong khố cứng như thiết, từ trong khố thẳng dậy, hạ thể hắn tống mạnh ra phía trước, đâm thẳng vào nơi thầm kín mềm mại của Âu Dương Đình Đình. Từ trong miệng phát ra, Âu Dương Đình Đình, cảm giác thế nào? Nàng tưởng hủy diệt mọi chuyện, thời khắc này chính là ta đang đi vào cổng xử nữ của nàng. Âu Dương Đình Đình thoái lui không được, không có cách nào ly khai Hy Bình, bộ phận tối mẫn cảm của nàng bị bộ phận tối nguy hiểm của Hy Bình đi vào. Một loại cảm giác giống như cảm giác cọ đùi lúc trước mạnh hơn gấp trăm lần, nàng nói, ngươi trừng phạt ta, hay quá. Nàng hoàn toàn cầu ta. Âu Dương Đình Đình cố hít một hơi, không hồi đáp. Nàng thật sự thiếu thành ý. Hy Bình nói, bỏ một tay ra, nhanh chóng cởi bỏ đầu khố của mình, để quần dài và nội khố cùng cởi ra, nhắm thẳng đùi nàng, Âu Dương Đình Đình, đưa đầu nhìn, có lẽ nàng rất thích. Âu Dương Đình Đình cũng đã biết hắn cởi khố ra. Có chết nàng cũng không đưa đầu nhìn. Hy Bình cười cười, tay kéo tiểu khố của nàng, kéo xuống,
kéo tiểu nội khố của nàng xuống. Nàng kinh hãi, trong lòng Hy Bình đưa đầu nhìn xuống, ngạch đầu chạm vào ngực Hy Bình. Song nhãn nhìn chừng chừng hạ thể của hai người, cự vật ngang nhiên thẳng đứng vượt xa tưởng tượng của nàng, thách thức vô cùng. Hy Bình lựa đúng thời điểm tống tới, đi vào lỗ sâu mềm mại của nàng. Toàn thân nàng rung động, cảm giác đau đớn như bị kích điện truyền khắp toàn thân. Nàng kinh hãi hét lớn, không, không muốn, của ngươi, lớn quá, thật đáng sợ, chắc ta chết, ô ô. Âu Dương Đình Đình cuối cùng cũng phải khóc, nhắm mắt ôm lấy ngực Hy Bình. Từ dương vật của Hy Bình truyền nhiệt lượng qua giờ nàng mới minh bạch. Nàng không còn khả năng vùng vẫy, chỉ tiến tới và tiến tới, tự hồ chỉ có một kiểu này thôi. Thuần khiết của nàng cuối cùng bị hủy diệt. Cùng lúc khi nàng khóc nức nở, bên ngoài truyền ra một âm thanh hỗn tạp, tự hồ như tiếng binh khi giao phong. Hy Bình dừng động tác lại, cẩn thận lắng nghe. Âu Dương Đình Đình khóc một hồi, thấy dương vật của chàng trong nơi thầm kín của nàng chưa thật sự lấy ra, nàng yên lặng đưa đôi nhãn lệ lên, nhìn bộ dạng trầm tư của Hy Bình. Nàng khôi phục lại thần trí, mập mờ nghe thấy âm thanh bên ngoài. Chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Hy Bình lấy lại bình tĩnh, ngưng mắt nhìn nàng, khả năng có đánh nhau. Lạc Thiên hành động thật nhanh, ta không tin hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta. Để hai người bọn họ trở lại, có lẽ để thuận lợi truy tìm chúng ta. Bọn họ trở lại đây một thời gian dài, không thể tìm ra đầu mối, không thể hiểu thình lình lại xuất hiện ở cửa, ồ. Ngươi thật không biết chúng ta ở đây sao? Âu Dương Đình Đình đột nhiên hỏi. Hy Bình nhìn thẳng mặt nàng cười hỏi, nàng nói gì? Ta nghĩ ngươi thật sự biết, ngươi là dâm tặc. Hy Bình biết không thể phủ nhận, ta muốn hỏi nàng một chuyện, các nàng tiến vào Trung Nguyên trước hay là Cẩu Hùng phái người đánh các nàng trước? Là Cẩu Hùng phái người sang Tây vực quấy nhiễu chúng ta. Ừ, giờ ta đã minh bạch, hạ thể Hy Bình dùng lực cố gắng đẩy tới, mỉm cười nói, ta ngâm nó ở đây, muốn hay không muốn nó ở trong. Không muốn? Âu Dương Đình Đình rít lên. Hy Bình mỉm cười, là nàng cầu ta. Âu Dương Đình Đình hoài nghi, ta lúc trước đối với ngươi. Cầu ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta không? Có lẽ, ta có thể cố gắng. Âu Dương Đình Đình nói, ngươi không biết đó là yêu cầu gì. Ta dạy nàng, là nữ nhân, nàng nên nói, cầu chàng, siêu cấp đại anh hùng, phạt nhẹ tiểu nữ tử, nhân gia hoàn toàn là xử nữ, chàng không được hủy trinh khiết của nhân gia, cáp cáp. Hy Bình cười lớn, hắn nghĩ hắn học điều chân chính thiên phú của nữ nhân. Ta không cầu ngươi, Âu Dương Đình Đình nghĩ nàng muốn nói là lời này, để cho hắn tiếp nhận, cũng là một loại sỉ nhục. Ta cứ tiến vào. Hy Bình uy hiếp, tim Âu Dương Đình Đình giật nhẹ, tuy vậy nói, không muốn thật mà. Ta hận ngươi suốt đời. Hy Bình chớp mắt nhìn nàng, nói giống lời nàng, có phải nàng cầu ta? Ừ, Âu Dương Đình Đình đề thanh ứng nói, thanh âm chỉ hai người nghe thấy. Ta nghe nói thái âm giáo thánh nữ không có khả năng cùng nam nhân kết hôn, vì sao? Thần tình Âu Dương Đình Đình ngớ ngẩn, làm sao ngươi biết? Hy Bình không đáp mà phản vấn. Nàng là thánh nữ, thì phải nhất định muốn bảo trì thuần khiết. Âu Dương Đình Đình ưng một tiếng nhỏ. Hy Bình cảm thán nói, ta không muốn hủy sự thuần khiết của nàng. Nhưng ta cầu nàng một điều, ta không hủy thuần khiết của nàng phải trao đổi một điều kiện. Nàng nghĩ như thế nào? Âu Dương Đình Đình suy nghĩ nói, ngươi nói đi. Hy Bình tiếp tục, hãy quên tất cả về ta, không muốn hận ta, trở về làm thánh nữ tốt, thấy thế nào? Âu Dương Đình Đình đột nhiên ngây ngốc. Ngửa mặt ứa lệ, nhìn Hy Bình đang cười ác ý. Thình lình, cảm giác nụ cười này rất đáng ghét, nụ cười của chàng là một loại dâm dục đáng ghét 100 lần, 1000 lần. A Mật Y nhìn lại có một điểm phiền muộn, ta phải đi vào xem. Lạc Thiên biết lão tử đang thâu hương, dám làm loạn, thật không biết lễ mạo. Hy Bình không cần Âu Dương Đình Đình hồi đáp, hắn bỏ nàng ra, hướng tới khố tử đi lại, một tay cầm khố tử một cầm dây lưng chạy ra cửa. Thình lình, trong mắt hắn nhìn thấy thân thể nữ nhân lòa lồ. Ở xa trước mặt hắn, hắn nhìn thấy ám quang trong lệ mỹ nhân, nói, sao nàng không mặc quần áo vào. Trên mặt Âu Dương Đình Đình, ngoài lệ ra, trên mặt còn có nét ủy khuất. Nàng chỉ biết nức nở, không thể nghĩ ra câu gì hồi đáp lại Hy Bình vấn đề này. Hy Bình cảm thấy tức giận, ta biết nàng không thể để ta đi dễ dàng. Chàng vì sao biến thành người tốt, Âu Dương Đình Đình vừa khóc vừa nói. Hy Bình nói, nàng trông như đã sai lầm, ta luôn là người không tốt.
Nhưng chàng bây giờ, chàng thì, chàng đã nhìn trộm thiếp tắm, cũng đã làm thiếp thành như vậy, nhưng chàng đột nhiên không lý tới thiếp, nói đi là đi. Âu Dương Đình Đình nức nở. Nếu nàng có thể cho ta một lý do lưu lại đây, ta nhất định không đi. Âu Dương Đình Đình không nói, chỉ là Kiều Khu cảm thấy lạnh, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hy Bình tiến tới một bộ, quan tâm nàng, hôn vào cặp môi lạnh giá, nàng không có khả năng đưa cho ta một lý do, chỉ vì nàng kiêu ngạo. Nàng không thể cho ta vật làm tin, chỉ vì nàng là thánh nữ. Nhiều sự việc, không như nàng nghĩ đơn giản, hiện giờ nàng khó giải thích với sư phụ, không thể giải thích nam nhân. Ta nói cho nàng hay, ta thực sự có nhiều thê tử, đó không phải cùng nàng đùa giỡn. Trái lại, lúc trước đối với nàng, tất cả chỉ đùa giỡn với nàng, chỉ vì thần thái mỹ lệ của nàng, thái độ kiêu ngạo, nhưng cũng quá ngờ nghịch. Ta nghĩ làm thánh nữ hợp với nàng hơn, giữ cho nàng sự thuần khiết. Nam nhân suy nghĩ rất đơn giản, tuy nhiên ta thực sự là một nam nhân đơn giản. Hắn thả nàng ra, muốn nàng tiến lên. Nàng đứng cản trở hắn, ấm ức, thiếp mọi thứ không hiểu, thiếp biết chàng là dâm tặc không phải người tốt. Vui thú với người rồi, chàng còn chọc tức. Quái, mặc y phục vào, ra ngoài nhanh. Không, chàng phải giải thích cho thiếp, tại sao đối xử thiếp như vậy. Hy Bình nói, nàng không hiểu a, ta chỉ đùa giỡn với nàng. Âu Dương Đình Đình ngưng mắt nhìn hắn, nhãn thần dần dần chuyển sang lạnh lùng, từ lệ quang bước ra hai luồng lợi kiếm là lãnh quang, cắn chặt môi, Hoàng Hy Bình, chàng thật tàn nhẫn. Sư phụ nói rất đúng về nam nhân, tất cả nam nhân đều không là người tốt, đều làm cho nữ nhân đau khổ. Chàng, thiếp hận chàng. Hy Bình đột nhiên tiến tới ôm nàng lao đến gần cửa, sau đó thả nàng xuống, lập tức chạy ra cửa, có nhiều chuyện, sau này sẽ nói. Hiện tại nàng hãy mặc y phục lại, nhanh chóng ra ngoài. Nàng là tiểu nữ nhân, đừng làm chuyện gì không tốt. Ngàn lần đừng cố gắng ngăn cản ta ra ngoài, ta không thể bị hủy diệt bởi nàng. Tha cho ta, thật sự ta rất khoan dung. Âu Dương Đình Đình nhìn bóng anh hùng dần dần tiêu thất, trong ám quang, đột nhiên nhớ lại sư phụ từng nói qua. Đình Đình, trong tim nữ nhân chúng ta, thật sự ít nhiều lo lắng sai lầm, chỉ lo về tình cảm và tình yêu. Nữ nhân yêu một nam nhân không phải vì hắn có tài cũng không phải vì hắn là chánh nhân quân tử, chỉ cần hắn làm cho nữ nhân trong tim đau khổ sâu sắc. Sau này khi được ôm vào lòng nam nhân đó, thì tất cả nữ nhân rất yêu thích, không thể nào cự tuyệt. Lý Ngọc, chuẩn bị tất cả tốt chưa? A Mật Y từ trong nhà lao bước ra, trực tiếp hỏi lưỡng đại hộ pháp Thái Âm giáo. Lý Ngọc nói, tỷ tỷ, đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Lạc Hùng không thể dễ dàng tìm ra chúng ta, tỷ một ngày không chết, Lạc Hùng hắn sống cũng không yên. A Mật Y nói, bà ta đang đi trên hành lang, Lý Ngọc và Minh Ngọc cả hai ở sau bà ta, muội biết hôm nay tỷ gặp quái sự gì không? Minh Ngọc nói, không biết. Lý Ngọc hỏi, tỷ tỷ, việc kỳ quái gì vậy? A Mật Y nói, tỷ đã thấy qua Hoàng Hy Bình, hắn và Khiếu Thiên rất giống nhau. Có việc đó ư, Minh Ngọc kinh ngạc. Lý Ngọc trầm tư, muội cũng nghe nói hắn ta cũng rất thanh nhã, nhưng không biết hắn có phải là Lâm công tử. A Mật Y đáp, tuy giống ông ta nhưng không phải ông ta. Bất quá, các ngươi năm đó cũng thầm yêu Khiếu Thiên phải không? Tỷ nghĩ Hoàng Hy Bình có thể thay thế Khiếu Thiên. Tỷ tỷ, với tuổi tác chúng ta như thế này, tỷ sao nói ra câu đó? Khuôn mặt hai phụ nhân đỏ hồng, giống khuôn mặt mềm mại của xử nữ. Kỳ thật bọn họ vẫn còn là xử nữ. Chỉ vì tuổi tác đã lớn. Ai nói tuổi tác lớn không là xử nữ, tuổi nhỏ là xử nữ. Đó là nói hoang. Nhưng các ngươi trong mắt tỷ không chút thay đổi. A Mật Y nói ra lời cảm thán của mình. Thời gian không hào phóng với người, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt chúng ta. Một thời gian là mỹ nhân, có lẽ ít nhiều được khoan dung như thế. Thanh xuân chính là ước mơ của thiếu nữ, tuy nhiên đến 30-40 tuổi vẫn bảo trì được thanh xuân. Chắc nữ nhân cảm thấy an ủi. Minh Ngọc nói, tiểu tỷ trong mắt chúng ta cũng không có gì thay đổi, vẫn hấp dẫn như năm nào, vẫn còn trẻ. A Mật Y cười ảm đạm. Lý Ngọc xen vào, muội có cảm giác tỷ có chút thay đổi. Thay đổi trước sau thành thục hơn, có mùi vị nữ nhân, là loại mùi vị bị nam nhân câu dẫn tính dục. Lý Ngọc, muội nói cái gì vậy? Muội ở đây hơn 10 năm, đã học hỏi ăn trộm được những gì? Không có. Muội không có. Vậy sao muội biết nam nhân câu dẫn tính dục là như thế nào?
Lý Ngọc đáp, nữ nhân nào thì không biết, tuy nhiên chúng muội không rõ việc đó, nhưng cũng là nữ nhân, sống đến tuổi này, cũng đã biết được không ít. A Mật Y cười cười, có lẽ như thế, các muội nhìn Hoàng Hy Bình rất trẻ, tỉ nghĩ chúng ta chân chính trở thành nữ nhân. Lý Ngọc hiếu kỳ, hắn thật sự có nhiều điểm giống Lâm công tử. Không giống nhiều như thế, chính tỷ cũng có cảm giác nhiều như thế, kỳ thật hắn so với Khiếu Thiên muốn hấp dẫn hơn, nhưng tuyệt không giống Khiếu Thiên. Hắn giống như bầu trời xuân đầy sức sống, nhưng Khiếu Thiên là bầu trời đông rất lạnh lẽo. Nếu đặt Hy Bình tại đây, nghe mọi người hình dung hắn như bầu trời xuân đầy sức sống, hắn nhất định hát xuân ca. Hừ, hình dung thật mục nát làm sao? Đầy sức sống, Minh Ngọc kinh ngạc hỏi. A Mật Y nói, đúng như lời nói của tỷ. Hắn là một thanh niên cường tráng, toàn thân mang đầy không khí mùa xuân, tán phát một thứ ánh như là một khí thế dụ hoặc. Lý Ngọc rất mộc mạc, muội không thích loại này, Minh Ngọc thì rất thích. Muội không có Minh Ngọc kháng nghị, muội thích vẻ tan nhẫn, giống như Lâm công tử. Lý Ngọc cười cười, nguyên lại tỷ thích Lâm công tử, hi hi, Minh Ngọc, tỷ bị bắt quả tang rồi. Minh Ngọc đột nhiên minh bạch lời nói đó của Lý Ngọc, đỏ mặt, mắng lại, tử Lý Ngọc, muội hãm hại tỷ. Tỷ không tha thứ cho muội. Các muội A Mật Y vừa muốn nói, đột nhiên nghe bên ngoài truyền lại âm thanh hỗn tạp. Tử Ngọc từ trước cửa chạy vào, nhìn thấy bọn họ, lập tức dừng lại, khẩn trương báo, bọn họ đã đến, ở đây tất cả đã bị bao vây. Thật sự tới thật nhanh, A Mật Y lạnh lùng. Lý Ngọc và Minh Ngọc thần sắc cũng thay đổi lạnh lùng. Lý Ngọc hỏi, tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đối phó bọn họ hay? Cùng với họ chính diện giao phong. Nhưng xung đột ngay chính diện, muội không có khả năng đối kháng. Lý Ngọc lo lắng nói. A Mật Y nói, Lý Ngọc, kỳ thực muốn đối phó với Đại Địa Minh, Thái Âm giáo không phải cô lập. A, Lý Ngọc bắt đầu mê hoặc. Chúng ta ra ngoài, A Mật Y không giải thích, trực tiếp đi ra cửa. Lý Ngọc nhìn Minh Ngọc. Thấy Minh Ngọc với nụ cười duyên dáng của bà ta, rồi cười cười, nhanh chóng đi theo A Mật Y. Đối với vận mệnh, hiện tại, chỉ bằng một nụ cười. A Mật Y bên ngoài cảm thấy ngạc nhiên, bao vây là Lạc Thiên, nhưng không phải Lạc Hùng. Bà công nhận đúng là Lạc Thiên là nhi tử của Lạc Hùng, chỉ vì hai phụ tử rất giống nhau. Quả phụ ốc bị hơn 2.000 võ lâm nhân sĩ bao vây, 7 phần nhân số tập trung ở trước cửa. A Mật Y ở trong không ra ngoài. Phân phó Lý Ngọc, các người ở đâu ở yên ở đó, không có mệnh lệnh của ta không được vọng động. Trước cửa Thái Âm giáo võ lâm nhân sĩ có khoảng 700 đến 800. Nhưng cũng có khoảng phân nửa người của Thái Âm giáo tiềm phục xung quanh, chờ đợi mệnh lệnh, đó là ám bình do Lý Ngọc chỉ huy. A Mật Y, không thể nghĩ bà lúc còn trẻ, thật sự là tuyệt đại vưu vật, mà phong vận hiện tại không hề giảm. Lạc Thiên nhìn thấy A Mật Y xuất hiện, thần tình ngớ ngẩn. Cuối cùng thì cũng biết mặt phụ nhân là thượng đại thánh nữ Thái Âm giáo có thể sánh cùng hai vị cô xinh đẹp. A Mật Y mỉm cười, người cũng rất tốt, nhất biểu nhân tài, anh nhi bất phàm, là nhi tử của Lạc Hùng. Đúng vậy, Lạc Hùng không dám gặp ta, lại cho nhi tử hắn đến gặp ta. Lạc Thiên nói, phụ thân ta nghĩ bà không đủ tư cách để phụ thân ta xuất động, vì thế để nhi tử xuất mã. A Mật Y cười chào lộng, thật hả? Không biết vì sao hắn để nhi tử đơn độc đến, không sợ nhiều người không liên quan bỏ mạng hay sao? Lạc Hùng là hỗn đản, bản tính không thể nào thay đổi. Hắn không đến gặp ta, không phải không muốn đến. Năm đó hắn trông thấy ta thần sắc trở nên dâm dục độc ác, ta nhớ rất kỹ. Mọi người trong võ lâm, phàm là nam nhân, nghe lời nói của bà ta, tất cả đều ngượng nghịu. Nhân vì bọn họ đến giấy trước khi A Mật Y xuất hiện, mọi người đều rất dâm dục, hắc hắc. Lạc Thiên rất tự nhiên trả lời, giáo chủ rất giống mỹ nữ. Phụ thân ta khi nhìn thấy bà, biểu hiện rất dâm dật, chỉ là thường tình của nam nhân. A Mật Y nhìn chòng chọc vào Lạc Thiên, thình lình nói, ngươi thật sự là một nhân vật, có lẽ là thanh xuất phu lam. Đa tạ thánh nữ thương tưởng, nhưng hiện giờ ta đến đây không phải nghe tán thưởng. Ta không phải là thánh nữ, ta chỉ là A Mật Y. Lạc Thiên bất quản, ta có một đề nghị, chính là muốn bà đầu hàng. Chúng ta chỉ lưu một mình bà lại, còn tất cả những người khác có thể tự do quay về. Bà nghĩ như thế nào? A Mật Y giọng nhẹ nhàng, ta cũng có một đề nghị. Người tự sát tại đây, sau đó ta phóng thích mọi người, người nghĩ sao? A Mật Y, lời bà ngông cuồng thái quá. Bà hãy nhìn,
sức mạnh của chúng ta hơn các ngươi 3 lần. Các ngươi căn bản không thể kháng cự. Lạc Thiên kiêu ngạo. Lạc Thiên, ngươi nhớ mùa đông năm đó lúc tiêu diệt huyết sát môn. Huyết sát môn chỉ có hơn 40 người, nhưng mùa đông đó chỉ còn lại 1.000 người trong tổng số 2.300 trở về. Chàng trai trẻ, tất cả những người họ Lạc đều ngông cuồng, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Các ngươi không có tư cách ngông cuồng. Ngươi nên biết, nhân số nhiều, không thể chứng minh là sức mạnh. A Mật Y thí dụ một trận chiến đó, làm Lạc Thiên cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên trong trận chiến đó, tổ tiên của hắn cũng thắng, nhưng thật sự bị thì thật mất mặt. Môn đồ huyết sát môn rất cường hãn tuy đều bị tiêu diệt sạch, nhưng đó là một cảnh máu tanh xa xưa. Những hình ảnh cường đại của bọn họ cũng làm mọi người chấn động. Lạc Thiên chỉnh lý lại sự việc, Thái Âm giáo không phải là truyền thuyết huyết sát môn. Ba, A Mật Y, không phải là Thượng Quan Anh. Ta sẽ cho ngươi thấy chân tướng sự thật, nhưng trước khi khai chiến, ta muốn nói với cô ngươi vài lời. Lạc Thiên nhìn lại Lạc U Nhi, người còn lại duy nhất của Lạc gia tới đây. Những người khác ở lại Long Thành giúp Lạc Hùng thủ giữ Đại Địa Minh. Chỉ thấy Lạc U Nhi từ từ đi tới, đến trước mặt A Mật Y. Lạc U Nhi nói, hơn 20 năm mới gặp lại, tỷ tỷ vẫn khỏe chứ. A Mật Y ngưng thị nhìn bà ta một hồi, thở dài, tóc của muội chỉ vì khiếu thiên mà bạc. Ừ, nhìn rất hấp dẫn phải không, tỷ tỷ. Lạc U Nhi nhu thuận, chúng nhân võ lâm đã minh bạch vì sao muội muội xinh đẹp của Lạc Hùng cùng với Thái Âm giáo A Mật Y tình cảm rất tốt. Song nhãn A Mật Y ứa lệ, nhìn rất hấp dẫn, năm đó muội rất đau khổ. Tỷ cũng không như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ thực, muội cũng biết chàng chỉ xem cả hai là muội muội, chàng thật sự yêu thích chỉ một người. A Mật Y không nói nữa, Lạc U Nhi liền nói, muội lúc đó nghĩ người chàng yêu chính là tỷ tỷ, không biết người chàng yêu là một người khác. Nhưng, muội sai rồi, tỷ không phải là người chàng yêu, chỉ có ca ca muội yêu tỷ. Lạc U Nhi suy nghĩ rồi nói, điều đó thì muội biết. Nhưng hiện giờ thì không biết ngoài muội và tỷ còn ai khác nữa vậy. Muội đã gặp qua Hoàng Hy Bình. A Mật Y đột nhiên chuyển đề tài, làm Lạc U Nhi chấn động. A Mật Y tiếp tục nói, hắn rất giống Khiếu Thiên. Tỷ tỷ, hắn có cái gì đó mơ hồ. Muội biết, hắn rất giống Khiếu Thiên. Hắn ở chỗ tỷ vẫn tốt chứ. Lạc U Nhi không tự nhiên giọng lấp bấp. Đồ nhi của tỷ nói muốn giết hắn, nhưng hiện tại thì chưa giết. Tỷ tỷ. Không được giết hắn. Lạc U Nhi thất thanh kêu lớn. Bọn họ không có khả năng sát hại Hy Bình. Một âm thanh vang vọng từ võ lâm tứ đại thế ra. Một nhân ảnh phóng ra, bị Lý Ngọc và Minh Ngọc liên thủ cản lại, đó là Vưu Túy. Chỉ nghe Vưu Túy nói, tránh ra, không ta sẽ giết chết các ngươi. A Mật Y quay đầu nhìn Vưu Túy hỏi, nàng là ai? Đó là một vị thể tử của sắc ma Hoàng Hy Bình. Lạc U Nhi chua chát. Trong khi mọi người đang nghe, mọi người của võ lâm tứ đại thế gia đi tới, cùng Thái Âm giao đối diện trên trận tuyến. Độc Cô Mình nhìn Lam Ngọc nói, hy vọng các người có thể hiểu, nếu các người thả Hy Bình, chúng ta không cần quản sự việc ở đây, lập tức bỏ đi. Nhưng nếu Hy Bình bị giết, chúng ta sẽ có một trận quyết chiến cho tới người cuối cùng. Hoa Tiểu Ba cũng quay sang Lục Ngọc gật đầu, đồng ý với lời nói của Độc Cô Mình. A Mật Y nhìn những người trẻ tuổi của võ lâm tứ đại thế gia, cười cười, võ lâm tứ đại thế gia có rất nhiều nam nữ tuấn mỹ. Các ngươi vẫn còn xuân sắc, các ngươi không cần lo lắng. Tuy đồ nhi của ta nói muốn giết Hy Bình, nhưng Hoàng Hy Bình đích thực là một người tuấn tú. Ta nghĩ đồ nhi của ta yêu nam nhân tuấn tú này, nó không thể giết hắn. A Mật Y đương nhiên biết trong lòng Âu Dương Đình Đình rất yêu Hoàng Hy Bình, chỉ vì không biết tính cách Hoàng Hy Bình. Hoàng Hy Bình gần như làm Âu Phương Đình Đình phẫn nộ. Nếu thực sự không thể tha mạng, thì đã bị Âu Dương Đình Đình chém từ lâu. Vưu Túy nói, bà lấy gì làm cho ta tin được? Tốt nhất nàng hãy tin ta, mặc dù võ công nàng tuy cao, nhưng không thể đột phá qua chúng ta. Dã Mân Côi vẫn ngang bướng, không cần biết thế nào. A Mật Y nhìn chúng nữ, nghĩ, hắn thật có nhiều nữ nhân. Các nữ nhân ở đây đều rất thích hắn. Trông bộ dạng rất khẩn trương. Bà ta đáp, hắn rất giống nam nhân ta yêu. Các ngươi nói cho ta biết có thể để hắn chết không? Không ai hồi đáp bà, vì vấn đề này chính bà cũng không thể hồi đáp. Tỷ thật không giết hắn à? Lạc U Nhi hỏi. U Nhi, muội rất khẩn trương vì hắn,
bởi vì hắn giống Khiếu Thiên. A Mật Y không hiểu vì sao Lạc U Nhi khẩn trương vì Hy Bình. Lạc U Nhi mặt thoáng hồng, giải thích không phải. Khả năng đó là... A Mật Y mỉm cười, tỷ và hắn không mâu thuẫn gì, nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy thân thiết. Tỷ không thể trả lời được, chỉ cần nhìn đồ nhi của tỷ, hắn và đồ nhi của tỷ không thể xảy ra sự cố gì. Lạc U Nhi trong lòng kinh ngạc, nghĩ tới tao ngộ của mình, nhẹ nhàng hỏi, hắn không, không. Cưỡng gian đồ nhi tỷ chứ? A Mật Y nói, không nghiêm trọng đến thế, chỉ là vũ nhục thôi. Vì sao muội lại nghĩ thế? Bởi vì hắn căn bản là sắc ma. Lạc U Nhi bị Hy Bình cưỡng gian là một đại sự không ai biết. Đương nhiên nàng ta không thể công khai, chỉ tùy tiện chuyện trò cùng A Mật Y. A Mật Y nói tiếp, hắn nói có thể tìm gặp Khiếu Thiên. Hắn cũng nói như thế với muội. A Mật Y thở dài, nhìn giống như muội không biết Khiếu Thiên người đang ở đâu, tỉ nghĩ muội có thể biết, ai. Lúc ấy chàng được người giấu mặt cứu đi, sau này không còn một chút tin tức. Ừ, chàng có lẽ không còn trên thế giới này, chỉ chúng ta nghĩ chàng còn sống. U Nhi, muội nên trở về. Giang hồ không phải nơi muội có thể ở. Tỷ không thể mong chờ muội cùng đại ca muội đánh tỷ. Tỷ hy vọng không cùng muội đối địch. A Mật Y lời đầy cảm xúc. Lạc U Nhi cúi mặt nói, tỷ tỷ, muội không tới cùng tỷ đối địch, muội tới vì. Vì sao bà không thể nói ra miệng được, sau khi Hy Bình nói những câu tàn nhẫn, muốn cùng bà ta đoạn tuyệt quan hệ. Bà ta nghĩ rằng Hy Bình là Lâm Khiếu Thiên hồi sinh, vì thế tự mình tới Gia Lăng trấn tìm Lạc Hùng. Hoặc Lâm Khiếu Thiên chỉ là giấc mộng mà bà ta chờ đợi. Hy Bình thật sự đã xâm nhập vào cuộc sống của bà ta, đúng như Hy Bình đã nói. Bà ta thật sự không thể hiểu mình chờ đợi ai, trong lòng vì ai mà sao động. Khi Hy Bình xuất hiện, đã phá đi sự thanh khiết của ba ta. Trong lòng rất phức tạp, không có một chủ ý nào cả. 20 năm trước, vì Lâm Khiếu Thiên mà bà ta chờ đợi, đợi đến tóc trên đầu bạc trắng. Tuy nhiên, Lâm Khiếu Thiên không một lần xuất hiện, và lần này lại xuất hiện một chàng trai trẻ giống ông ấy. Nhưng chàng trai trẻ này mạnh bạo đi vào cuộc sống của bà, với dáng vẻ tà ác tiến vào tim bà ta không như ông ấy. Bà ta tuyệt đối không thể tiếp thụ. Bà ta ít nhiều hận hắn, vì hắn xuất hiện, và vì hắn bỏ bà ta đi. Hắn nói sẽ bồi thường cho bà. Đó là trước khi đi Hy Bình có nói.